Đúng, đây là của ta tâm ma. Ăn chi ma quân giống như đốn ngộ. Thiên kiếp lúc nào cũng quỷ dị như vậy. Chút bất chi bất giác, cũng đã lặng lẽ đem tâm ma kiếp hạ xuống tới. Hơn nữa, lựa chọn hắn hiện tại nội tâm vô cùng sợ hãi bá tống huyền thánh xuất hiện. May mà hắn kịp thời lĩnh ngộ. Chỉ cần biết rằng đây là tâm ma về sau, liền không có gì phải sợ. Loại trình độ này tâm ma kiếp mơ tưởng tiếp động nội tâm của ta. An Chi Ma Quân bình tĩnh nói. Nó là An Chi Ma Quân, tại tứ phẩm lúc, đã bị quan lấy ma quân danh hiệu thiên tài. Hắn ma tâm kiên định như sắt, đừng nói là một cái bá tống huyền thánh ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào ta độ kiếp, coi như là lại đến 10 cái, 100 cái, cũng mơ tưởng tiếp đụng đến ta. An Chi Ma Quân gào thét lớn phát ra bản thân tuyên cáo, ta là An Chi Ma Quân, ta đã định trước đem trở thành vạn ma chi chủ. Ta đem ở đây độ kiếp, bước ra ta kim đan đại đạo bước đầu tiên. Gầm rú hoàn tất về sau, An Chi Ma Quân khí thế nâng cao một bước. Tại đây trong tích tắc hắn giống như chiến thắng đối với bá tống huyền thánh sợ hãi ma tâm kiên định mức độ nâng cao một bước. Hắn tiếp tục đâu vào đấy thao túng bản thân độ kiếp đại trận. 6 cây ma thần trụ cất cao một đoạn, bộc phát ra cường đại hơn ma đạo lực lượng. Chôn giấu trong lòng đất tà khí, đều hoạt động mạnh. Độ kiếp phạm vi bên ngoài. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu, vẫn còn có loại này thao tác, không học được, thật sự không học được. Tống Thư Hàng cảm khái nói. Hắn lớn như vậy một cái bá tống, bá nho song thánh ngồi ở chỗ này, An Chi Ma Quân vậy mà có thể đem hắn cưỡng ép nhận thức thành tâm ma. Kế hoạch đã thất bại. Hiện tại chỉ sợ ngươi dù thế nào thay hắn cổ vũ, hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nói không chừng còn cảm giác mình có thể chống cự tâm ma kiếp, đạo tâm biến kiên cố hơn xác định. Đậu Đậu nói. Tống Thư Hàng nói, không phải cùng tổ tiên với ta, kia tư duy nhất định khác. Gia hỏa này cách tư duy cùng nhân loại quả nhiên kém rất nhiều. Cùng chó loại hình tư duy cũng kém rất nhiều. Đậu Đậu bổ sung, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng cúi đầu hỏi thăm Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Ngươi nói ta hiện tại cách không cho hắn tới đây một phát nhìn là mang thai lời nói, sẽ như thế nào? Đầu tiên hắn nhất định sẽ mang thai, thánh nhân chi nhãn uy lực bày ở cái kia. Đón lấy, ngươi nhất định sẽ bị cuốn vào thiên kiếp bên trong. Chỉ cần đối với hắn sử dụng pháp thuật, đó chính là nhúng tay thiên kiếp. Thiên kiếp không có lý do buông tha ngươi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng xoa nhẹ mi tâm hắn hiện tại cũng không muốn cuốn vào người khác thiên kiếp. Hắn cũng không muốn thật trở thành tống. Để đó ta đến, ta là chuyên nghiệp, thiên kiếp ta đến chống đỡ. Thư Hàng, cùng người khác cùng một chỗ độ kiếp loại sự tình này, trải qua một lần là đủ rồi. Loại này lấy chính mình mạng nhỏ hay nói dẫn sự tình, cũng không tốt chơi. Muốn không chờ hắn độ xong kiếp về sau, một lần nữa cho hắn tới đây một phát nhìn là mang thai. Đậu Đậu đề nghị, tại hắn cho là mình rốt cuộc độ kiếp thành công ngưng tụ kim đan, ở vào nhân sinh vô cùng hưng phấn khoảnh khắc, chúng ta lại cho hắn một đạo nhìn là mang thai. Trực tiếp khiến nó kim đan biến nguyên anh, khiến nó vui vẻ gấp bội. Có thể thực hiện, bất quá ta tương đối lo lắng là trên người nó có thể hay không có cái gì bảo vệ tính mạng độn pháp. Một khi chờ hắn độ kiếp thành công, phát hiện chúng ta không phải tâm ma về sau, liền trực tiếp khởi động độn pháp chạy trối chết. Tống Thư Hàng nói, hắn cảm giác lấy công tử Hải cùng hắn đồng bạn phong cách hành sự, loại này bảo vệ tính mạng độn pháp khẳng định không thể thiếu. Không cần lo lắng, có ta ở đây đây. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình tĩnh nói, ta hiện tại thế nhưng là năng lượng đầy đủ trạng thái, vô luận là cái gì độn pháp, cho dù là vượt qua không gian độn pháp, ta chém xuống một kiếm đi, có thể muốn hắn mạng nhỏ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lời nói, đặc biệt có phân lượng. Làm cho người ta trong lòng thoáng cái an tâm, vấn đề duy nhất liền là, dùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối năng lượng, đi đối phó một cái vừa mới tấn thăng ngũ phẩm ma tu, có thể hay không quá thua thiệt. Lúc này, Đậu Đậu móc ra điện thoại di động của mình, tại trên điện thoại di động nhanh chóng đánh chữ. Tống Thư Hàng ngắm Đậu Đậu liếc, phát hiện hắn đang tại một cái trong nhóm nói chuyện phiếm. Ồ, Đậu Đậu ngươi ở Cửu Châu nhất hào quần trong không phải là bị cấm ngôn sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc lên tiếng hỏi, tại sao lại có thể nói chuyện phiếm? Chẳng lẽ Đậu Đậu dùng Hoàng Sơn tiền bối tài khoản? Đậu Đậu mắt trợn trắng, ta thêm quần lại không chỉ một cái. Đây là cái gì quần? Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi bởi vì hắn vừa rồi ngắm liếc lúc, phát hiện mấy cái quen thuộc ảnh chân dung. Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối,
Đồng quái tiên sư, tạo hóa tiền bối, huyền nữ môn vân tước tử tiền bối, tựa hồ hắn còn ngắm đến bạch tiền bối ảnh chân dung. Đều là cửu châu nhất hào quần trong quen thuộc thành viên. Cái này quần tạm thời không thể cho ngươi biết, trước mắt ngươi còn chưa có tư cách thêm cái này quần. Ừ, lại qua một thời gian ngắn, ngươi thì có thể thông qua khảo hạch tiến cái này quần. Ngươi bây giờ còn là khảo hạch kỳ, chờ chúng ta cảm giác ngươi năng lực đạt tiêu chuẩn về sau, liền sẽ thêm bạn vào quần. Đậu Đậu một mặt thần bí nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Đậu Đậu tại trong nhóm gửi đi tin tức, toàn thể thành viên, phát hiện được ta một cái cửu địch đang tại độ kiếp, ta phải như thế nào mới đúng đánh hắn một sóng. Mọi người mời triển khai các ngươi não động. Ồ, Đậu Đậu không phải cùng bá Tống Huyền Thánh cùng đi quan sát cái kia 4 tấn ngũ tu sĩ độ kiếp rồi sao? Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, bị ta nói bên trong, vị kia độ kiếp gia hỏa là cửu gia của các ngươi? 72 đường cuồng đao vô địch cuồng đao tam lãng lên tiếng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng, duyên phận chính là như vậy tuyệt vời. Gia hỏa này là ta cùng bá Tống Huyền Thánh cửu gia. Như vậy, hiện tại mọi người mời bắt đầu phát biểu đi. Đậu Đậu nói. Bởi vì này cái trong nhóm có rất nhiều không phải cửu châu nhất hào quần thành viên, vì vậy tam lãng cùng Đậu Đậu nói chuyện phiếm lúc, nhắc tới Tống Thư Hàng thời gian, đều dùng bá Tống Huyền Thánh để thay thế. Tên kia coi như là ngược lại 8 đời huyết môi, độ kiếp vậy mà gặp gỡ Đậu Đậu các ngươi. Bất quá đã hắn tại độ kiếp, vậy rất đơn giản a. Đậu Đậu ngươi cùng bá Tống Huyền Thánh xuống dưới, ngồi vào hắn độ kiếp đại trận bên ngoài, cho hắn hô 666, vì hắn cổ vũ. Tốt nhất bá Tống Huyền Thánh lại tế ra bản thân thánh ấn tới đây, cho hắn chế tạo đầy đủ lực áp bách. Tại áp lực như vậy xuống, tên kia chân đều mềm nhũn, bụng đều được rút gân. Một sóng thiên kiếp bên dưới đi, hắn phải biến thành cho bụi. Không trung chạy trốn hoạt động phen hâm mộ U Minh Tiêu Thiểu Đậu Đậu mắt trợn trắng, Tiêu đại sư ý nghĩ của ngươi đều cùng bá Tống Huyền Thánh. Chúng ta đã làm như vậy, bất quá tên kia cho là chúng ta là tâm ma kiếp dùng lừa mình dối người phương thức thật sự sống quá đi. Tiêu đại sư, ách ta muốn hỏi một chút, cái kia tu sĩ chỉ là 4 tấn 5 thiên kiếp đúng không? Vô cùng khoe khoang thời gian ẩm ướt Toàn Phong tôn giả lên tiếng nói. Đậu Đậu, ừ, Toàn Phong tôn giả, đã như vậy lời nói, tại đối phương độ kiếp đến đặc sắc lúc, bá Tống tiền bối trực tiếp xâm nhập trong trận pháp, trục chết hắn chẳng phải tốt rồi. 4 tấn 5 thiên kiếp đối với bá Tống tiền bối mà nói, liền cùng mưa bụi mà thôi. Chỉ cần nhanh lên đem độ kiếp người trục chết. Thiên kiếp liền trực tiếp kết thúc. Hoặc là, Đậu Đậu bọn họ là muốn bắt người sống, bắt lại nhà phía sau thật tốt dạy dỗ. Đậu Đậu gần nhất càng ngày càng tà ác, để ta yên lặng quá chết đi cơ tử ngọa. Đậu Đậu, Đậu Đậu, Toàn Phong tôn giả đề nghị phi thường không tồi, tiếp thu. Cảm ơn, nói xong, Đậu Đậu đóng lại điện thoại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, chính diện đánh, không muốn sợ, bá Tống Huyền Thánh, ngươi có thể làm. Đậu Đậu cười nói. Một bên mát mẻ đi, ngươi cũng không phải không biết ta đây cái huyền thánh là hàng nhập lậu. Ta hiện tại cũng liền ngũ phẩm cảnh giới, xông vào thiên kiếp bên trong, ta liền lạnh. Ồ, chờ, Tống Thư Hàng đột nhiên sờ sờ cằm, đang nhìn bầu trời bên trong thiên kiếp. Đây là 4 tấn 5 thiên kiếp, hơn nữa mới bắt đầu không lâu, ước chừng là 10 thứ hạng đầu sóng trái phải. Thiên kiếp uy lực đoán chừng tại tứ phẩm đỉnh phong trái phải. Loại trình độ này thiên kiếp nổ tại hắn trên thân, lông sự tình đều không có. Đương nhiên, loại này trực tiếp xâm nhập thiên kiếp sự tình, không thể từ bản thể tới đây làm. Thời điểm này, là lúc triệu hoán phân thân của hắn Tống Thư Hàng đã tới. Đậu Đậu, đi, chạy trước vào hạch tâm thế giới của ta. Tống Thư Hàng nói hắn muốn đi trước đem phân thân đổi đến. Bản thể lưu lại tòa này trên đảo nhỏ làm tọa độ. Chờ bạch tiền bối theo cái kia phong bế không gian bên trong đi ra. Tiếp đó, phân thân xông trận, trục chết An Chi Ma Quân. Không xông trận, Đậu Đậu nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, vì để ngừa ngộ nhỡ, loại chuyện này đương nhiên là từ phân thân đi làm. Ngươi lưu lại ta phong bế không gian bên trong nhìn trực tiếp, ta đi đem phân thân thay thế đến. Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu trốn vào đến hạch tâm thế giới. Hắn bản thể cùng tại phía xa Lan Tây đảo phân thân tiến hành đổi. Lan Tây đảo bên trên phòng ăn còn không có một lần nữa mở ra. Sở Sở còn đang ở cố gắng tu luyện theo phong bế không gian ở bên trong lấy được tiên chủ bí pháp, bây giờ còn không có xuất quan. Đợi nàng sau khi xuất quan,
phòng ăn này mới có thể một lần nữa mở ra. Tống Thư Hàng bản thể nhàm chán ngồi ở quầy thu ngân vị trí, thói quen tính 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm. Đồng thời chú ý của hắn nhận thức chuyển rời đến phân thân. Làm Đậu Đậu cùng Tống Thư Hàng thân ảnh biến mất lúc, độ kiếp trong đại trận An Chi Ma Quân phát ra cười to, ha 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 ha, quả nhiên là tâm ma. Tâm ma kiếp gặp bá Tống Huyền Thánh không cách nào hù dọa hắn, rốt cuộc tan vỡ. Nói cách khác, lần này 4 tấn 5 thiên kiếp bên trong, nguyên bản vô cùng khiến nó lo lắng tâm ma kiếp đã vượt qua. Lần này thiên kiếp, hắn triệt để ổn. Đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, bá Tống Huyền Thánh thân ảnh lần nữa hiện thân. Tâm ma kiếp còn chưa kết thúc, An Chi Ma Quân đồng tử co rút lại. Cũng đúng, dù sao cũng là 4 tấn 5 tâm ma kiếp, không có lý do dễ dàng như vậy đã bị vượt qua. Thế nhưng, còn là câu nói kia, dù là tới đây 100 bá Tống Huyền Thánh, cũng mơ tưởng hù sợ hắn. Độ kiếp trận pháp bên ngoài, bá Tống Huyền Thánh đứng lên, từng bước một trực tiếp hướng độ kiếp trận bên trong đạp tới đây. Đồng thời, trong hư không có một cái kiện bày ra mù phổ thông tu sĩ con mắt pháp khí lăng không hiển hiện, trang bị đến bá Tống Huyền Thánh trên thân. Lơ lửng cánh quan, khí phách mũ giáp, tràn đầy thần bí hoa văn chiến giáp, giới chỉ, bao tay. Một bộ đầy đủ khôi giáp pháp khí, tất cả đều là bát phẩm cấp bậc. Cuối cùng là một kiện trắng noãn áo choàng theo trong hư không đáp xuống, choàng tại bá Tống Huyền Thánh sau lưng. Bá Tống, bá Nho song thánh ấn, trôi nổi tại phía sau hắn. Kinh khủng đến làm cho không người nào có thể hô hấp huyền thánh khí tức, hướng An Chi Ma Quân áp bách mà đến. Tới đây a, tới đây đánh ta à, ta cũng sẽ không bại bởi chính là tâm ma kiếp. An Chi Ma Quân sắc mặt bình tĩnh nói. Bá Tống Huyền Thánh từng bước một bước vào hắn độ kiếp phạm vi. Oanh long long thiên kiếp lôi rơi vào trên người hắn, nhưng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Theo bá Tống Huyền Thánh vào trận, An Chi Ma Quân đột nhiên cảm giác thiên kiếp uy lực tăng lên. Hắn trong lòng lập tức vọt lên một loại không ổn đến cực điểm dự cảm. Oanh long long thiên kiếp lôi hóa thành lôi trì, thành phiến như mọc thành phiến đáp xuống. Nhưng những ngày này lôi rơi vào bá Tống Huyền Thánh trên thân thời gian, giống như chỉ là vì hắn lên sân khấu độ lên một tầng đặc hiệu hào quang. Lại để cho hắn lên sân khấu biến càng có cảm giác áp bách. Không, không phải tâm ma, An Chi Ma Quân trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi đoán, bá Tống Huyền Thánh chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rõ ràng lúc trước còn quãng đường rất dài, nhưng đột nhiên bá Tống Huyền Thánh giống như vượt qua không gian bình thường, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của nó. Không gian năng lực, sau một khắc, bá Tống Huyền Thánh vươn tay ra, đặt tại đỉnh đầu của nó. An Chi Ma Quân trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bá Tống Huyền Thánh một trường này đè nén xuống, hắn có thể sẽ chết. Thế nhưng, trong tưởng tượng thống khổ cùng tử vong cũng không có xuất hiện. Bá Tống Huyền Thánh chỉ là nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của nó, ngữ khí ôn nhu đối với nó nói, người khát vọng trời xanh sao. An Chi Ma Quân, ở giữa, thiên kiếp biến thành hiện đại hóa công kích điên cuồng đáp xuống, nhưng đều bị bá Tống Huyền Thánh bên người một mặt tấm thuẫn ngăn lại. Hảo Nam Nhi, đều khát vọng trời xanh, coi như là không có cánh, cũng có được trùng kích trời xanh mộng tưởng. Ta hỏi ngươi, ngươi khát vọng trời xanh sao? Bá Tống Huyền Thánh lần nữa nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Tuy rằng hoàn toàn không biết bá Tống Huyền Thánh muốn biểu đạt cái gì, nhưng thời điểm này còn có thể trả lời thế nào? Đúng vậy, ta cực độ khát vọng trời xanh, An Chi Ma Quân thức thời trả lời. Thật tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bá Tống Huyền Thánh mỉm cười nói. Sau một khắc, bá Tống Huyền Thánh cầm lấy hắn, mãnh liệt nhảy, phóng lên trời. Không phải phi hành, chỉ là thuần túy nhảy. Tốc độ có thể nhanh, như đạn pháo bị bắn đi ra. Nhảy đến nhất định được độ cao về sau, bá Tống Huyền Thánh lần nữa dùng sức nhảy, dưới chân hắn xuất hiện màu đen hoa sen, nâng lên cước bộ của hắn, lại để cho hắn nhảy cao hơn. Trong nháy mắt, bá Tống Huyền Thánh mang theo hắn nhảy tới không trung trên tầng mây. Nhìn, trời xanh, bá Tống Huyền Thánh nói. Tiếp đó, hắn buông tay, thả An Chi Ma Quân. Khái, cao như vậy địa phương nếu như té xuống, ta thì xong rồi a. An Chi Ma Quân nhanh chóng tế ra một chuôi vô cực ma tông làm ra kiểu phi kiếm, dẫm ở trên, ngự kiếm phủ không. Sau một khắc, hắn nhìn đến bá Tống Huyền Thánh thân thể lập thẳng tắp, đâm vào mặt đất. Bá Tống Huyền Thánh cứ như vậy rời đi. Cùng hắn cùng một chỗ rời đi,
còn có cái kia mặt ra Cố Vô Song đại thuẫn từ đầu tới đuôi, đều là mặt này đại thuẫn đã ngăn được hai người thiên kiếp. Đại thuẫn vừa ly khai, tất cả thiên kiếp trực tiếp bao phủ An Chi Ma Quân nhục thân. Càng trọng yếu chính là, bá Tống Huyền Thánh lôi kéo hắn bay đến trời xanh phía trên, rời đi hắn vất vả khổ cực bố trí độ kiếp đại trận. Hắn sáu cây ma thần trụ, hắn độ kiếp trận pháp, hắn chôn xuống tà khí, hắn chôn xuống huyết thần toàn bộ không tại bên người. An Chi Ma Quân chẳng khác gì là trần trụi đối mặt thiên kiếp. Hơn nữa là bởi vì bá Tống Huyền Thánh nhúng tay về sau, củng cố thiên kiếp. Bá Tống Huyền Thánh, đại gia mày, trời xanh mộng đại gia mày. An Chi Ma Quân rút cuộc ổn không đứng dậy, hắn lớn tiếng chửi bới. Đồng thời hắn nhanh chóng đưa tay thăm dò vào trong ngực. Ngoại trừ độ kiếp trận pháp bên ngoài, hắn còn có một chút thủ đoạn. Người không thể đem tiền đặt cược đều đặt ở một cái bát bên trong, hắn còn có khác thủ đoạn. Nhưng làm hắn sờ tay vào ngực lúc, biến sắc. Hắn trong ngực che giấu đồ vật, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Quanh củng cố thiên kiếp biến thành hơn 1.000 môn đủ loại hỏa pháo nổ súng, ẩn chứa 100 loại thiên kiếp lực lượng hỏa pháo, đem An Chi Ma Quân bao phủ. Bên kia, Tống Thư Hàng phân thân thẳng tắp cắm vào mặt đất, lần này chọc vào càng sâu, toàn bộ người đều vùi sâu vào đến lòng đất, chỉ có cánh tay phải còn lộ tại mặt đất. Tại tay phải của hắn bàn tay, cầm lấy một cái càn khôn túi chữ vật. Tới từ thông nương bí truyền tuyệt học yêu tinh ương ngạnh sống sót cần tu 200 cái bổn sự thần thánh ăn cắp thuật. Tống Thư Hàng một mực không có sử dụng bộ này tuyệt học, thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Nhập mộng thông nương hành sinh thời, bộ này tuyệt học đã sớm dung nhập Tống Thư Hàng linh hồn, trở thành hắn kỹ năng. Chỉ cần hắn muốn dùng, tùy thời có thể dùng. Tống Thư Hàng phân thân tay phải run lên, đem cái này đầu càn khôn túi chữ vật ném vào đến bản thân trong hạch tâm thế giới. Tiếp đó hắn một cái dùng sức, theo trong lòng đất chui ra. Ừ, lần tới phải hướng bạch tiền bối học tập một chút bình thổ chú, nếu không mỗi lần trên mặt đất chọc vào ra một cái động lớn, quá phá hư hoàn cảnh. Tống Thư Hàng nói. A, trên bầu trời, An Chi Ma Quân không thể sống quá hai sóng thiên kiếp, hắn cháy đen thân thể từ không trung rớt xuống. Trên người nó, sinh cơ đều không có. Đầy trời lôi kiếp lại tập trung Tống Thư Hàng phân thân. Nhưng một lát sau, thiên kiếp lại tiêu tán không gặp. Độ kiếp cơ bản nhất là An Chi Ma Quân. Hôm nay An Chi Ma Quân độ kiếp thất bại, cái thiên kiếp này tự nhiên tiêu tán, dù sao Tống Thư Hàng vừa không có đạt tới độ kiếp tiêu chuẩn. Đầy trời lôi kiếp biến mất. An Chi Ma Quân cháy đen thân thể vừa vặn rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Tại thân thể của nó rơi xuống đất phía trước trong nháy mắt, Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng một nâng, trong cơ thể linh lực ngưng tụ. Tại tinh thần lực dưới sự khống chế, nâng lên thân thể của nó. Lúc này, trên mặt đất đã mất đi An Chi Ma Quân khống chế phía sau độ kiếp đại trận một lần nữa khôi phục, sáu cây ma thần trụ một lần nữa lẻn vào đến mặt đất. Cái này độ kiếp đại trận, còn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ cần bổ sung một chút linh thạch, có thể một lần nữa sử dụng. Đáng tiếc đây là ma đạo tu sĩ sử dụng độ kiếp trận, đối với Tống Thư Hàng mà nói không có gì dùng, đệ tử của hắn cũng không dùng được. Thiên kiếp khí tức triệt để biến mất. Tống Thư Hàng đem đậu đậu theo trong hạch tâm thế giới phóng xuất ra. Lúc này, trên mặt đất, nguyên bản sinh cơ đều không có An Chi Ma Quân, đột nhiên lại chậm rãi mở mắt, hắn phát ra kịch liệt tiếng ho khan. Ồ, lại vẫn không chết, đậu đậu kinh ngạc nói. Độ kiếp thất bại vẫn còn không chết, dạng này tu sĩ hiện tại có thể hiếm thấy. Trước kia lời nói, có trưởng bối ở một bên bảo vệ trận, nếu như độ kiếp thất bại, còn có thể cưỡng ép đánh tan thiên kiếp, lưu lại tính mạng. Tỷ như Tô Thị A thập lục tình huống lúc đó. Nhưng hiện tại thiên kiếp dị biến, không cách nào đánh tan. Có thể tại độ kiếp sau khi thất bại, còn sống sót tu sĩ, liền hiếm thấy. An Chi Ma Quân trên thân, có kiếp hỏa đang thiêu đốt, thiên kiếp chi hỏa bất diệt, nhưng cái mạng nhỏ của nó rồi lại bảo đảm xuống dưới hơn nữa. Càng thần kỳ chính là, trên người nó kiếp hỏa vậy mà tại chậm rãi yếu bớt. Cái này tất cả đều là nhờ Tiên Nông Tông Thất Hoàng Diệu Quả công hiệu. Tiên Nông Tông cái kia tấm Thất Hoàng Diệu Quả công hiệu thần kỳ, đối với thiên kiếp thương thế có mạnh phi thường chữa trị hiệu quả. Cái kia tấm Thất Hoàng Diệu Quả tại chính năng cùng công tử Hải trong tay, biến thành hai loại đan dịch. Một loại tại độ kiếp phía trước phục dụng, dạng này dù là độ kiếp thất bại, còn có cơ hội bảo trụ một mạng. Một loại khác tại độ kiếp thành công trong nháy mắt phục dụng,
có thể tăng lên đan văn số lượng tỷ lệ. Khụ khụ khụ, An Chi Ma Quân yếu ớt ho khan, u oán nhìn qua Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu. Thư Hàng, như thế nào xử lý hắn? Đậu Đậu lên tiếng hỏi. Muốn không ngươi tới giải quyết, hắn không phải đắc tội qua ngươi sao? Tống Thư Hàng nói. Đậu Đậu, miễn đi, ta đối với loại này sống dở chết dở ra hỏa không có hứng thú. Vậy trước tiên nuôi tại hạch tâm thế giới của ta đi. Tống Thư Hàng ha ha cười nói. Đậu Đậu đột nhiên nghĩ đến lúc trước trong nhóm cùng toàn phong tôn giả đối thoại của bọn họ, hắn lông đuôi đều nổ tới, Thư Hàng, ngươi không biết còn muốn lấy dạy dỗ hắn đi. Trong đầu chó của ngươi đang suy nghĩ gì à? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, ta là chuẩn bị đem An Chi Ma Quân, công tử Hải còn có cái kia chính năng đánh cái bao, đến lúc đó đưa cho A Thập Lục. Còn sống hắn, càng có ý nghĩa. A Thập Lục đã từng thề, muốn đao chém công tử Hải cùng đồng bạn của hắn. Đến lúc đó, nàng có lẽ sẽ thích cái này đóng gói đại lễ vật. Ha ha, hặc hặc, gâu. Đậu Đậu mở chừng hai mắt, lè lưỡi. An Chi Ma Quân chậm rãi nhắm mắt lại, kim đan, đã xong. Kim đan tuy rằng không còn, nhưng ngươi nói muốn, ta có thể cho bá tống đưa ngươi một cái nguyên anh, muốn a? Đậu Đậu nói. An Chi Ma Quân nghẹo đầu, không nói thêm gì nữa. Tống Thư Hàng đưa tay, đem hắn cuốn vào đến hạch tâm thế giới, tạm thời nhốt tại Đông Điện bên trong. Lại nói, gần nhất Đông Điện cũng làm cho hắn trở thành ngục giam. Hy vọng Bắc Phương Đại Đế tiền bối sẽ không trách tội hắn. Tốt rồi, chúng ta đem sự kiện lần này tại Cửu Châu Nhất Hào Quần hồi báo tổng kết một chút. Tống Thư Hàng vỗ vỗ tay, lại nói, tiếp đó, chúng ta đem cái này đại trận lại dùng huyễn thuật trận pháp che giấu một thời gian ngắn. Hỏi lại hỏi trong nhóm có hay không có tiền bối đối với trận pháp này cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể chuyển nhượng cho tiền bối. Dù sao cũng là 4 tấn 5 độ kiếp trận, uy lực cũng tương đối cường đại. Ta tài khoản tại Cửu Châu Nhất Hào Quần bị cấm ngôn lấy, người đi báo cáo Hoàng Sơn Đại Ngốc bọn hắn đi. Đậu Đậu nói. Dứt lời, hắn ngồi xổm ngồi ở độ kiếp đại trận bên cạnh, rơi vào trầm tư. Một cái trầm tư Pekinzis. Ngươi ở làm gì vậy đây? Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi, trầm tư Đậu Đậu, phong cách vẽ không đúng à? Ta tại phục bàn đây. Đậu Đậu nói, ta tại nhớ lại vừa rồi An Chi Ma Quân độ kiếp thời gian hình ảnh, theo bên trong hấp thu hữu dụng phân đoạn. Ta cũng sắp độ kiếp rồi, hy vọng có thể có thu hoạch. Nghiêm túc hiếu học Đậu Đậu, cũng rất đáng yêu nha. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu ở Cửu Châu Nhất Hào Quần trong tổng kết một chút bản thân hôm nay cùng Đậu Đậu trải qua. Đậu Đậu tiếp tục trầm tư tư thế. Đừng xem nó bình thường cả lơ phất phơ, nhưng hắn đối mặt thiên kiếp thời gian cũng không dám khinh thường. Hắn trong lòng có cái thiên kiếp chú ý hạng mục công việc bút ký nhỏ. Lúc này Đậu Đậu tại trong lòng yên lặng nhiều viết một cái, chờ ta độ kiếp lúc, tuyệt đối không thể đem Tống Thư Hàng lưu ở bên cạnh ta, áp lực quá lớn, dễ dàng biến thành tâm ma của ta. Hơn nữa luôn cảm giác hắn tại trợn trừng ta, muốn cho ta mang thai. Còn muốn chú ý nhất định phải có hộ đạo người, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho ta đắc tội qua người biết ta độ kiếp sự tình. Đậu Đậu quan sát An Chi Ma Quân độ kiếp có cảm ngộ hắn trong đầu tiếp tục lặp đi lặp lại phục bản An Chi Ma Quân độ kiếp tình cảnh, theo ở bên trong lấy được không ít kinh nghiệm. Ngẫu nhiên còn có cùng loại đốn ngộ cảm giác xông lên đầu. Đậu Đậu trong lòng vọt lên một loại cảm giác bản Đậu Đậu đến thiên kiếp, nắm chắc. Lan Tây Đảo bên trên. Tống Thư Hàng bản thể nhàm chán nằm ở quầy thu ngân bên trên. Ý thức của hắn nhất tâm nhị dụng. Một bộ phận tại phân thân cái kia, một bộ khác phận thì lẻn vào học bá hệ thống tiến hành học tập. Học tập là chẳng phân biệt được thời gian cùng địa điểm, tùy thời tùy khác đều học tập, nắm giữ tri thức. Biển học không bờ, thư sơn không đường, chỉ có dựa vào chăm chỉ vì kính, dựa vào khắc khổ vì thuyền. Đang lúc Tống Thư Hàng bản thể tại vô tận biển học trong tri thức dạo chơi thời gian, đột nhiên cảm giác có một cái ôn nhu bàn tay nhỏ bé đang sờ lấy đầu của hắn. Êm ái, thật thoải mái. Chờ, trắng nõn bàn tay nhỏ bé đang sờ đầu của ta. Đây không phải lần trước ta lúc ngủ cảm giác sao? Tống Thư Hàng theo bản năng cảm giác được không đúng. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, mở to mắt. Nhưng trước mắt của hắn không có vật gì. Tống Thư Hàng trong lòng không có buông lỏng, càng thêm bất an. Ta đây là thế nào? Tại sao sẽ thường xuyên cảm giác có cái tay nhỏ bé đang sờ đầu của ta? Có phải hay không ta trong âm thầm bị người nguyền rủa? Trong lúc đang suy tư,
cái loại này bàn tay nhỏ bé sờ đầu cảm giác lần nữa truyền đến. Lần này cái kia bàn tay nhỏ bé càng ngày càng quá phận, bàn tay nhỏ bé bưng đầu của hắn, dùng sức hướng sau vặn vẹo. Tống Thư Hàng bị ép quay người, nhìn về phía sau lưng. Tiếp đó, hắn nhìn đến một vị váy đen thiếu nữ đứng đắn ngồi xổm phía sau hắn trong hư không, thiếu nữ đứng đắn gãi đầu của hắn. Tại hắn quay người về sau, tay của nàng lại cải biến tư thế, tại trên đầu của hắn sờ a sờ, có đôi khi còn nhẹ nhẹ gõ động, tựa như tại gõ dưa hấu. Là Sở Các Chủ. Tống Thư Hàng thậm chí không cần nhìn mặt, chỉ cần thấy cái này thân quen thuộc váy đen bên trên treo minh châu, còn có cái kia tinh xảo đáng yêu chân trần, có thể đoán ra váy đen thiếu nữ thân phận. Sở tiền bối, người đã đến rồi liền kêu ta một tiếng, đừng dọa người a. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Hơn nữa vừa lên tới đây liền trực tiếp vặn đầu ta, tâm can đều bị hù chậm nửa nhịp. Sở Các Chủ tiếp tục đưa tay tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu vuốt, ban đầu, ta ngày hôm qua phải tới tìm ngươi. Nhưng ngày hôm qua cùng một cái không hiểu thấu ra hỏa đánh một trận, đánh cho trọn vẹn một ngày. Thật vất vả đem tên kia đánh chạy, cũng không biết tên kia có cái gì mau bệnh, thấy ta xông lại liền đánh. Vì vậy, ta sửa hôm nay tới tìm ngươi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta nhớ được hôm kia ta lúc ngủ, có người tại sờ đầu của ta, là Sở tiền bối ngươi sao? Ừ, là ta, ngày đó ta cũng đi tìm ngươi rồi, ngươi ở ngủ. Bởi vì muốn vặn đầu của ngươi phía trước, ta phải xác nhận một chút hàng hóa còn ở đó hay không, hàng hóa còn tốt hay không? Sở Các Chủ nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng đầu bây giờ là tóc ngắn, ghim ghim, vuốt liền dừng không được tới đây. Tống Thư Hàng, thế nào, vì ta chuẩn bị đầu chuẩn bị xong chưa? Không có chuẩn bị tốt lời nói, ta cũng chỉ có vặn đầu của ngươi. Sở Các Chủ trả lời. Sở tiền bối, ngươi có hay không có tính an toàn tương đối cao không gian? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Sở Các Chủ, ngươi nói là cùng loại Bích Thủy Các địa phương sao? Nhưng quá Bích Thủy Các đã bị ta vứt bỏ, có người nhìn chằm chằm vào hắn, rất đáng ghét, hơn nữa ban đầu cũng sụp đổ không sai biệt lắm. Ta chỉ dịch chuyển Khô Vinh song thụ trở về. Tân Bích Thủy Các ta còn không có xây dựng. Chúng ta đây tìm một rộng lớn địa phương đi, trong tay của ta đầu lâu tương đối đặc thù. Nàng một khi lấy ra, bại lộ tại hiện thế lời nói, liền sẽ đưa tới tai nạn cự quy. Cái loại này tai nạn cự quy sẽ chịu trách nhiệm thu về trong tay của ta đầu lâu. Tống Thư Hàng giải thích nói. Sở Các Chủ sờ sờ cằm, xem ra ngươi thật đã tìm được một cái rất lợi hại đầu. Nhất định. Mặt khác cái loại này tai nạn cự quy có rất lợi hại thiên phú vượt thời y không dạo bước liền thiên đạo phòng tối đều có thể xuyên thẳng qua. Hầu như không có gì không gian có thể ngăn cản chúng nó. Tống Thư Hàng lại nhắc nhở. Ta hiểu được, vậy ngươi đem đầu giao cho ta. Ta xem một chút thích hợp không thích hợp, nếu như thích hợp lời nói, cái kia tai nạn cự quy coi như là xuất hiện, cũng để ta làm đem hắn đánh bay. Sở Các Chủ lên tiếng nói. Chúng ta chuyển rời đến rộng lớn địa phương đi. Nếu không tai nạn cự quy hiện thân, ta đây phòng ăn phải hủy. Tống Thư Hàng nói. Tai nạn cự quy xuất hiện thời gian, cũng mặc kệ ngươi bên cạnh là cái gì quý giá địa phương, dù sao liền là một cái xuống dưới, thu về vân thủy tàn nhang thân thể. Chúng ta đây đi trên mặt biển. Sở Các Chủ nắm lên Tống Thư Hàng, một cước hướng hư không đá vào. Cánh cửa không gian mở ra, nàng mang theo Tống Thư Hàng bước vào trong đó, chuyển rời đến hải vực trên không. Cửu phẩm cảnh giới không gian năng lực, thật để người hâm mộ. Quá dễ dàng, đã có không gian lực lượng, chân trời góc biển, muốn đi đâu thì đi đó. Nơi đây có thể đi, Sở Các Chủ lên tiếng hỏi. Không có vấn đề, Sở tiền bối ngươi chờ ta một lát. Tống Thư Hàng nhắm mắt, trước liên hệ hạch tâm thế giới bên trong một vị khác Sở Các Chủ. Sở tiền bối, toàn lực thu liếm khí thức của ngươi, ta muốn hơi mở ra hạch tâm thế giới trong nháy mắt. Ngàn vạn không muốn lại để cho khí tức của ngươi tiết lộ ra ngoài. Tống Thư Hàng dặn dò. Sở Các Chủ đầu lâu tại trong suối nước thổi bong bóng, yên tâm đi, nàng không cách nào phát hiện được ta. Có Sở Các Chủ lời này về sau, Tống Thư Hàng yên tâm đi xuống. Ý thức của hắn lại chuyển rời đến đao kiếm phong xuống. Tại đó, phân tức tử tiền bối nhục thân bộ phận chồng chất như núi Tống Thư Hàng nhớ lại lúc trước, còn cảm giác mình là suy nghĩ đột nhiên quất. Tại sao phải đem lớn như vậy đống vân tước tử tiền bối nhục thân chuyển rời đến hạch tâm thế giới? Ngẫm lại cũng cảm giác quỷ xúc. Bất quá, cũng may mà hắn lúc ấy theo tai nạn cự quy trong bụng rời đi nhiều như vậy vân tước tử thân thể.
hắn có thể có cơ hội theo bên trong chọn lựa một cái thích hợp Sở Các chủ đầu lâu. Tống Thư Hàng ý thức từ nơi này Đống Vân Tước Tử tiền bối bộ phận bên trong đảo qua, rất nhanh chọn chúng một cái thích hợp, nguyên vẹn đầu. Hắn ý niệm khẽ động, đem cái này đầu cho chuyển đi ra. Cái này đầu, hoàn hảo không tổn hao gì. Liền màu lam trầm trọng như áo choàng tóc, cũng không có bị hao tổn. Lúc này, Vân Tước Tử đầu con mắt nhắm, vừa ý liền giống như chỉ là ngủ rồi bình thường. Tống Thư Hàng lấy ra đầu về sau, nhanh chóng đem hạch tâm thế giới quan bế, miễn cho bị Sở Các chủ cảm ứng được trong hạch tâm thế giới Sở tiền bối. Chính là cái này, Sở tiền bối ngươi xem một chút, có hay không thích hợp. Tống Thư Hàng đem Vân Tước Tử đầu lâu đưa cho Sở Các chủ. Vân Tước Tử tiền bối, xin lỗi rồi. Sở Các chủ đưa tay tiếp nhận đầu lâu, nói khẽ, thật xinh đẹp. Nếu không luận tính cách, chỉ luận bên ngoài lời nói, Vân Tước Tử tiền bối xinh đẹp như trong bầu trời đêm vô cùng sáng ngời ngôi sao, đây là Cuồng Đao Tam Lãng đối với nàng đánh giá. Lúc này nàng khẽ nhắm mắt lại lúc, như là yên lặng mỹ nhân ngủ. Hơn nữa, nàng tóc dài màu lam lông mi, cũng làm cho nàng càng có loại vượt qua hiện thực mỹ cảm, giống như không thuộc về nhân gian. Sở tiền bối cảm giác thích hợp sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Sở Các chủ, có thích hợp hay không, phải thử qua mới biết được. Bất quá cảm giác bên trên ta rất hài lòng, hơn nữa. Ta cảm giác cái này đầu lâu bên trong ẩn núp một loại rất siêu quy tắc lực lượng. Đúng vậy, Tống Thư Hàng khẳng định trả lời. Vân Tước Tử nhục thân mỗi một bộ phận, đều chấm bất hủ khí tức. Ánh mắt của nàng, thậm chí có thể thay có thể dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, chế thành phục sinh pháp khí. Ta rất vừa ý, Sở Các chủ nói. Tống Thư Hàng nhìn qua một mặt hài lòng Sở Các chủ, tiền bối, ngươi là muốn như thế nào đem cái này đầu thay đổi đây? Trên thực tế, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng rất tốt ngạc nhiên. Sở Các chủ bản thân thì có một cái đầu, nàng muốn nhận đến bản thể đầu, là lợi dụng hấp thu phương pháp, lại để cho bản thể đầu cùng nàng dung hợp. Mà bây giờ, nàng muốn người khác đầu, muốn như thế nào mà nhét vào? Đương nhiên là chất lên đi là được rồi, Sở Các chủ nói. Nàng hai tay giơ cao lên Vân Tước Tử đầu lâu, giống như là mang một cái vương miệt, hướng trên đầu của mình nhấn tới. Tống Thư Hàng, đây là muốn giống như mũ đeo lên trên đầu mình. Tiếp đó Sở Các chủ liền thật biến thành có được đầu tiên tử. Cái kia phong cách vẽ ngấm lại cũng cảm giác tốt sụp đổ. Trước mắt, Sở Các chủ đầu cùng Vân Tước Tử tiên tử đầu tiếp xúc. Lúc này Sở Các chủ nguyên bản đầu giống như là hư ảo bình thường, giống như là vô hình đồ vật. Vân Tước Tử tiên tử đầu, thì cứ như vậy đặt tại Sở Các chủ trên cổ. Cái này cũng được, Tống Thư Hàng trợn mắt há hốc mồm. Sở Các chủ nguyên bản đầu đây, hắn có thể xác định, Sở Các chủ nguyên bản đầu cũng là thật thể. Lúc ấy, Bích Thủy Các băng diệt, Khô Vinh Song Thụ sinh trưởng. Sở Các chủ theo Khô Vinh Song Thụ bên trong sinh ra. Nàng sinh ra sau đó, đã từng nhẹ nhàng ôm Tống Thư Hàng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ lời nói. Khi đó, Tống Thư Hàng cùng đầu của nàng từng có tiếp xúc, tuyệt đối không phải hư ảo đồ vật. Đút trước mắt, Sở Các chủ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu phát ra tiếng nàng đang dùng Vân Tước Tử đầu lâu phát ra tiếng. Tống Thư Hàng, đây chính là thần kỳ tu chân giới. Con mắt loại vật này, móc đi xuống thay mới có thể sử dụng. Cánh tay loại vật này đứt gãy, đổi cái mới có thể sử dụng. Liền đầu lâu thứ này, chỉ cần ấn cái mới đi lên, cũng liền có thể một lần nữa sử dụng, so với đổi đầu lâu giải phẫu còn muốn thuận tiện. Đang lúc Tống Thư Hàng cảm thán thời điểm, phía dưới đột nhiên có một cái to lớn miệng há mở, đối với Tống Thư Hàng cùng Sở Các chủ một cái cắn tới. Im hơi lặng tiếng, không có chút nào không gian chấn động cùng năng lượng chấn động. Tai nạn cự quy, lấy phạm quy hình thức xuất hiện. Sở Các chủ chân nhỏ ngoắc ngoắc, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lấy nhảy hình thức dẫm lên hướng cái kia tai nạn cự quy đầu. Tai nạn cự quy bị hung hăng đạp xuống, theo trong hư không rơi xuống, rơi mênh mông trong hải dương. Có Tống Thư Hàng nhắc nhở, Sở Các chủ sớm đã có đề phòng. Đối mặt sớm có chuẩn bị trường sinh giả cấp bậc tồn tại, xuất quỷ nhập thần tai nạn cự quy cũng không cách nào đánh lén đắc thủ. Sở tiền bối xin cẩn thận, tai nạn cự quy rất khó đối phó. Chúng nó sẽ một mực không ngừng xuất hiện, đánh lén, chỉ tới đem cái này đầu lâu thu về mới thôi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trước mắt, Sở Các chủ đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn cái kia tóc dài màu lam. Sau một khắc nàng mở to mắt.
trong con mắt cũng không phải màu lam, mà tối tăm thần sắc. Đồng thời, tóc màu lam lông mi toàn bộ giống như nhuộm tóc, hóa thành đen kịt thần sắc. Quá trình này, cực kỳ giống lúc ấy Vân Tước Tử tiền bối bất hủ cốt bị kích hoạt, hắc hóa quá trình. Sở tiền bối, người còn tốt đó chứ? Tống Thư Hàng cẩn thận lên tiếng hỏi. Sở các chủ, ta rất khỏe. Trước đó chưa từng có tốt. Đạo của ta, bổ sung toàn bộ. Đang khi nói chuyện, mặt mũi của nàng cũng bắt đầu cải biến. Vốn là Vân Tước Tử khuôn mặt, mấy hơi sau đó, đã hóa thành Sở các chủ nguyên bản bộ dáng. Liền là mặt mũi tầm đó, mơ hồ còn bảo lưu lấy hai phần Vân Tước Tử tướng mạo. Tám phần thiếu nữ Sở các chủ cộng hai phần Vân Tước Tử hợp thể. Kết hợp phía sau Sở các chủ, vô luận là bên ngoài còn là khí chất, đều biến càng thêm vũ mị. Sở các chủ đạo, bổ sung toàn bộ. Thậm chí khả năng so với dung hợp của chính ta đầu, hiệu quả còn muốn rất tốt. Sở các chủ nói khẽ. Theo nàng bản thân trường sinh chi đạo bổ sung toàn bộ, trên người nàng lực lượng, cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản Sở các chủ coi như là nửa bước chân vào trường sinh giả cảnh giới, nhưng bởi vì không có dung hợp bản thân bản thể đầu, khoảng cách chính thức tiến nhập trường sinh cảnh còn kém một chút xíu. Lúc này, nàng trường sinh chi đạo bổ sung toàn bộ, lực lượng trong cơ thể sinh ra biến hóa. Thân thể nàng tồn tại bản chất cũng phát sinh cải biến. Thọ nguyên đem không cách nào nữa ước thúc nàng, trở thành chân chính trường sinh giả. Trong hư không, Sở các chủ Khô Vinh song thụ bị triệu hoán đi ra, phù hiện ở phía sau nàng, cùng thân thể của nàng đồng cảm. Nói là khô vinh song thụ trên thực tế hiện tại đã chỉ còn lại có một cây khô thụ vinh thụ đã chỉ còn lại có một cái huyễn ảnh. Lúc trước Sở các chủ sinh ra thời gian, khô thụ đem vinh thụ một cái nuốt vào một màn kia đại biểu cho Sở các chủ lúc ấy bước ra trường sinh chi đạo nàng muốn dùng thân thể của mình, thai nghén ra hoàn toàn mới Sở các chủ. Nếu như lúc ấy không có Tống Thư Hàng quấy nhiễu lời nói, Sở các chủ sẽ hoàn toàn biến mất, trong thiên địa sẽ chỉ còn sót lại Sở các chủ. Nhìn qua trước mắt hình ảnh, Tống Thư Hàng sờ sờ cằm suy nghĩ sâu xa. Hắn có cái to gan ý tưởng Sở các chủ ấn lên Vân Tước Tử đầu có thể dùng. Cái kia nếu như Sở các chủ bản thể, có hay không cũng có được loại năng lực này. Nếu như có, vậy hắn theo Vân Tước Tử tiên tử bộ phận trong đống đảo lộn một cái, kết thành một cỗ thân thể, đem Sở tiền bối bản thể đầu lâu đè lên, có thể hay không kết thành nguyên vẹn Sở các chủ oan. Quanh lúc này, tai nạn cự quy lại một lần nữa xuất hiện. Hắn lần này sửa theo Sở các chủ sau lưng thoáng hiện, miệng lớn lớn lên, cắn hướng Sở các chủ. Nhưng vào lúc này, cái kia khô vinh song thụ đột nhiên chấn áp đi xuống, ghim tại tai nạn cự quy mai rùa bên trên. Khô thụ gốc sinh trưởng, vậy mà đâm vào đến cự quy vỏ bên trong. Tai nạn cự quy lớn tiếng hét dầm lên, cái này cái gì, ghim ta vỏ bọc bên trong. Cái này đầu tai nạn cự quy phát ra thanh âm. Dĩ nhiên là chói tai thanh âm cô gái, không phải Tống Thư Hàng tại thiên đạo phòng tối bên trong gặp gỡ cái kia mấy cái. Tai nạn cự quy rất ít nói chuyện, dưới tình huống bình thường, chúng nó hiện thân, tóm Vân Tước Tử bộ phận thân thể tiếp đó biến mất. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, phổ thông tu sĩ thậm chí không có tới kịp thấy rõ chúng nó cũng đã không thấy. Cho dù có lúc, gặp được tương đối cường đại tu sĩ. Thoáng cái không thể cướp lấy Vân Tước Tử bộ phận thân thể cự quy bộ mặt trông rất sống động biểu lộ, có thể làm cho người ta nhóm đoán hiểu hắn tại nói cái gì. Sở các chủ theo trong hư không sụp đổ, chân của nàng dẫm ở tai nạn cự quy vỏ bên trên. Ở sau lưng nàng, khô thụ cắm rễ về sau, bắt đầu nảy mầm, dài ra lá cây mới. Đây là đại biểu chính là tân sinh. Sở các chủ tân sinh, cũng là bích thủy các tân sinh. Khô thụ càng ngày càng lớn. Tán cây kéo dài ra, giống như là một chuôi cái ô khổng lồ. Mà tại khô thụ bên cạnh, nguyên bản vinh thụ hư ảnh cũng ngưng thực, hóa thành thật thể. Bất quá vinh thụ tại một lần nữa sau khi xuất hiện, nhanh chóng khô cạn, hóa thành một gốc mới khô thụ. Khô thụ biến thành vinh thụ. Vinh thụ thoái hóa làm khô thụ. Một cái luân hồi. Sở các chủ đứng ở to lớn mới khô vinh song thụ xuống, hai chân dẫm ở mai rùa bên trên. Nàng nhắm mắt lại. Hai tay mở rộng ra tới đây, mới vinh thụ bên trên, có trắng noãn nhỏ đóa mở ra. Cánh hoa rơi xuống, như mưa rơi. Còn có mới khô thụ bên trên, nguyên bản lá cây đồng dạng thành từng mảnh rơi rụng, cùng cánh hoa cùng một chỗ rơi xuống. Đều đã nói, đừng ghim ta vỏ bọc bên trong, rất ngứa a.
Tai nạn cự quy lần nữa phát ra nữ tử thanh âm. Sau một khắc, hắn lại khởi động vượt thời y không dạo bước thiên phú năng lực, thân hình tan biến tại trong hư không. Thế nhưng, Sở các chủ, Khô Vinh song thụ rồi lại cùng thân thể của nó cùng một chỗ biến mất. Tống Thư Hàng, Sở các chủ đây, vừa rồi còn ở nơi này, lớn như vậy một cái Sở các chủ cùng hai gốc cây, làm sao đều biến mất. Trong lúc đang suy tư, không trung có một cái to lớn vô cùng cánh cửa không gian hiển hiện. Sở các chủ cùng Khô Vinh song thụ một lần nữa xông ra. Cùng một chỗ xuất hiện, còn có cái kia tai nạn cự quy. Sở các chủ một lần nữa đem cái này đầu tai nạn cự quy cho kéo trở về. Tống Thư Hàng, cái này tính là cái gì? Chân thực ảo giác, hư ảo chân thực, tiếp đó, là Bích Thủy Các. Sở các chủ nói khẽ. Theo thanh âm của nàng, Bích Thủy Các lấy Khô Vinh song thụ làm trung tâm, một chút hiển hiện. Đầu tiên là Tống Thư Hàng quen thuộc nhất Sở các chủ cư trú Vân Trung Các, lúc ấy hắn bị lấy xấu hổ tư thế dán tại Vân Trung Các cửa ra vào rất lâu, là nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Sau đó, Bích Thủy Các nhất sơn nhất thủy, mỗi một tòa lầu các, cũng bắt đầu hiển hiện. Sở các chủ đây là muốn đem mới Bích Thủy Các trực tiếp trúc tại tai nạn cự quy trên lưng. Tai nạn cự quy tựa hồ cũng phát hiện trên lưng này nhân loại muốn làm gì. Sau một khắc, nàng quyết định thật nhanh, một chiêu kim quy thoát xác. Chỉ thấy thân thể của nó toàn bộ rút vào đến vỏ bọc bên trong, tiếp đó vèo một chút, theo vỏ bọc bên trong chui ra ngoài. Tống Thư Hàng, đây là cái gì thao tác? Tai nạn cự quy thoát ly về sau, trụi lùi thân thể bại lộ tại trong hư không. Nàng nhìn chằm chằm vào Sở các chủ. Sở các chủ chậm rãi mở to mắt, nhìn lại tai nạn cự quy. Ngươi đem cái kia đầu dung hợp. Tai nạn cự quy lần nữa lên tiếng nói. Ừ, Sở các chủ nói. Tai nạn cự quy, ngươi sau này sẽ hối hận. Ta cảm giác rất tốt. Sở các chủ nói. Tai nạn cự quy, như là đã hoàn toàn dung hợp, ta đây cũng không có đem nàng thu hồi cần thiết. Đã vượt qua chức trách của ta phạm vi. Đúng rồi. Tại ta trước khi đi, đưa ngươi một cái chân thành lời khuyên. Nếu như ngươi còn có chuyện gì không có hoàn thành lời nói, cũng nhanh chút đi hoàn thành đi. Bởi vì tiếp qua một thời gian ngắn, ngươi đem rút cuộc không cách nào bước vào hiện thế. Tới từ một vị cười trên nỗi đau của người khác quy tiểu thư chân thành lời khuyên. Sau khi nói xong, vị này tai nạn cự quy tiểu thư lần nữa thi triển chủng tộc thiên phú, tan biến tại trong hư không. Sở các chủ giữ im lặng. Sở tiền bối. Tống Thư Hàng bất an lên tiếng hỏi Vân Tước Tử đầu lâu, còn có cái gì tai họa ngầm? Không có chuyện gì đâu, Sở các chủ nói, ta biết rõ đại giới. Đang khi nói chuyện, toàn bộ Bích Thủy Các đã một lần nữa cấu tạo hoàn thành. Bích Thủy Các kiến trúc, từng cọng cây ngọn cỏ trông rất sống động, giống như lúc ấy Tống Thư Hàng tiến nhập Bích Thủy Các thời gian nhìn thấy hình ảnh. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo Tống Thư Hàng thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở Bích Thủy Các bên trong. Toàn bộ là lúc ấy Bích Thủy Các bên trong thành viên. Trong đó có cùng Tống Thư Hàng đã từng quen biết Kim Đồng Ngọc Nữ cũng có lúc ấy tại Bích Thủy Các thời gian cùng Tống Thư Hàng sát bên người mà qua thành viên. Một cái tôn Bích Thủy Các thành viên xuất hiện, các nàng liền giống như còn sống, tại Bích Thủy Các bên trong hành tẩu, đàm tiếu, giao lưu. Thế nhưng, đây vẫn chỉ là ảo giác. Cùng lúc ấy Sở các chủ tạo thành Bích Thủy Các, dù là lại rất thật, lại trông rất sống động. Như trước chỉ là ảo giác làm cho cấu thành. Như vậy, Sở các chủ trường sinh chi đạo đến cùng có chỗ đặc thù gì? Nàng chẳng lẽ có thể đem cái này Bích Thủy Các bên trong tất cả thành viên, đều phục sinh? Vừa bắt đầu lúc, dựa theo ý nghĩ của ta, lấy tâm ma làm cơ sở, hy vọng có thể thông qua trường sinh chi đạo, lại để cho Bích Thủy Các bên trong tất cả thành viên, lấy tâm ma làm hạt nhân, đúc lại nhục thân. Tương đương với đưa bọn họ một lần nữa sáng tạo đi ra. Thế nhưng, xác suất thành công không cao, trường sinh chi đạo, còn làm không được đem sáng tạo sinh mệnh điểm này. Hơn nữa lấy tâm ma làm hạt nhân, lộ ra vô cùng điên cuồng. Sở các chủ nói, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Hắn nghe không hiểu Sở các chủ muốn biểu đạt ý tứ, Sở các chủ đã nói nội dung đã vượt qua trước mắt hắn cảnh giới có thể hiểu được mức độ. Ta bản thân chính là lấy tâm ma một lần nữa cấu thành tạo nên. Nhưng ta cấu tạo phương thức không thể dùng tới đây cấu tạo phổ thông Bích Thủy Các thành viên. Sở các chủ tiếp tục nói. Nhưng hiện tại, bất đồng, Sở các chủ vui vẻ nở nụ cười. Nụ cười của nàng, tựu như cùng nở rộ hoa tươi. Nàng đưa tay, tại Bích Thủy Các bên trên nhẹ nhàng một chút. Sau một khắc,
Bích thủy các mỗi một vị thành viên trên thân, đều có một đạo tuyến kéo dài ra. Phảng phất có ngàn vạn lần sợi tơ, theo bích thủy các bên trong giải bắn đi ra, đâm vào đến trong hư không. Tống Thư Hàng thánh nhân chi nhãn có thể thấy những thứ này sợi tơ. Những thứ này là cái gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Loại này sợi tơ, hắn trước kia tựa hồ xem qua một lần, hoặc là nói xem qua một lần cùng loại sợi. Là nhân quả, cái này đầu mới đem đến cho ta năng lực. Sở các chủ nói. Tống Thư Hàng có thể thấy, hơn phân nửa bích thủy các thành viên trên thân, đều có 10 sợi khác nhau nhân quả tuyến. Gần một nửa chỉ có 7-8, còn dư lại cái kia bộ phận trên thân nhân quả tuyến ít hơn, trên thân chỉ có 5 trái phải. Những thứ này nhân quả tuyến, có chỗ lợi gì sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Nhân quả huyền bí ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu, đây không phải ta chủ tu đạo. Bất quá với ta mà nói, những thứ này nhân quả tuyến là phục sinh ta bích thủy các thành viên thông đạo. Sở các chủ nói khẽ, người có hồn phách, hồn có 3, phách có 7, bích thủy các thành viên mỗi một vị khi còn sống đều có lưu nhân quả. Mà chỉ cần thuận theo những thứ này nhân quả, tiếp đó đi đứt nhân quả, ta thì có cơ hội đem bích thủy các thành viên thông qua triệu hoán nghi thức phương pháp, đem các nàng chân chính bách cấp, triệu hoán đi ra. Mặc dù sẽ có đại giới, nhưng đại giới tại ta có thể thừa nhận trong phạm vi. Đây chính là đầu mới mang cho ta cơ hội, nhân quả tuyến số lượng càng nhiều, ta triệu hoán, phục sinh bích thủy các thành viên cơ hội lại càng lớn. Sở các chủ vỗ nhẹ nhẹ đầu của mình, vì vậy, ta muốn cảm ơn ngươi. Cái này đầu mới, ta thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình. Nói đến nhân tình lúc, sở các chủ dùng sức đưa tay, khoa tay múa chân lấy một cái vòng lớn. Đáng yêu, đại khái bên trên ta tựa hồ có thể hiểu được một chút. Bích thủy các thành viên liền cùng văn bản tài liệu được ném tới folder, còn bị thủ tiêu. Mà sở tiền bối thông qua vân thước tử đầu lâu bất hủ thuộc tính ảnh hưởng, nhìn thấy nhân quả tuyến cùng giải quyết nhân quả phương pháp, giống như là phục hồi dữ liệu phần mềm. Lợi dụng chúng nó, thì có cơ hội đem bích thủy các thành viên backup trở về. 10 đạo nhân quả tuyến chính là số liệu bảo tồn tương đối hoàn hảo, backup độ tương đối cao, 7-8 đạo thứ 2, 5 đạo thứ 3. Tống Thư Hàng dùng suy nghĩ của mình phương thức lý giải nói. Thiên đạo bất hủ thuộc tính lực lượng, là một loại chân chính muốn làm gì thì làm lực lượng. Viễn cổ thời đại cũng đã chết mất bích thủy các thành viên thông qua một chút bất hủ thuộc tính ảnh hưởng, phối hợp trường sinh cảnh giới sở các chủ, thì có cơ hội đem các nàng bách cắp. Loại chuyện này trước nhớ kỹ, có rảnh tìm bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tâm sự. Sở các chủ ngược lại được Tống Thư Hàng giảng một mặt mê mang. Khụ. Tống Thư Hằng nói, tóm lại ta minh bạch sở tiền bối ý tứ, người bây giờ, có biện pháp đem bích thủy các thành viên sống lại. Vẫn không thể coi như là phục sinh, muốn đem các nàng chân chính phục sinh còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Thế nhưng, chỉ cần đem các nàng triệu hoán đến bích thủy các trong phạm vi. Về sau luôn có cơ hội, làm cho các nàng chân chính phục sinh. Sở các chủ ôn nhu nói, nếu như tương lai có một ngày, các nàng có thể chân chính phục sinh. Đến lúc đó ta sẽ để các nàng rời đi bích thủy các, thật tốt sống sót. Lại không được bích thủy các làm cho ước thúc, Tống Thư Hàng trầm mặc, không có phát ra tiếng. Hắn ở sâu trong nội tâm đang trầm tư một vấn đề sở các chủ thật là sở các chủ tâm ma biến thành loại sao. Tuy rằng vừa sinh ra lúc, sở các chủ lộ ra có chút ít tà ác bộ dạng, làm cho người ta cảm giác như là cái ma nữ. Nhưng chân chính tiếp xúc về sau, luôn cảm giác nội tâm của nàng tương đối thiện lương. Còn đa sầu đa cảm không được. Nhà ai tâm ma đáng yêu như thế à? Dạng này tâm ma xin cho ta tới đây một chục. Đã có dạng này tâm ma, ta về sau độ kiếp căn bản không cần sợ mất phương hướng tại tâm ma kiếp bên trong. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, trước người sở các chủ đã triệt hồi này vô số nhân quả tuyến. Mới bích thủy các đã triệt để hoàn thành. Ngoại trừ hơn nhiều khô vinh song thụ bên ngoài, tân sinh bích thủy các cùng xưa cũng bích thủy các không có cái gì khác nhau. Ừ, gắng phải nói lời, còn thiếu cái thời gian thành. Vật kia bây giờ còn tại Tống Thư Hàng trong hạch tâm thế giới. Hoàn thành, sở các chủ đứng ở khô vinh song thụ xuống, nói khẽ. Sau một khắc, sở các chủ trên thân chấn động lực lượng phát sinh biến hóa. Theo trên người nàng, tản mát ra cực ác, không sạch, dơ bẩn lực lượng. Tống Thư Hàng, theo sở các chủ trên thân toát ra năng lượng, hắn quá quen thuộc. Là cửu u tà năng. Ừ, cửu u tà năng. Sở các chủ nói khẽ, đây chính là đại giới một trong,
đã đến lúc chia tay, Tống Thư Hàng. Tại phía sau của nàng, một cái to lớn cửu u thế giới thông đạo mở ra, như là màn đêm buông xuống, đem Sở Các Chủ cùng tân sinh Bích Thủy Các bao phủ. Ta thiếu nhân tình của ngươi, lần sau có cơ hội trả lại ngươi. Nếu như lần sau còn có cơ hội gặp mặt lời nói. Sở Các Chủ nhẹ nhàng phất tay. Vậy không bằng hiện tại liền đem nhân tình này trả lại cho ta như thế nào? Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng có chút dừng lại nằm thảo, người nào đang nói chuyện. Mặc dù là thanh âm của hắn, nhưng không phải hắn tại nói chuyện. Được rồi, người muốn cái gì? Ta trên người bây giờ có thể cho đồ đạc của ngươi, tất cả đều có thể cho ngươi. Sở Các Chủ nói. Nàng hiện tại tâm tình phi thường tốt, có thể nói là xin gì được nấy trạng thái. Chỉ cần là trên người nàng bây giờ có thể lấy ra đồ vật, Tống Thư Hàng muốn nàng cũng có thể cho. Không, không phải, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Gọi ta ba ba, Tống Thư Hàng thanh âm lần nữa vang lên, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng, nằm thảo, Sở Các Chủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười lập tức cứng lại rồi, sau đó nàng biểu lộ băng lãnh đáng sợ, lần sau gặp mặt, ta muốn vặn đầu của ngươi. Nói xong, không chờ Tống Thư Hàng giải thích, Bích Thủy Các cùng nàng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại Bích Thủy Các biến mất khoảnh khắc, một cái cửa không gian xuất hiện ở Bích Thủy Các phạm vi, sau đó một vị bung dù thân ảnh chui vào đến Bích Thủy Các bên trong. Cái kia bung dù thân ảnh cùng Bích Thủy Các đồng thời biến mất, tại biến mất khoảnh khắc, hắn quay người đối với Tống Thư Hàng kêu to, bá Tống tiền bối, người tựa hồ còn thiếu ta tiền. Sở tiền bối, không phải mới vừa ta đang nói chuyện, ta không có muốn làm ba ba của ngươi ý tứ. Tống Thư Hàng vươn tay ra, đối với hư không hét lớn. Tất đậu đậu, mới vừa rồi là người nào tại ngụy trang thanh âm của hắn gây sự. Nhưng mà, Sở Các Chủ đã không thấy. Tống Thư Hàng nghiến răng, xin hỏi là vị tiền bối nào đi ngang qua nơi đây? Kính xin đi ra vừa thấy. Lần sau Sở Các Chủ nếu như nhéo đầu của ta, ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cái này gây sự hỗn đản. Cảm ơn, lúc này, cái thanh âm kia lần nữa tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Một tiếng này cảm ơn, rất nhẹ, nhưng chân thành đến cực điểm. Sau đó, toàn bộ thế giới đều bình tĩnh trở lại. Sở Các Chủ biến mất không thấy gì nữa, cực có thể là tiến nhập đến cửu u thế giới. Cái kia tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên thanh âm cũng vô tung vô ảnh. Tống Thư Hàng phiền não xoa nhẹ mi tâm. Tưởng như là không hiểu thấu tới cực điểm. Thật dài thở dài, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía Lan Tây đảo vị trí. Phải, còn phải bản thân bay trở về. Tống Thư Hàng tế ra mực bạo quân song đao chuẩn bị trở về. Lúc này, trong cơ thể hắn linh quỷ đột nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn cấp bách hướng Tống Thư Hàng truyền lại muốn đi ra tin tức. Ngươi nghĩ ra được, cái kia xuất hiện đi, Tống Thư Hàng nói. Cái kia khuôn mặt mơ hồ linh quỷ, theo Tống Thư Hàng trong cơ thể chui ra. Tiếp đó hắn nhanh chóng hướng Sở Các Chủ biến mất địa phương bay đi. Làm hắn đạt tới lúc trước Khô Vinh song thụ vị trí thời gian, chỉ thấy hắn há miệng dùng sức khẽ hấp. Trong hư không, có một đoàn trong suốt dịch thể hình dáng năng lượng, được hắn toàn bộ hút vào trong miệng. Đây là, nguyên rủa, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Loại này trong suốt trong sức mạnh, ẩn chứa một loại tuyệt vọng tiếng khóc, là một cái kinh khủng vô cùng nguyên rủa. Cái này nguyên rủa, là từ Sở Các Chủ cùng Bích Thủy Các bên trên rớt xuống. Mà bây giờ, hắn linh quỷ tại miệng lớn nuốt vào cái này nguyên rủa. Tống Thư Hàng nhéo nhéo mi tâm, đúng rồi, ta linh quỷ tựa hồ quả thực có nuốt vào nguyên rủa thiên phú. Vô luận là đệ nhất đảm nhận còn là thứ hai vị. Linh quỷ liên tục không ngừng cắn nuốt. Tống Thư Hàng bên tai, lắng nghe cái kia tiếng khóc. Đó là một cái nữ tử tuyệt vọng thút thít, nàng một bên khóc, một bên dùng viễn cổ ngôn ngữ như muốn tố lấy. Là Sở Các Chủ thanh âm A, Tống Thư Hàng nhận ra nữ tử này thanh âm. Cái kia viễn cổ ngôn ngữ quá phức tạp, Tống Thư Hàng nghe không hiểu, hắn vẫn chỉ là cái sơ học người. Nhưng hắn có thể đoán được trong lời nói ý tứ. Đó là năm đó. Bích Thủy Các hủy diệt sau đó, tuyệt vọng Sở Các Chủ tại nguyền rủa chính nàng. Nghe nghe, Tống Thư Hàng đột nhiên linh cơ khẽ động. Ta thật sự là xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa. Hắn lên tiếng nói. Lúc ấy hắn còn đau khổ dây dưa vị kia tiên thuyền phục vụ tiểu khả, học tập viễn cổ ngôn ngữ đầu lưới cuốn động phương pháp, hoàn toàn là xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa.
Khôi lỗi tiên tử không muốn dạy hắn viễn cổ ngôn ngữ, nhưng hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có cả ngày nhàm chán thổi bong bóng sở các chủ. Hắn trực tiếp hướng sở các chủ thỉnh giáo chẳng phải tốt rồi. Tống Thư Hàng mừng rỡ mở ra hạch tâm thế giới, đối với sở các chủ nói, sở tiền bối, ta gần nhất tại học tập viễn cổ ngôn ngữ. Có rảnh rỗi, người được hay không được dạy bảo ta viễn cổ ngôn ngữ đầu lưới cuốn động phương thức. Ừ, tốt, sở các chủ trả lời. Nàng tiếp tục thổi bong bóng, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Thậm chí, nàng đều không có hỏi thăm Tống Thư Hàng sở các chủ lắp phân tước từ đầu về sau, có thay đổi gì. Cứ quyết định như vậy đi, Tống Thư Hàng nói. Tùy thân mang theo một cái viễn cổ ngôn ngữ lão sư. Sở các chủ cộng học bá hệ thống, hắn nắm giữ viễn cổ ngôn ngữ, ở trong tầm tay. Ồ, thanh âm gì, lúc này, sở các chủ đột nhiên lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, cái gì? Người có không có nghe được một nữ nhân tiếng khóc, đặc biệt yêu thương cái chủng loại kia, có thể làm cho lòng người bên trong sinh ra rất lớn đồng cảm. Nghe nghe, liền nghĩ bồi nàng cùng một chỗ khóc cái chủng loại kia. Sở các chủ lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, ừ, có a, là sở các chủ ngươi tiếng khóc, ngươi đem cái khác ta chơi đùa khóc. Sở các chủ nghi ngờ nói. Ta cái nào có bản lãnh đó, muốn khóc chính là ta mới đúng. Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài. Nghĩ tới cái kia một tiếng không hiểu thấu gọi ta ba ba. Hắn liền đau bụng. Cái này tiếng khóc, là một cái nguyền rủa bên trong phát ra thanh âm, bên trong có sở tiền bối ngươi tiếng khóc. Ngươi muốn nghe một chút sao? Muốn lời nói, ta có thể tiếp sóng cho ngươi. Tống Thư Hàng nói. Tốt, sở các chủ nói. Tống Thư Hàng thao túng hạch tâm thế giới, đem cái kia nguyền rủa bên trong tiếng khóc cùng sở các chủ dùng viễn cổ ngôn ngữ đối với chính mình nguyền rủa tiếp sóng đến hạch tâm thế giới. Sở các chủ, nguyên lai là cái này, đây là nàng lịch sử đen. Năm đó nàng hướng Tống Thư Hàng giới thiệu bích thủy các lịch sử thời gian, đều cố ý nhảy vọt qua một đoạn này. Không nghĩ tới đoạn này lịch sử đen lại bị Tống Thư Hàng đào móc đi ra. Sở các chủ nội tâm nói không nên lời là cái gì tư vị. Bất quá sở tiền bối, ngươi không cần lo lắng. Cho ngươi biết một cái tin tức tốt, ngươi số đã tìm được đem bích thủy các thành viên một lần nữa triệu hoán đi ra phương pháp. Có lẽ có một ngày, bích thủy các có thể được xây dựng lại. Tống Thư Hàng an ủi. Sở các chủ yên lặng gật đầu. Đúng rồi, sở tiền bối. Chờ ta cùng phân thân đổi về vị trí về sau, chúng ta mà bắt đầu học tập viễn cổ ngôn ngữ đi. Buổi sáng học bá hệ thống bên trong dạy có mấy cái từ, ta đầu lưỡi liền là cuốn không đến. Tống Thư Hàng nói. Sở các chủ, ta đổi ý. Tống Thư Hàng, cái gì, viễn cổ ngôn ngữ, không dạy ngươi. Sở các chủ đạo, nàng một lần nữa bắt đầu thổi bong bóng. Tống Thư Hàng, ha ha, đều nói lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Nhưng sở các chủ cái này biến cũng quá nhanh đi, căn bản sở không được ý nghĩa. Chẳng lẽ là bởi vì sở các chủ hiện tại chỉ còn lại có cái đầu, vì vậy liền lòng của nữ nhân cũng không có. Vì vậy, càng thêm khó lường. Đã dạy ngươi viễn cổ ngôn ngữ về sau, ngươi chẳng phải là muốn nghe hiểu ta đây chút ít lịch sử đen bên trong tại lẩm bẩm cái gì sao? Ta mới sẽ không ngu xuẩn đem lịch sử đen tự tay giao cho trong tay ngươi. Sở các chủ nói. Tống Thư Hàng. Lần tới cùng sở các chủ ước định sự tình phía trước, hắn nhất định phải cùng nàng trước lập nhiều hợp đồng. Được rồi, cùng ngươi hay nói giỡn. Cái khác ta chuyện tình, cảm ơn ngươi rồi. Sở các chủ nói khẽ, muốn học viễn cổ ngôn ngữ lúc, cứ việc tới tìm ta đi. Dù sao ta hiện tại, rảnh rỗi vô cùng, tốt, cái kia một lời đã định. Tống Thư Hàng nói, lòng của nữ nhân, quả nhiên là kim dưới đáy biển. Đừng đi đoán, đoán cũng là đoán vô ích. Chờ linh quỷ đem to lớn nguyền rủa nuốt vào hoàn tất về sau, hắn đánh cho trọn vẹn nấc, thỏa mãn trở về Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng điều khiển lên mực bạo quân song đao, về trước trở về cái kia ở giữa phòng ăn. Tiếp đó, hắn cùng tại phía xa thành phố hát độ kiếp khu phân thân, trao đổi trở về. Phân thân lắp một sóng bước về sau, trở lại phòng ăn, bắt đầu tiến nhập học bá hệ thống học tập viễn cổ ngôn ngữ. Thừa dịp sở các chủ không có lần nữa đổi ý phía trước, Tống Thư Hàng phải nắm chặt thời gian đang gấp. Một khi học bá hệ thống bên trong gặp gỡ không hiểu, lập tức tới ngay hạch tâm thế giới tìm sở các chủ học tập. Tống Thư Hàng bản thể trở lại thành phố hát cái kia đại trận pháp bên cạnh. Làm hắn trở về lúc, thấy đậu đậu đang tại khắp nơi ngửi ngửi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đậu đậu, làm gì vậy?
Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tìm bảo bối đây, ở chỗ này. Đậu Đậu vui vẻ tại độ kiếp trận pháp bên cạnh đào lên một cái hố. Bên trong, chôn lấy một bộ pháp y, đan dược, linh thạch còn có một cái điện thoại di động. Đây là An Chi Ma Quân đồ vật. Những đan dược này không tệ, chúng ta chia đều. Đậu Đậu vui vẻ nói. Đậu Đậu làm gọn gàng. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Hắn trước nắm lên An Chi Ma Quân cái điện thoại kia. Điện thoại cần vân tay giải khóa, An Chi Ma Quân ngay tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, cho mượn ngón tay của nó giải khóa nhẹ mà muộn nâng. Tiến nhập điện thoại tay, bên trong đúng lúc là một cái nói chuyện phiếm giới diện. Một đường cuối cùng, là cùng Công Tử Hải thông tin. Công Tử Hải, ngũ phẩm gặp, An Chi Ma Quân, nói đúng ra, chúng ta ngũ phẩm Bát Long Văn gặp. A, à, là Công Tử Hải A, à. Tống Thư Hàng hưng phấn. Hắn dùng An Chi Ma Quân điện thoại phát tin tức, ngũ phẩm Bát Long Văn. Quá yếu, ta bây giờ là năm hạt nhân đại kim đan, quả thứ nhất cùng quả thứ hai đều là cửu Long Văn, liền hỏi các ngươi có sợ không? Đậu Đậu, ta vừa rồi phát những lời này, Công Tử Hải có thể hiểu được sao? Tống Thư Hàng gửi đi xong tin tức về sau, đối với Đậu Đậu nói. Có thể là rất lâu không có gặp Công Tử Hải, vì vậy tại đã nhận được hắn phương thức liên lạc. Lại biết ra hỏa này còn không có độ ngũ phẩm thiên kiếp thời gian, hắn khả năng có chút quá sung. Đậu Đậu, gâu, ta cảm giác đối phương không thể hiểu. Hơn nữa ngươi vừa rồi những lời này quá bựa, phóng tới kịch truyền hình trong, đắc ý quên mình như vậy nhân vật bình thường sống không quá hai tập. Đậu Đậu chớ có xấu mồm, ta phục sinh CD còn chưa tới. Hôm nay sau khi đi qua, còn có hai ngày, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Đậu Đậu. Vì sao ngươi muốn một mực nhớ kỹ bản thân phục sinh pháp khí thời gian làm lạnh a? Ngươi chẳng lẽ còn thực chuẩn bị phục sinh pháp khí thời gian làm lạnh vừa đến, liền đi chết hay sao? Đậu Đậu cảm giác Tống Thư Hàng gần nhất tâm tính nhất định không đúng. Công Tử Hải làm sao còn chưa có hồi phục? Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào điện thoại, nói. Đậu Đậu, muốn không, cho hắn gọi điện thoại. Trước hết chờ một chút, ta nghĩ nhìn hắn sẽ làm sao trả lời ta. Tống Thư Hàng nói. Cho hắn một phút đồng hồ thời gian, nếu như không được chúng ta liền gọi điện thoại cho hắn. Hoa Hạ một chỗ huyết cốc vị trí. Công Tử Hải nhéo điện thoại, xinh đẹp lông mày vo thành một nắm. An Chi Ma Quân cái tin tức này, tuyệt đối không phải An Chi Ma Quân bản thân phát tới. An Chi không biết dùng dạng này ngữ khí gửi đi tin tức. Hơn nữa, năm hạt nhân đại kim đan là cái gì quỷ? Quả thứ nhất cùng quả thứ hai đều là cửu Long Văn. Đây là ý gì? Một đạo khó khăn nhất cá nhân trong cơ thể còn có thể ngưng tụ ra hai quả kim đan hay sao? Đừng nói giỡn. Coi như là thật sự có người có nghịch thiên kỳ ngộ, sinh ra hai quả kim đan. Nhưng hai quả cửu Long Văn kim đan, tuyệt đối không có khả năng. Vì vậy, tin tức này là người nào phát đưa tới? Công Tử Hải trong lòng có loại cảm giác bất an. An Chi điện thoại rơi xuống trong tay người khác, hơn nữa còn được giải khóa. Điều này đại biểu lấy An Chi Ma Quân tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Không biết là hắn độ kiếp xảy ra vấn đề, còn là độ kiếp phía sau gặp được nguy hiểm. Hắn không thích loại này không cách nào nắm giữ phiền toái. Thế nhưng thế sự liền là như vậy vô thường, coi như là hắn muôn vàn tính toán, cũng chỉ có bỏ sót địa phương. Ngươi là ai? Công Tử Hải bình tĩnh trả lời. Lo lắng là không tất yếu tâm tình. Coi như là hắn dù thế nào lo lắng. Cũng không có khả năng thuận theo điện thoại bỏ qua đi cứu An Chi Ma Quân. Hắn cần chính là tỉnh táo, dùng trí tuệ của mình tới đây nghĩ biện pháp giải cứu đem An Chi Ma Quân. Lão bằng hữu của các ngươi, Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Công Tử Hải xoa nhẹ thái dương, bằng hữu cũ nói cách khác. Là cựu nhân cũ rồi à. Trong đầu hắn hồi tưởng lại mấy năm gần đây đắc tội qua ra hỏa. Có thể xưng lên bằng hữu cũ. Ít nhất cũng phải 5-6 năm trở lên giao tình đi. Nhưng hắn không cách nào đem bản thân bằng hữu cũ nhóm cùng điện thoại đối phương người đối ứng. An Chi đây, Công Tử Hải bình tĩnh nói. Tạm thời còn sống, Tống Thư Hàng trả lời. Công Tử Hải, ta hiểu được, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân đi mang về An Chi đạo hữu. Chúng ta sẽ gặp mặt, bằng hữu cũ. Đối với Công Tử Hải mà nói, trước mắt quan trọng nhất là bản thân độ kiếp sự tình. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều mơ tưởng quấy rầy hắn độ kiếp tiết tấu. Mặt khác, An Chi Ma Quân an nguy tuy rằng rất trọng yếu.
nhưng hắn sẽ không đánh bạc an nguy của mình đi cứu An Chi Ma Quân, bọn hắn thế nhưng là ma tu, nên ngừng nhất định sẽ đứt. Có thể cứu liền hết sức đi cứu, bởi vì An Chi Ma Quân với hắn mà nói, còn có thể lẫn nhau giá trị lợi dụng. Không thể cứu thì lập tức buông tha. Thì cứ như vậy, gia hỏa này không có mặt khác muốn nói. Tống Thư Hàng lại nhanh chóng gửi đi, ta mới vừa nói 5 viên kim đan cùng 2 khỏa cửu long văn kim đan, có cái gì cảm tưởng? Công tử Hải, ha ha, ngươi không tin, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Công tử Hải, ha ha, Tống Thư Hàng, đều nói chuyện phiếm dừng ở ha ha. Trước đây thật lâu ha ha hai chữ là tỏ vẻ nụ cười hiền lành. Nhưng không biết lúc nào lên, ha ha hai chữ liền biến dị. Trên thực tế đầu năm nay biến dị hơn ha ha cái từ này. Còn có đại thế đã mất a các loại từ, đã hoàn toàn cùng nguyên ý khác nhau. Thời điểm này giao cho ta tới đây. Đậu đậu nhận lấy An Chi Ma Quân điện thoại, nhanh chóng trả lời, ha ha ni mã xiết cái vách tường. Tống Thư Hàng, tốt rồi, sướng rồi. Lại để cho hắn tiếp tục ha ha. Đậu đậu đưa điện thoại di động đưa cho Tống Thư Hàng, đem cái này điện thoại hủy diệt đi. Ta cảm giác công tử Hải khẳng định có thể tập trung cái điện thoại này vị trí phương pháp. Vậy hãy để cho hắn tập trung tốt rồi. Tống Thư Hàng hạc hạc cười một tiếng, đem cái điện thoại này ném tới bản thân hạch tâm thế giới. Điện thoại phóng tới hạch tâm thế giới về sau, công tử Hải nếu có thể tập trung, coi như là hắn có bản lĩnh. Lại nói tiếp, ngược lại Tống Thư Hàng còn muốn tập trung công tử Hải điện thoại. Đáng tiếc, công tử Hải điện thoại là trải qua sửa đổi. Dùng phổ thông phương pháp không cách nào tập trung. Thu hồi An Chi Ma Quân điện thoại về sau, Tống Thư Hàng nói, lại nói, vừa rồi ta có lẽ thử xem có thể hay không dùng An Chi Ma Quân đem công tử Hải hấp dẫn ra tới đây mới đúng. Đậu đậu, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lấy công tử Hải ra hỏa này tính cách, coi như là xuất hiện khẳng định cũng sẽ dùng khôi lỗi phân thân các loại đồ vật tới đây dò đường. Ra hỏa này, chắc chắn sẽ không lấy thân phạm hiểm. Cũng đúng. Gia hỏa này tuyệt đối có thể xưng lên là túc trí đa mưu. Liền là vận khí kém một chút, Tống Thư Hàng nói. Như vậy, liền hắn tấn chức ngũ phẩm, lại cùng hắn đến kết thúc. Thừa dịp hắn còn đang ở ngũ phẩm thời gian, ngũ phẩm, cũng coi như công bằng. Đậu đậu cùng Tống Thư Hàng bắt đầu chỉnh đốn An Chi Ma Quân lưu lại đan dược cùng linh thạch. Lại nói, nhóm này đan dược không có vấn đề đi. Tống Thư Hàng nói. Đậu đậu trả lời, cơ bản không có vấn đề, bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, muốn không mang về giao cho Hoàng Sơn Đại Ngốc kiểm tra một chút. Hoàng Sơn tiền bối khoảng cách quá xa, bên người chúng ta đã có sẵn tiền bối, không cần xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa. Tống Thư Hàng tế ra xích tiêu kiếm tiền bối. Không muốn xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, không nên quên bản thân hạch tâm thế giới bên trong lưu trữ. Ở vài vị đại tiền bối. Những thứ này đại tiền bối muốn thật tốt lợi dụng. Xích tiêu kiếm tiền bối, những đan dược này cùng linh thạch có vấn đề hay không? Ta cùng đậu đậu có thể trực tiếp dùng ăn sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Xích tiêu kiếm thỏ ra thân kiếm, tại đan dược lên nhẹ nhàng vẽ một cái, không có vấn đề, có thể trực tiếp phục dụng. Bất quá tốt nhất đem đan dược cùng ma đạo tu sĩ giao dịch một chút. Đây là thích hợp ma tu sử dụng đan dược loại hình. Cái kia đến lúc đó tìm Đông Phương Lục Tiên Tử giao dịch đi. Đậu đậu trước đem nhóm này đan dược lắp lên. Tống Thư Hàng đứng lên, duỗi lưng một cái, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tại trở về phía trước, muốn trước hết nghĩ biện pháp đem cái này độ kiếp trận pháp một lần nữa che giấu. Dựa vào hắn nền tảng huyễn thuật, muốn che giấu cái này độ kiếp trận pháp là vì làm khó người khác, may mà trận pháp phụ cận vốn là có An Chi Ma Quân bố trí xuống ảo trận. Thoáng tu bổ một chút, có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Tống Thư Hàng mở ra Cửu Châu Nhất Hào Quần. Lúc trước, phân thân đã đem nơi đây chuyện đã xảy ra, cùng trong nhóm các tiền bối hồi báo cho một lần. Cuồng Đao Tam Lãng, nói cách khác, Thư Hàng tiểu hữu người cuối cùng còn là treo lên thiên kiếp đi vào, đem vị kia An Chi Ma Quân tiêu diệt a. 4 tấn 5 thiên kiếp, uy lực không lớn, ta còn có thể thừa nhận được, Tống Thư Hàng trả lời. Cuồng Đao Tam Lãng. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, kế tiếp, cái kia độ kiếp trận pháp nên xử lý như thế nào? Trong nhóm có vị tiền bối nào đối với cái này độ kiếp trận pháp cảm thấy hứng thú? Hiệu quả rất không tệ bộ dạng, 6 cây ma thần trụ đối kháng lên thiên kiếp tới cũng rất cho lực lượng. Thư Hàng cảm giác lúc này bản thân đặc biệt giống như nhân viên chào hàng. Đông Phương Lục Tiên Tử, đập cái toàn bộ bản đồ cho ta xem một chút,
nếu như là ma tu trận pháp, trong nhóm chỉ sợ cũng chỉ có ta có chút hứng thú. Tuyết Lang động chủ, trước chụp tấm hình bức vẽ nhìn xem, có chút ma tu trận pháp cùng yêu tu có cùng chung tính. Thoáng sửa một chút, có lẽ yêu tu cũng có thể dùng. Thu được, Tống Thư Hàng cầm lấy điện thoại, chân đạp hư không, đi lên chỗ cao đem trận pháp này vỗ mấy tấm chiếu, truyền tới Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. A, à, trận pháp này rất có sáng ý. Đông Phương Lục Tiên Tử tán dương, trận pháp này lòng đất, có lẽ vùi có đại lượng tà khí, lại thông qua sáu trụ thần tướng tà khí dẫn dắt đi ra, hỗn hợp linh khí, đối kháng thiên kiếp. Nếu như thiên kiếp không thay đổi khác phía trước, chỉ cần ma tu sức mạnh qua đi, bằng vào lấy cái này độ kiếp đại trận, 4 tấn 5 xác suất thành công ngay tại 6 thành trên đây. Đậu đậu trong miệng viên kia, đó là huyết thần toản đi. Vật này không tệ, Thất Sinh Phù phủ chủ cười nói, hắn trước kia theo Tống Thư Hàng trong tay giao dịch một viên. Viên này huyết thần toản vốn là khảm tại trong đại trận, được đậu đậu lật ra đi ra. Trận pháp này chúng ta trước nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tiếp nhận. Không thể lời nói, ta đến ma tu bên trong hỏi một chút có người hay không cảm thấy hứng thú, thay người bán cái tốt giá cả đi ra ngoài. Đông Phương Lục Tiên Tử nói đùa, đến lúc đó nhớ kỹ cho ta một bút tiền hoa hồng. Tống Thư Hàng cười trả lời, tốt lắm, đến lúc đó ta cho Đông Phương Tiên Tử bao cái đại hồng bao. Tống Thư Hàng cùng đậu đậu thật vất vả đem độ kiếp trận pháp bên cạnh ảo trận một lần nữa chữa trị hoàn thành. Tiếp đó lại đem độ kiếp trong trận pháp phùi linh thạch toàn bộ lấy ra. Lại để cho độ kiếp trận pháp tiến nhập hôn mê trạng thái. Trở lại dược sư cái kia căn nhà cao ốc phía sau. Lại là phong phú một ngày a, Tống Thư Hàng nói khẽ. Đậu đậu khẽ gật đầu, hắn lựa chọn đi theo Tống Thư Hàng bên người, thật sự là lựa chọn chính xác. Ngày hôm qua mở một đêm tiên thuyền, hôm nay lại có thể báo ăn chi ma quân kẻ thù, thể xác và tinh thần vui sướng. Màn đêm buông xuống. Theo An Chi Ma Quân độ kiếp sự kiện về sau, hôm nay cũng không có sự tình khác phát sinh, bình an chấm dứt. Tống Thư Hàng bản thể chấm dứt hôm nay minh tưởng, đứng lên đi vào cửa sổ, nhìn qua bầu trời đêm. Yên lặng bầu trời đêm, lại để cho Tống Thư Hàng thể xác và tinh thần buông lỏng. Ngày 21 tháng 10, thứ hai, rạng sáng một điểm. Đã là một ngày mới bắt đầu. Hôm nay có lẽ sẽ là hòa bình một ngày, Tống Thư Hàng nói khẽ. Go, Thư Hàng, nghỉ ngơi sao? Lúc này, bên ngoài gian phòng, truyền đến đậu đậu thanh âm có chút lo lắng. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, còn không có, có chuyện gì? Đậu đậu, ta nghĩ, ta phải lại đi một chuyến cái kia độ kiếp trận. Xảy ra chuyện gì sao? Tống Thư Hàng mở cửa phòng. Đậu đậu một mặt đau khổ, ừ, thiên kiếp của ta muốn tới. Tống Thư Hàng, ban ngày quan sát An Chi Ma Quân độ kiếp về sau. Lòng ta có nhận thấy. Sau khi trở về tu luyện một chuyến, kết quả đột nhiên thông suốt, sức mạnh tăng lên một đoạn, thiên kiếp đã áp chế không nổi. Đậu đậu tâm tính thiện lương nhét. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Vừa rồi hắn còn cảm giác tâm thần yên lặng, cho rằng hôm nay đã định trước sẽ là hòa bình một ngày. Trong nháy mắt, ông trời liền dùng đậu đậu tốc độ ánh sáng đánh hắn mặt. Nam nhân giác quan thứ 6, quả nhiên cùng đồng quái tiền bối quẻ. Hoàn toàn không đáng tin. Đi thôi, ta ngự đao mang ngươi đi qua. Bất quá, trận pháp kia là ma tu trận pháp, ngươi có thể sử dụng sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Có thể, thoáng sửa chữa xuống, ta có thể thích ứng. Ban ngày thời gian, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thành viên có thảo luận qua vấn đề này. Ta cũng từng tham gia thảo luận, trên lý thuyết có thể tu chỉnh đến. Đậu đậu thở dài, một mặt táo bón biểu lộ. Thiên kiếp lão gia hôm nay nói rõ muốn bá vương ngạnh thượng cung, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vậy là tốt rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Tống Thư Hàng tế ra mực bạo quân song đao đối với đậu đậu nói, người ngồi xổm đến song đao bên trên. Đậu đậu nhẹ nhàng nhảy, ngồi xổm đến trong đó một chuôi trên đao. Sát đao thuật, Tống Thư Hàng quát khẽ, hai tay của hắn tất cả bắt một chuôi mực bạo đao song đao, thi triển bản thân trước mắt nắm giữ nhanh nhất ngự đao thuật sát đao thuật. Song đao phía trước, đậu đậu ngồi xổm ở trên, Tống Thư Hàng hai tay bắt đao ở phía sau, theo trong cửa sổ liền xông ra ngoài. Sắt đao thuật độn quang, hiện ra thoi nhọn hình dáng. Tống Thư Hàng thân thể thì dựa theo thất thu tiền bối vì hắn lượng thân định chế, hàng đặt theo yêu cầu cái kia toán học công thức đem hắn bản thân mực bạo quân song đao thể tích, sắt đao thuật sinh ra độn quang diện tích, cùng với bản thân cộng đậu đậu thể trọng,
thân cao, thể rộng đám số liệu, nhập vai đến này số liệu công thức bên trong. Thông qua công thức tính toán, có thể cho ra bản thân sử dụng dắt đao thuật thời gian, chính xác nhất, phù hợp nhất bầu không khí động lực học tư thế. Vèo, dắt đao thuật hóa thành một đạo tia chớp, cực nhanh bay đi sát vách thành phố Hát vùng ngoại ô. Đậu Đậu chăm chú ngồi xổm bảo đao bên trên, hắn nhắm mắt minh tưởng, tận lực đè nén trong cơ thể sôi trào yêu lực. Rất nhanh, Tống Thư Hàng mang theo Đậu Đậu, đáp xuống cái kia độ kiếp trận bên cạnh. Ảo trận cũng không cần quản, Thư Hàng ngươi trên người bây giờ có bao nhiêu linh thạch, đều mượn trước ta. Đám đậu xong kiếp về sau, vô luận ta sống hay chết, cũng làm cho Hoàng Sơn thay ta trả lại ngươi. Đậu Đậu kêu lên. Hắn cảm giác thiên kiếp của mình càng ngày càng đè nén không được, tùy thời sẽ buông xuống. Thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định tại thiên kiếp buông xuống phía trước đem cái này độ kiếp trận pháp đổi thành thích hợp hắn hình thái. Tống Thư Hàng đem ban ngày theo độ kiếp trận pháp bên trong kiếm ra linh thạch, toàn bộ giao cho Đậu Đậu. Còn có An Chi Ma Quân vì hắn bản thân dự lưu cái kia bộ phận linh thạch, cùng với tiên thuyền bên trong còn không có tiêu hao hết một ít linh thạch, toàn bộ lấy ra, giao cho Đậu Đậu. Bây giờ Tống Thư Hàng trên thân, thật liền nửa khối linh thạch cũng không có. Đậu Đậu nhanh chóng tiến nhập độ kiếp trận, móc ra trên người mình mang theo tất cả linh thạch, toàn bộ nhét vào đến trong trận pháp. Linh thạch đủ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Miễn cưỡng đủ, khá tốt, lần này ta đi ra ngoài mang linh thạch tương đối nhiều. Đậu Đậu cắn răng nói, hắn lần này đi ra, chuẩn bị tại Tống Thư Hàng nơi đây ngây ngốc cái 10 ngày nửa tháng à. Vì vậy trên thân mang theo số lượng khá nhiều linh thạch. Đem trên thân tất cả linh thạch đưa vào độ kiếp trận pháp về sau, Đậu Đậu lại há mồm phun một cái, đem cái kia tấm huyết thần toàn lấy ra, thu xếp tại độ kiếp trận pháp vị trí. Cái này huyết thần toàn, có thể tăng lên hắn độ kiếp phía sau yêu đan cường độ. Ngũ phẩm cảnh giới thời gian, tu sĩ kim đan có long văn tới đây phân biệt rõ cường độ. Mà yêu đan thì là lấy hào quang tới đây xác định yêu đan cường độ. Yêu đan thành hình về sau, phát tán hào quang màu sắc càng nhiều, yêu đan cường độ lại càng lớn. Mặt khác, có một bộ phận con lai yêu tu hoặc là từ nhỏ tu luyện lượng thân đánh dựa vào đặc thù công pháp yêu tu, tại ngưng tụ ra yêu đan lúc, đồng dạng sẽ ở yêu đan bên trên phù hiện cùng loại long văn đường vân. Huyết thần toàn có thể tăng lên tu sĩ kim đan long văn, đồng dạng cũng có thể tăng lên yêu đan cường độ. Đúng rồi, còn có vật này. Tống Thư Hàng theo một cái túi càn khôn bên trong móc ra một cái bình nhỏ, ném hướng Đậu Đậu. Cái này đầu túi càn khôn là An Chi Ma Quân bảo bối, là so với một tấc thu nhỏ túi cao hơn một cấp bậc bảo bối. Là chân chính không gian loại hình bảo vật. Tống Thư Hàng chuẩn bị đem cái này đầu túi càn khôn với tư cách năm nay các vị đệ tử cuối năm ban thưởng. Đám cuối năm nay về sau, cảnh giới tu vi tiến bộ lớn nhất đệ tử, có thể đạt được cái này đầu túi càn khôn. Còn sót lại đệ tử chỉ có thể dùng thiên nhân chữ vật cái chai gom góp lấy sử dụng. Thông Nương cùng Tiểu Âm Trúc đến lúc đó cũng xếp vào đệ tử trong khảo hạch đi. Đây là cái gì? Đậu Đậu nghi ngờ nói. Thất Hoàng Diệu Quả tinh luyện ra tới đây đan dịch, chờ ngươi tại tấn cấp ngũ phẩm thành công khoảnh khắc, nuốt chai này đan dịch, có thể cho đến củng cố yêu đan cường độ tác dụng. Tống Thư Hàng trả lời. Ban ngày nhận đến cái này đan dịch về sau, Tống Thư Hàng liền dùng giám định bí pháp giám định một phát. Giám định bí pháp vượt xa người thường triển khai, một hơi liền công tử hải chế tác đan dịch cách điều chế, đều giám định đi ra. Hiện tại Tống Thư Hàng trong tay có một mai thất hoàng diệu quả hạt giống, đây là Tiên Nông Tông Chính Đức đại thúc giao cho hắn. Chính Đức trước sau cho Tống Thư Hàng hai quả hạt giống, một mai cho A Thập Lục, là Tiên Nông Tông đối với A Thập Lục bồi tội. Một cái khác tấm đưa cho Tống Thư Hàng, hy vọng một ngày kia, Tống Thư Hàng chém giết công tử hải về sau, đem tin tức này bảo hắn biết một tiếng. Nói cách khác, cái này thất hoàng diệu quả hạt giống, là Chính Đức đối với Tống Thư Hàng đầu tư cùng báo thù mong đợi. Chính Đức đem hạt giống đưa cho Tống Thư Hàng về sau, cũng chỉ là ảo tưởng tương lai vài thập niên thậm chí mấy trăm năm về sau, Tống Thư Hàng có thể thay Tiên Nông Tông báo thù. Tống Thư Hàng đã đem cái này hạt giống trồng đến hạch tâm thế giới, nhìn xem có thể hay không kết xuất trái cây tới đây. Nếu như có thể kết xuất trái cây lời nói, tương lai hắn mấy vị đệ tử tấn chức ngũ phẩm thời gian, đều có thể dùng tới. Thư Hàng, người không hổ là ta hảo huynh đệ, gâu. Đậu Đậu đem bình đan dược này thiếp thân thu tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể gọi ta Đậu ca, ta đem ngươi là thân huynh đệ bảo vệ ngươi. Tống Thư Hàng,
người còn là đem đan dịch trả lại cho ta đi. Nghĩ sướng vãi, đưa ra ngoài đồ vật nào có trả lại đạo lý. Đậu đậu hặc hặc cười một tiếng, tiếp đó nhanh chóng tại độ kiếp trong trận mân mê, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này độ kiếp đại trận đổi thành thích hợp hắn trận pháp. Cần hỗ trợ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có hải quy tiền bối, trong phòng ấn cửu phẩm đại lão. Không cần, làm sao sửa trận pháp ta đã tính trước kỹ càng, lập tức liền tốt. Thư Hàng ngươi lui ra phía sau một chút, không nên bị cuốn vào thiên kiếp của ta bên trong. Đậu đậu tự tin nói. Hắn tiếp tục nhanh chóng mân mê. Tốt, Tống Thư Hàng chân phải tại mặt đất nhẹ nhàng một chút, thân hình bay ra độ kiếp trận pháp bên ngoài. Công đức xà Mỹ nhân theo Tống Thư Hàng sau lưng chui ra, nàng há mồm phun một cái, đem xích tiêu kiếm phun ra. Các ngươi tại sao lại trở lại cái này độ kiếp trận pháp bên cạnh? Xích tiêu kiếm tiền bối nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, đậu đậu muốn độ kiếp rồi. À, cái kia đáng yêu tiểu cầu cầu. Xích tiêu kiếm nhìn trong huyễn trận đậu đậu liếc, cái này đầu tiểu cầu cầu nền tảng đánh không tệ, độ kiếp lời nói xác suất thành công sẽ rất cao. Mặt khác, Thư Hàng ngươi tốt nhất lại tránh xa một chút. Tống Thư Hàng, ta cảm thấy trên người của ngươi có cái chuyên cọ người thiên kiếp che giấu thuộc tính. Cái này che giấu thuộc tính tại ngươi bằng hữu độ kiếp lúc, kích hoạt khả năng liền đặc biệt lớn. Vì lý do an toàn, ngươi lùi nữa phía sau điểm tương đối an toàn. Miễn cho bị cuốn vào thiên kiếp. Xích tiêu kiếm tiền bối dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí, hung dữ ghim Tống Thư Hàng tâm. Tống Thư Hàng, cuối cùng hắn còn là tiếp tục lui về sau một khoảng cách. Lúc này, ta tuyệt đối không nên bị cuốn vào thiên kiếp. Không, chờ, đừng loạn cắm cờ. Xích tiêu kiếm tiền bối, đậu đậu sửa trận pháp không có vấn đề đi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn triệu hoán xích tiêu kiếm tiền bối đi ra, liền là muốn cho hắn thay đậu đậu áp trận nhìn xem. Ta chỉ là một chuôi thần kiếm, đối với trận pháp không nhiều lắm nghiên cứu a. Xích tiêu kiếm tiền bối nâng lên mũi kiếm nhìn qua hướng đậu đậu vị trí, ừ, trước mắt xem ra trận pháp sửa không tệ, cái này đầu tiểu cầu cầu không có sằng bậy, mà là rất có mục đích tại sửa chữa trận pháp. Hẳn là có cao nhân cho nó chỉ điểm qua. Đây chính là tại Cửu Châu Nhất Hào Quần trong thảo luận qua kết quả. Tống Thư Hàng nói. Đáng tiếc, khôi lỗi tiên tử mang theo âm trúc không biết đã chạy đi đâu. Bằng không mà nói, có thể mời nàng truyền thụ đậu đậu ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp, tăng lên độ kiếp xác suất thành công. Tống Thư Hàng lại móc ra điện thoại, leo lên phần mềm chat. Vừa lên tuyến, liền phát hiện Đông Phương Lục tiên tử tại nói chuyện riêng hắn. Thư Hàng tiểu hữu bây giờ còn tại dược sư cái kia tòa kiến trúc bên trong sao? Ta giữa chưa có chút việc, hiện tại mới rút ra chống tới đây. Ta hiện tại tìm ngươi nghiên cứu một chút như thế nào cải tạo ngươi cái kia chiếc biến hình cơ giáp tiên thuyền A. Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng đưa tay trả lời Đông Phương Lục tiên tử. Đông Phương tiên tử, ta hiện tại tại Giang Nam khu thành phố H, liền là buổi sáng cái kia độ kiếp trận pháp nơi đây. Đậu đậu đột nhiên muốn độ kiếp rồi, nhưng lại không có chuẩn bị. Ta chỉ có thể mang hắn đến nơi đây dùng An Chi Ma Quân trận pháp độ kiếp. Đậu đậu độ kiếp, Đông Phương Lục tiên tử sững sờ. Ta lập tức đến. Ngươi ở trong nhóm cùng các đạo hữu nói một chút, đặc biệt là hỏi thăm Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu độ kiếp thời gian cần chú ý cái gì? Tốt, ta hiểu được, Tống Thư Hàng trả lời. Thiếu chút nữa quên truyền tin Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng ấn mở Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bá Tống, Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu đột nhiên đốn ngộ, cảnh giới phi thăng. Bây giờ lập tức muốn tiến hành độ kiếp rồi. Đậu đậu độ kiếp thời gian, cần chú ý cái gì sao? Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, thổ huyết biểu lộ. Dược sư, một viên dược hoàn biểu lộ. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, cảm ơn dược sư đạo hữu, có rảnh vì ta phối điểm dạ dày thuốc cùng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn gì gì đó. Ta cảm giác ta thật cần chúng nó. Dược sư, ok, Hoàng Sơn tiền bối, Thư Hàng tiểu hữu. Đậu đậu lần này lại đã làm phiền ngươi. Đậu đậu độ kiếp lúc, đầu tiên chính ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, đừng để bên ngoài cuốn vào thiên kiếp bên trong. Ta nhớ được ngươi mấy lần trước độ kiếp thời gian, mỗi lần đều bị cuốn vào trong nhóm đạo hữu thiên kiếp, lần này nhất định phải chú ý bản thân an toàn. Tống Thư Hàng ghim tâm giá trị cộng 10 Hoàng Sơn tiền bối tiếp tục nói, ta ban đầu vì đậu đậu chuẩn bị rất nhiều độ kiếp phương pháp, hiện tại chỉ sợ đều không cần dùng. Thổ huyết biểu lộ. Duy nhất hữu dụng chỉ có cái kia,
Thư Hàng ngươi báo tố Đậu Đậu, hắn cổ vòng đeo cổ mới pháp khí bên trên, có một cái trong thời gian ngắn bộc phát pháp thuật. Thực đến bất đắc dĩ lúc, kích hoạt hắn, kích hoạt mã là Đậu Đậu sinh nhật. Bên kia, Đông Phương Lục tiên tử lái xe, chờ tạo hóa pháp vương, cấp tốc hướng Tống Thư Hàng nói vị trí tới gần. Đông Phương Lục tiên tử đang nghe Đậu Đậu tại độ kiếp tin tức về sau, lập tức liền đem tạo hóa pháp vương cho kéo lên. Hiện tại liên quan tới tạo hóa pháp vương tiếng ca có một đôi chống đỡ tâm ma công năng sự tình, tu chân giới ai không biết. Tuy rằng tạo hóa pháp vương tiếng ca rất muốn mạng, di chứng cường đại, sau khi nghe xong thậm chí khả năng vài ngày không xuống giường được. Nhưng tu chân giới các đại môn phái cũng còn là kiên trì, tại trụ bị tạo hóa pháp vương chư thiên vạn giới buổi hòa nhạc mong mỏi tạo hóa pháp vương có thể hãnh diệt, đến bọn họ môn phái mở màn buổi hòa nhạc. Hôm nay tạo hóa pháp vương đã không chỉ là nhân loại bình thường thế giới siêu sao, càng là tu chân giới số một siêu sao. Đậu Đậu 4 tấn 5 thiên kiếp bên trong, ngộ nhớ gặp gỡ lợi hại tâm ma kiếp, liền cần tạo hóa pháp vương xuất thủ cứu vớt. Cửu Châu Nhất Hào quần Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, đồng quái tiên sư, đồng quái online sao? Hỗ trợ cho Đậu Đậu tính một quẻ. Ở đây, ta tự đợi đến Hoàng Sơn tiền bối ngươi mở miệng. Đồng quái tiên sư nhanh chóng trả lời. Bắc Hà tán nhân, a đồng quái hôm nay cũng có thể online. Không có trở về cái kia trên đảo nhỏ. Có lẽ, đồng quái cùng vị tiền bối kia tại hưởng tuần trăng mật. Tại khắp thế giới du lịch đây, cuồng đao tam lãng nhịn không được bổ sung. Đồng quái tiên sư, ha ha ha, lệ chi tiên tử, Bắc Hà tam lãng đừng quấy rối, trước hết để cho đồng quái cho Đậu Đậu đem quẻ tính tốt. Mấy hơi sau đó. Đồng quái tiên sư trả lời, kết quả đi ra, Đậu Đậu quẻ tượng là phổ thông điểm xấu, nhưng chỉ là có chút ít nguy hiểm cái chủng loại kia. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, tốt, thu được. Dạng này quẻ như vậy đủ rồi. Điểm xấu liền đại biểu cho Đậu Đậu cái này một sóng thiên kiếp, có lẽ ổn. Phá Dương kích Quách Đại, manh manh diệt Phượng công tử ảnh chân dung diệt Phượng công tử. Quách Đại không có việc gì phát ảnh chân dung của hắn làm gì vậy. Phá Dương kích Quách Đại, phẫn nộ trà sát trên lầu đầu con mèo biểu lộ diệt Phượng công tử, Quách Đại, nhật ngài. Gia hỏa này không phải một mực trà sát đầu chó lầu sao, lần này làm sao đổi khẩu vị. Phá Dương kích Quách Đại, khụ, đầu chó lầu bị người cấm. Tạm thời đổi lại đầu con mèo lầu. Nói chính sự, đồng quái đạo hữu ngươi vừa rồi cái này một quẻ là dùng tay tính toán còn là dùng chân tính toán. Điểm ấy rất trọng yếu. Lần trước thực tiên yến lên lúc. Đồng quái dùng chân xem bói, tính ra kết quả chuẩn vô cùng. Đồng quái tiên sư, bình thường quẻ tượng, dùng chân xem bói chỉ là hay nói giỡn, là không phải đang quy quẻ phép tính. Hoàng Sơn tiền bối lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Tống Thư Hàng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với trong trận pháp Đậu Đậu lớn tiếng kêu lên, Đậu Đậu, vừa rồi đồng quái tiền bối cho ngươi tính một quẻ. Là phổ thông điểm xấu, cho lực lượng, bản Đậu Đậu quả nhiên cát khuyển đều có trời giúp. Đậu Đậu cười ha ha. Hắn tiêu sái vung lên móng vuốt, đem trận pháp cuối cùng một chỗ sửa đổi hoàn thành. Oanh long long an chi ma quân 6 cây ma thần trụ lần nữa hiển hiện, bất quá lúc này đây ma thần trụ lên ngoại trừ ma vụ bên ngoài, còn nhiều thêm một cỗ nồng đậm yêu khí. Yêu ma quỷ quái, từ xưa đến nay yêu ma không phân biệt. Ma tu lực lượng cùng yêu khí có thể hoàn mỹ phối hợp. Vì vậy Đậu Đậu mới có nắm chắc đem An Chi Ma Quân độ kiếp trận pháp đổi thành thuộc về mình trận pháp. Đúng rồi, Hoàng Sơn tiền bối nhắc nhở ngươi, người vòng đeo ở cổ còn có một cái cuối cùng thời gian ngắn bộc phát bí thuật. Kích hoạt mã là sinh nhật của ngươi, người đến không thể chống cự lúc lại đem hắn kích hoạt. Tống Thư Hàng lại nói. Đậu Đậu, thu được, bất quá. Chức năng này khẳng định không dùng được. Bản Uông hôm nay tràn đầy tin tưởng. Như vậy, đã bắt đầu. Tới đây a. Tới đây đánh ta à? Đậu Đậu ngửa mặt lên trời giống to, thân hình của nó tăng vọt, hóa thành dài 5 mét cự khuyển hình thái. Đây là hắn quen thuộc nhất trạng thái, cũng là có thể, nhất phát huy ra hắn sức chiến đấu bộ dáng. Yêu lực tăng vọt, trên bầu trời kiếp vân lần nữa ngưng tụ, thiên lôi công tác chuẩn bị. Thành phố hát mọi người, tối nay đã định trước không ngủ. Buổi sáng lúc. Cái kia một hồi không hiểu thấu cuồng lôi đã lại để cho rất nhiều người đại lực đậu đen rau má khí tượng cục. Hiện tại rạng sáng thời gian, cái này cuồng lôi lại tới. Còn để người khác thật tốt để đi ngủ, cái này thay đổi liên tục khí trời quá phản nhân loại được không?
Oanh long long luồng thứ nhất thiên kiếp buông xuống. Cái này một sóng thiên kiếp cũng không cường đại, là báo trước thiên kiếp bắt đầu. Đậu đậu duỗi chảo tại mặt đất nhẹ nhàng vỗ. Sáu cây ma thần trụ bên trên, có khói đen, tà khí, yêu khí cùng nhau phun ra, hình thành quỷ dị mây đen, đem luồng thứ nhất thiên kiếp ngăn trở. Cái này độ kiếp quá trình, đã sớm tại đậu đậu trong đầu não bổ thật lâu. Ban ngày thời gian, An Chi Ma Quân độ kiếp, đậu đậu liền đem bản thân nhập vai đến An Chi Ma Quân vị trí, lo lắng lấy nếu như độ kiếp chính là ta muốn làm như thế nào. Thiên kiếp uy lực, so với đậu đậu trong tưởng tượng còn muốn yếu một chút. Khói đen cùng yêu khí tập hợp, dễ dàng liền đã ngăn được luồng thứ nhất thiên kiếp. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Hoàng Sơn Tôn Giả nói chuyện riêng Tống Thư Hàng tiểu hữu, đậu đậu độ kiếp quá trình, người có thể giúp đỡ bận bịu quay chụp một chút không? Trên thực tế, theo đậu đậu còn là một cái phổ thông tiểu Pekingese, một mực bị Hoàng Sơn bồi dưỡng thành đại yêu khuyển quá trình, Hoàng Sơn đều có ghi đi xuống, thật tốt siêu tầm lấy. Hoàng Sơn tiền bối là giống như nuôi con trai tại nuôi đậu đậu. Tu chân giới phổ thông yêu sủng, cái nào có thể có đậu đậu dạng này địa vị, không bị chủ nhân làm tòa kỵ hoặc bóp hành mầm liền rất tốt. Không có vấn đề, ta sẽ đem toàn bộ quá trình đều ghi đi xuống. Tống Thư Hàng cười trả lời. Hoàng Sơn tiền bối, cảm ơn tiểu hữu. Đám đậu đậu độ xong kiếp về sau, ta cho ngươi thêm một kiện ngươi cam đoan sẽ hài lòng lễ vật. Tống Thư Hàng, khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Hoàng Sơn tiền bối xuất thủ từ trước đến nay hào phóng, hắn nói cam đoan làm cho người ta hài lòng lễ vật, chỉ sợ sẽ là cái kinh hỉ lớn. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu vì đậu đậu quay chụp độ kiếp hình ảnh. Bởi vì độ kiếp trận pháp bên cạnh huyễn thuật trận pháp còn đang ở, quay chụp đậu đậu độ kiếp tình cảnh thời gian, còn cần Xích Tiêu kiếm tiền bối hiệp trợ, tại điện thoại cảnh phía trước kèm theo một cái cỡ nhỏ bài trừ huyễn thuật pháp thuật. Cảm tạ vạn năng Xích Tiêu kiếm tiền bối. Để báo đáp lại, Tống Thư Hàng lại cho Xích Tiêu kiếm tiền bối tới một phát núc đao thuật. Lần này, Xích Tiêu kiếm tiền bối không có cự tuyệt. Núc đao thuật quả thực rất thoải mái. Thiên kiếp một luồng sóng oanh rơi, theo đơn giản nhất lôi kiếp tăng cường đến hỏa kiếp, thổ kiếp, thủy kiếp, mộc kiếp đồng phát. Đậu đậu không hoảng hốt không loạn, hắn thúc giục lấy độ kiếp trận pháp, đem tất cả thiên kiếp đủ số ngăn lại. Tiểu đậu đậu làm không tệ, hắn độ kiếp quá trình, cho tới bây giờ đều rất tiêu chuẩn. Có thể nói là một lần sách giáo khoa độ kiếp quá trình. Thư Hàng, học tập lấy một chút, độ kiếp học vấn rất dài, đừng chỉ biết vùi đầu đánh. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, ta cũng không nghĩ đối với thiên kiếp chính diện cứng rắn đánh A, nhưng ta mỗi lần cũng không có chuẩn bị, đã bị kéo đi độ kiếp rồi. Tại hạ bá Tống, tuổi 18, mời chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có chỗ đắc tội, các ngươi tới đánh ta A. Công đức xà mỹ nhân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, các ngươi hôm nay hẹn rồi, tới đây ghim lòng ta à. Chính là chỗ đó, thiên lôi vị trí. Chúng ta đã đến, lúc này, trên bầu trời truyền đến thanh âm dễ nghe. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, liền thấy Đông Phương Lục Tiên Tử cái kia chiếc tọa giá đang tại không trung vội vã mà đến. Đông Phương Lục Tiên Tử chiếc xe này, trước kia vẫn chỉ là có được ngắn ngủi phù không công năng, bây giờ lại gia tăng lên trên không trung đua xe năng lực. Triển đè mặt đất đã không cách nào thỏa mãn Đông Phương Lục Tiên Tử, nàng muốn bắt đầu bản thân làm ra bá bầu trời hành trình sao? Về sau trên không trung bay cũng phải cẩn thận một chút, nói không chừng lúc nào đã bị Đông Phương Lục Tiên Tử cho triển. Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta đã đến. Đông Phương Lục Tiên Tử nửa người theo cửa sổ xe bên trong chui ra, đối với Tống Thư Hàng phất tay. Tỷ của ta, người bây giờ tại lái xe à? Cẩn thận, Đông Phương Lục Tiên Tử cẩn thận ngừng tốt xe. Đừng đụng vào đến đậu đậu độ kiếp trong trận đi. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Hắn đưa tay đưa điện thoại di động quăng ra, công đức xà mỹ nhân nhận lấy điện thoại di động của hắn, tiếp tục quay chụp đậu đậu độ kiếp hình ảnh. Yên tâm đi, từ không trung đáp xuống, ta lắp một cái đặc biệt bổng đỗ xe trang bị, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Đông Phương Lục Tiên Tử cười nói. Đang khi nói chuyện, nàng xe Việt dã đã từ không trung đáp xuống, tiếp đó mãnh liệt hướng Tống Thư Hàng vị trí nhanh chóng vọt tới. Liền hiểu Đông Phương Lục Tiên Tử hoàn toàn dựa vào không được. Mắt thấy tiên tử xe ngựa lên muốn đụng vào bản thân. Tống Thư Hàng trong lòng tính toán Đông Phương Lục Tiên Tử đánh tới góc độ, tiếp đó thân hình hắn nhảy lên thật cao, nhảy lên hơn 6 mét cao.
Cái này độ cao hoàn toàn đủ để tránh đi Đông Phương Lục Tiên Tử xe việt dã. Nhưng ngay tại Tống Thư Hàng tại chỗ nhảy lên trong nháy mắt, Đông Phương Lục Tiên Tử xe cũng nhảy lên. Tống Thư Hàng, Năm Thảo, ngài làm sao cũng nhảy dựng lên. Đông Phương Lục Tiên Tử xe việt dã nhảy lên về sau, đinh ốc xoay tròn. Thân xe xoay tròn thời điểm, Tống Thư Hàng bị to lớn lốp xe chính diện triển bên trong Đông Phương Lục Tiên Tử trên xe có các loại phòng ngự trận pháp, coi như là chính diện đụng chúng cũng không đau không ngứa. Tống Thư Hàng một mặt đau khổ, từ không trung đáp xuống. Oanh, lúc này, Đông Phương Lục Tiên Tử xe xoay tròn vài vòng về sau, vững vàng rơi xuống đất. Đẹp trai đi, đây là theo Bạch Tiền Bối Đinh Ốc Thăng Thiên duy nhất một lần phi kiếm ở bên trong lấy được linh thạch. Nếu như xe thật sự hãm không được lời nói, kích hoạt chức năng này, xe liền sẽ tại chỗ cất cánh, Đinh Ốc Thăng Thiên tới đây tan mất lực lượng, lại hạ xuống tới. Đông Phương Lục Tiên Tử dương dương đắc ý theo trong xe chui ra. Liền là xoay tròn quá trình có chút mãnh liệt, người bình thường chịu không được. Tạo hóa Pháp Phương cũng đẩy cửa xe ra. Tống Thư Hàng chỉ trên người mình cái kia rộng lớn lốp xe ấn, không nói. Đông Phương Lục Tiên Tử, ồ, ta cũng đã thăng thiên, làm sao còn nghiền đến ngươi rồi. Ta nhảy dựng lên, nhưng ta không nghĩ tới xe của ngươi cũng nhảy dựng lên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Đông Phương Lục Tiên Tử vỗ nhẹ nhẹ Tống Thư Hàng, vì vậy a, cái này giữa người và người cần phải có tín nhiệm. Ngươi muốn tín nhiệm ta kỹ thuật, không nhảy dựng lên, liền tuyệt đối sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng, thế nhưng a, có đôi khi người với người tầm đó tín nhiệm đại giới, rất lớn. Đậu đậu độ kiếp thế nào? Đông Phương Lục Tiên Tử nói sang chuyện khác. Tống Thư Hàng, rất thuận lợi, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tán thưởng đậu đậu là sách giáo khoa độ kiếp. Chúng ta đây tại bên cạnh vì hắn hộ pháp. Đúng rồi, người mấy cái hạch tâm cùng tiên thuyền ở đây sao? Ta thử nhìn một chút có thể hay không thay ngươi lắp ráp. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Đều tại, Tống Thư Hàng theo hạch tâm thế giới, đem tiên thuyền, hạch tâm lò phản ứng, nguồn năng lượng để luyện khí, sủng vật hình hóa thân hạch tâm đều rút đi ra. Đậu đậu thiên kiếp, rất thuận lợi. Hiện đại hóa thiên kiếp bị hắn một luồng sóng ngăn lại. Rạng sáng 5 giờ. Đậu đậu thiên kiếp tiến nhập khâu cuối cùng. Thư Hàng, lúc này, đậu đậu đột nhiên lớn tiếng kêu lên, có biện pháp nào không giúp ta tăng lớn thiên kiếp uy lực, bản uông hôm nay muốn nghịch thiên. Tống Thư Hàng, ha ha, đậu đậu suy nghĩ, rốt cuộc bị hư sao? Hoặc là, hắn bên trong tâm ma, tạo hóa Pháp Phương nhéo nhéo cuống họng, là lúc đến phiên hắn ra sân. Chưa đủ, xa xa chưa đủ, loại uy lực này thiên kiếp cường độ, dễ dàng có thể chịu đựng đi qua. Đậu đậu nói, ta nhưng là phải ngưng tụ bát văn trở lên yêu đan đại yêu, loại trình độ này thiên kiếp, quá yếu, căn bản không cách nào làm cho ta ngưng tụ bát văn. Thư Hàng, có biện pháp nào không thay ta đề cao thiên kiếp uy lực? Tống Thư Hàng, người nào cùng ngươi nói thiên kiếp uy lực cùng đan văn số lượng có quan hệ? Hắn 4 tấn 5 thời gian, cọ còn là vân thước tử tiền bối bát phẩm thiên kiếp đây. Cuối cùng ngưng tụ đan văn số lượng còn không phải ít đến thương cảm, còn phải dựa vào Bạch Tiền Bối hỗ trợ bổ sung thành Cửu Long Văn. Hơn nữa, độ kiếp lúc không muốn cắm cờ A một cái đằng trước nói mình muốn một hơi ngưng tụ bát Long Văn Kim Đan, bây giờ còn không có lạnh, bị giam tại hắn hạch tâm thế giới đây. Chính xác mà nói, thiên kiếp uy lực càng lớn, đến lúc đó ngưng tụ đan văn số lượng quả thực sẽ càng nhiều, thành đan phẩm chất cũng sẽ càng cao. Dù sao có trả giá mới có thể có hồi báo. Đông Phương Lục Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng, tạo tăng cường thiên kiếp cũng có hiệu quả. Nếu như ngươi cảm giác mình có thể thừa nhận càng mạnh hơn nữa thiên kiếp củng cố phía sau. Quả thực có tỷ lệ tăng lên thành đan phẩm chất, Đông Phương Lục Tiên Tử cũng không quá xác định. Thư Hàng, nhanh nhanh nhanh, cuối cùng mấy sóng thiên kiếp muốn tới. Giúp ta tăng cường thiên kiếp, tin tưởng ta tuyệt đối có thể làm. Đậu đậu lại la lên, hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái tốt đến không thể tốt hơn, trước mắt thiên kiếp uy lực hoàn toàn không cách nào thỏa mãn hắn. Hơn nữa, Tống Thư Hàng đều ngưng tụ Cửu Long Văn, hắn cũng không thể bị một cái hậu bối vượt qua quá nhiều, đậu đậu hay là muốn mặt. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời kiếp phân thể thích bạo tăng trọn vẹn gấp đôi. Nguyên bản kiểu cũ thiên kiếp hỏa pháo, hiện tại họng pháo kéo dài ra, tiến hóa làm đầy khoa học kỹ thuật cảm giác khí thức trọng pháo. Đậu đậu thiên kiếp uy lực, lăng không tăng cường gấp đôi. Ha 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 ha, muốn chính là loại này cảm giác, gâu. Đậu đậu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu,
trong mắt của nó tràn đầy tự tin. Dù là thiên kiếp uy lực, tăng cường gấp đôi trở lên, hắn cũng không sợ hãi, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể sống qua đi. Cảm ơn ngươi á, Thư Hàng, yên tâm, ta sẽ không lại để cho mọi người thất vọng. Đậu Đậu kêu lên, sau đó hắn yêu khu lại phồng lớn lên một vòng, toàn thân lông tóc hóa thành hoàng kim thần sắc, chính diện tiếp đón hướng những cái kia khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần trọng pháo thiên kiếp. Tống Thư Hàng, cảm ơn ta, thế nhưng ta cái gì cũng không có làm a. Thiên kiếp uy lực củng cố, cùng ta nửa xu quan hệ cũng không có. Cái này nồi ta không muốn cõng. Quả nhiên, Đậu Đậu thiên kiếp uy lực còn là tăng cường, may mà Đậu Đậu có lẽ có thể thừa nhận được. Đông Phương Lục tiên tử nói khẽ. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Lục tiên tử, xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì Đậu Đậu độ kiếp trận pháp, vốn là thuộc về cái kia An Chi Ma Quân trận pháp. Coi như là trải qua Đậu Đậu cải biến, đem hắn hóa thành thích hợp bản thân trận pháp. Thế nhưng độ kiếp trận pháp nền tảng, còn là cái kia An Chi Ma Quân làm cho bố trí. Đông Phương Lục tiên tử giải thích nói. Tống Thư Hàng một mặt nghi hoặc thật có lỗi, hắn một hơi tấn thăng đến ngũ phẩm, tuy rằng mấy tháng này thường thường cùng thiên kiếp tiếp xúc. Thế nhưng độ kiếp trận pháp cái đồ chơi này, hắn một lần cũng không có dùng tới. Vì vậy, Tống Thư Hàng đối với độ kiếp trận pháp không phải hiểu rất rõ. Độ kiếp là rất chuyện riêng, người nên biết, tu sĩ độ kiếp lúc, chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể có tu sĩ khác nhúng tay hỗ trợ. Nếu có tu sĩ khác nhúng tay hỗ trợ, thiên kiếp uy lực liền sẽ tăng lên. Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng sững sờ, An Chi Ma Quân bố trí xuống độ kiếp trận, bị Đậu Đậu tiếp nhận, cũng tương đương với An Chi Ma Quân tại hiệp trợ mang Đậu Đậu độ kiếp. Đúng vậy, Đông Phương Lục tiên tử gật đầu nói đây cũng là nàng cùng tạo hóa pháp phương nghe được Đậu Đậu thiên kiếp đè nén không được, muốn lập tức độ kiếp về sau, liền trước tiên chạy tới nguyên nhân. Tuy rằng trận pháp này rất nhiều địa phương trải qua Đậu Đậu cải biến, nhưng chỉnh thể mà nói, vẫn là tương đối tại An Chi Ma Quân xuất thủ thay thế Đậu Đậu bố trí độ kiếp trận pháp. Tương đương hắn gián tiếp nhúng tay Đậu Đậu thiên kiếp, trước mắt xem ra, thiên kiếp uy lực cường hóa gấp đôi trở lên, còn đang ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đậu Đậu có thể khiêng được, Đông Phương Lục tiên tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đậu Đậu tu luyện nền tảng đánh đặc biệt ổn. Hắn từ nhỏ liền từ Hoàng Sơn tiền bối chỉ bảo lấy tu luyện. Tuy rằng tấn cấp tốc độ không nhanh, nhưng tu luyện của nó một bước bốn cái chó ấn, ổn không được. Hơn nữa bởi vì tiếp xúc đều là Hoàng Sơn tiền bối cái này đẳng cấp tu sĩ, Đậu Đậu tầm mắt đặc biệt rộng rãi, vượt xa phổ thông tứ phẩm đại yêu. Nếu như là phổ thông tứ phẩm đại yêu, cuối cùng một sóng thiên kiếp uy lực đột nhiên căng gấp 2, tỷ lệ tử vong tuyệt đối tại 7 thành trở lên. Đậu Đậu nhưng bây giờ còn có thể vui vẻ. Mượn nhờ độ kiếp trận pháp uy lực, như sách giáo khoa hoàn mỹ chống cự thiên kiếp. Đây cũng là dưới tình huống bình thường, tu sĩ độ kiếp lúc, tuyệt không mượn tiền bối tay bố trí trận pháp nguyên nhân. Tạo hóa pháp phương nói, hắn nhéo nhéo cuống họng, xem ra Đậu Đậu cũng không có trúng tâm ma, còn không có đến phiên ta lên sân khấu. Tống Thư Hàng, tự đáy lòng hy vọng tạo hóa tiền bối không có cất tiếng ca hát cơ hội. Đậu Đậu thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Công đức xà mỹ nhân rất nghiêm túc quay chụp hắn độ kiếp toàn bộ quá trình. Tống Thư Hàng cùng tạo hóa pháp phương ở một bên bảo vệ trận. Đông Phương Lục tiên tử thì tiếp tục mân mê lấy Tống Thư Hàng tiên thuyền. Làm xong, Đông Phương Lục tiên tử vỗ nhẹ nhẹ tay, đem Tống Thư Hàng cơ giáp tiên thuyền đẩy trở lại Tống Thư Hàng bên người, cuối cùng cái kia sủng vật hình hóa thân hạch tâm, chính ngươi tới đây cài đặt. Đông Phương Lục tiên tử chỉ là nguồn năng lượng để luyện khí thoáng cải tạo một chút. Khiến nó có thể vừa vặn phối hạch tâm lò phản ứng cùng Tống Thư Hàng tiên thuyền, cho đến một cái năng lượng thông đạo tác dụng. Kể từ đó, hạch tâm lò phản ứng có thể giống như linh thạch bị chứa vào trong tiên thuyền, vì tiên thuyền bổ sung năng lượng. Sủng vật hình hóa thân hạch tâm muốn làm sao lắp, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đông Phương Lục tiên tử, cái này tùy ý, người muốn chứa vào cái nào đã thành. Bất quá ta nhớ kỹ cái đồ chơi này, đều là chứa vào hoàng kim. Kim cương các loại đồ vật bên trên. Cho tới bây giờ không ai thử đem hắn chứa vào tiên thuyền bên trên qua. Người dễ tìm nhất chiếc phổ thông ô tô trước thử xem. Tống Thư Hàng ngay lập tức đem ánh mắt liếc về phía Đông Phương Lục tiên tử cái kia chiếc xe Việt dã. Mơ tưởng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đông Phương Lục tiên tử vội vàng nói, ngươi muốn là dám đánh ta yêu thương xe chủ ý, ngày mai sẽ máu triển ngươi rồi. Tống Thư Hàng không khỏi dùng mình một cái. Dưới thiên kiếp.
Đậu đậu thân thể run lên, có hơn 10 căn lông chó rơi xuống. Những thứ này lông chó hóa thành một đầu đầu tiểu hào đậu đậu, phóng lên trời. Những thứ này phân thân sức mạnh không cao, có chút chỉ có tam phẩm, mạnh nhất cũng không quá đáng mới vào tứ phẩm mức độ. Lông chó phân thân phóng lên trời về sau, chủ động vọt tới những ngày kia kiếp trọng pháo, đem chúng nó ngăn lại. Gâu, ha 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 ha, chỉ có loại trình độ này sao? Chưa đủ a, xa xa chưa đủ a, ta còn không có tận hứng đây. Đậu đậu người đứng bằng hai chân, một cái móng vuốt mơn trớn đỉnh đầu của mình lông chó. Đậu đậu bành trướng, Đông Phương Lục tiên tử nói. Trong hội ma, tạo hóa pháp vương bổ sung. Thư Hàng, lại đề thăng thiên kiếp uy lực, đậu đậu lớn tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng, thiên kiếp cũng không phải nhà ta mở, ta cũng không có tùy tâm sở dục tăng lên hắn uy lực năng lực a. Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng nói, đừng làm rộn đậu đậu, chuyên tâm độ kiếp. Thiên kiếp uy lực đã tiếp cận cực hạn của ngươi, không cần phải lại tăng cường xuống dưới. Nhưng ta cảm giác mình còn có thể tiếp tục chống được đi. Đậu đậu nói, nó là rất nghiêm túc, hắn cảm giác mình trong cơ thể còn có to lớn tiềm lực không có phóng thích. Hơn nữa, lúc trước hắn một lần nữa vùi sâu vào trong đại trận viên kia huyết thần toàn đến nơi này một khắc mới bị kích hoạt. Huyết thần toàn bên trong lực lượng phóng xuất ra, dung nhập toàn bộ độ kiếp trong đại trận, tăng lên đậu đậu ngưng tụ yêu đan phẩm chất tỷ lệ. Lúc này, Đông Phương Lục tiên tử điện thoại vang lên. Nàng mở ra nhìn qua, là Hoàng Sơn tiền bối gọi điện thoại tới. Này, Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu độ kiếp còn chưa kết thúc đây. Đông Phương Lục tiên tử nhận điện thoại về sau, lên tiếng nói. Hoàng Sơn tiền bối thanh âm vang lên, đậu đậu thiên kiếp đã tiến nhập cuối đi. Còn thuận lợi sao, mặc dù có đồng quái tiên sư quẻ tượng cam đoan, nhưng Hoàng Sơn còn là hy vọng có thể trước tiên biết đậu đậu độ kiếp tình huống trên thực tế. Lúc này Hoàng Sơn đứng đắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng thành phố Hát bay tới. Đúng vậy, đã là cuối cùng mấy sóng thiên kiếp, trước mắt độ kiếp quá trình rất thuận lợi. Đông Phương Lục tiên tử nói. Hoàng Sơn tôn giả, thiên kiếp uy lực cường hóa sao? Đúng vậy, cường hóa gấp đôi. Bất quá đậu đậu thành thạo, không thành vấn đề. Đông Phương Lục tiên tử trả lời. Hoàng Sơn tôn giả, vất vả các ngươi, nếu như đậu đậu có vấn đề gì, xin lập tức nói cho ta biết. Hoàng Sơn đại ngốc ta có cái vấn đề lớn. Lúc này, đậu đậu hét lớn. Vĩnh viễn không nên xem thường chó lỗ tai, dù là tại độ kiếp, hắn còn là rõ ràng đã nghe được Đông Phương Lục tiên tử trong điện thoại di động truyền ra thanh âm. Hoàng Sơn đại ngốc, ta muốn tăng cường thiên kiếp uy lực. Mời phê chuẩn ta, đậu đậu trên thân yêu lực tăng vọt, phong hỏa luân phối hợp với độ kiếp trận, đảo qua thiên kiếp trọng pháo oanh kích. Hoàng Sơn tôn giả, chớ học tam lãng. Làm gì chắc đó. Ta thật thành thạo, ta hôm nay trạng thái chẳng biết tại sao, thần kỳ tốt. Hoặc có thể là hôm nay đốn ngộ nguyên nhân, thực lực của ta tăng lên phi thường to lớn. Rất nhiều trước kia mơ hồ tri thức, hôm nay toàn bộ lĩnh ngộ. Ta đã không phải là ngày hôm qua đậu đậu, hôm nay ta một người có thể đánh ngày hôm qua 10 cái ta. Đậu đậu kêu lên. Hoàng Sơn tôn giả, nhà ta đậu đậu, rốt cục vẫn phải điên rồi sao? Hoàng Sơn đại ngốc. Tin tưởng ta, ta cảm giác lần này ta rất có thể trực tiếp ngưng tụ bát văn yêu đan. Đậu đậu thành khẩn nói, kim đan không hối hận, ta cũng không muốn tương lai bởi vì hôm nay không có đem hết toàn lực mà hối hận. Ta hiện tại một bên độ kiếp một bên còn có dư lực cùng ngươi giao lưu, đây không phải là liền là mạnh nhất chứng cứ sao. Ta thật so với ngươi tính ra còn mạnh hơn. Đông Phương Lục tiên tử, ngươi cảm giác như thế nào? Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng hỏi. Đậu đậu quả thực còn có dư lực, nhưng ta không đề cử cường thịnh trở lại hóa thiên kiếp. Đông Phương Lục tiên tử nói. Ta hiểu được, Hoàng Sơn tôn giả nói. Hoàng Sơn đại nhân, ta thật có thể đi. Đậu đậu nhanh chóng nói. Chính ngươi quyết định đi, đậu đậu. Hoàng Sơn tôn giả đột nhiên nói, kim đan không hối hận. Ngươi cái gì lựa chọn, ta lại không can thiệp. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, mình làm ra lựa chọn, bản thân tới đây thừa nhận đại giới. Cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng đừng hối hận. Hoàng Sơn tôn giả trả lời, vượt quá Đông Phương Lục tiên tử dự kiến, thậm chí vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ta biết, ta sẽ không hối hận. Đến đi, Thư Hàng, tăng cường thiên kiếp của ta đi. Đậu đậu chân thành nói. Tống Thư Hàng, có thể ta thật không thể điều khiển thiên kiếp a. Đậu đậu tứ chi chạm đất, bày ra chiến đấu tư thế. Kế tiếp,
hắn muốn chân chính sử xuất toàn lực, bạo tạc đi, thiên kiếp. Tiếp đó, một hơi chở hắn bước lên chó sinh đỉnh phong, ngưng tụ bát văn yêu đan. Kim đan không hối hận, cơ hội chỉ có một lần. Có thể hay không bắt lấy, liền nhìn chính mình, tu luyện thời gian dài như vậy, thời điểm này nếu như không đem hết toàn lực đụng một cái, tương lai ta nhất định sau này sẽ hối hận. Thậm chí, nói không chừng sẽ sinh ra tâm ma, liền tâm ma cửa ải này cũng độ bất quá. Đậu Đậu thấp giọng nói. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, nếu như đã thất bại, kiếp sau hắn coi như một cái nhu thuận sủng vật chó, lại không cho Hoàng Sơn khó chịu. Cũng không đúng, nếu như độ kiếp đã thất bại lời nói, chỉ sợ hắn sẽ thân tử đạo tiêu đi. Phục sinh tỷ lệ thật rất nhỏ. Không hối hận, cũng tuyệt đối không thể hối hận. Đậu Đậu lớn tiếng nói, ta còn muốn một mực lại để cho Hoàng Sơn đại ngốc khó chịu, một mực cho hắn chế tạo phiền toái, một mực xa nhà trốn đi. Đông Phương Lục tiên tử, nếu như nàng là Hoàng Sơn tiền bối lời nói không chừng sẽ bóp chết Đậu Đậu. Oanh xuống một sóng thiên kiếp tiếp tục buông xuống. Nhưng mà, thiên kiếp uy lực cũng không có tăng cường. Đậu Đậu chỉ bằng lấy trận pháp cổng phong hỏa luân, liền đem thiên kiếp trọng pháo nhẹ nhõm ngăn lại. Gâu, Đậu Đậu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, Thư Hàng, tăng cường thiên kiếp uy lực a. Đừng thương tiếc ta đây sóng thiên kiếp vững như chó. Ngươi lúc nào sinh ra ta có thể khống chế thiên kiếp uy lực ảo giác a. Tống Thư Hàng đậu đen rau má nói. Ngươi cho ta là không gì làm không được thiên đạo sao? Cái kia Thư Hàng, ngươi tiến đến cùng ta cùng một chỗ độ kiếp. Đậu Đậu lại nói. Tống Thư Hàng lật bàn, có quỷ cùng với ngươi cùng một chỗ độ kiếp a. Ngươi thật coi ta là Tống, có thiên kiếp liền cỏ. Thư Hàng a, ta cũng không phải là tất cả thiên kiếp đều muốn cỏ. Đậu Đậu chân thành nói, có thể giống như lúc trước đối đãi An Chi Ma Quân như vậy, lại để cho phân thân của ngươi tiến đến, củng cố thiên kiếp của ta sao? Ta van ngươi, Thư Hàng, nếu không, ta thật sẽ hối hận cả đời. Đây là Đậu Đậu lần đầu tiên, rất nghiêm túc hướng Tống Thư Hàng thỉnh cầu. Tống Thư Hàng thở dài, chân thành nói, không hối hận. Tuyệt đối không hối hận, Hoàng Sơn đều đồng ý để ta bản thân quyết định rồi. Nói cách khác, ta đã được đến Hoàng Sơn thừa nhận. Đậu Đậu nói khẽ. Hắn cái đuôi lên lại có lông rớt xuống, hóa thành tiểu Đậu Đậu, xông lên ngăn cản thiên kiếp. Chút bất chi bất giác. Đậu Đậu cái đuôi nhọn lông đã chọc một nắm. Tống Thư Hàng gật đầu, ta hiểu được, như vậy. Như thế nào là yêu thương? Như thế nào là hiếu thuận? Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Như thế nào là yêu thương? Như thế nào là hiếu thuận? Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Hai cái duyên dáng thanh âm đồng thời vang lên, tới từ Nho Gia Thánh Nhân mang thai Tam Liên hỏi. Tất cả đồng thanh, không thể chờ đợi được. Hơn nữa hai thanh âm đều phi thường dễ nghe. Cùng ca hát vui tai. Một thanh âm là công đức xà mỹ nhân. Cái khác, là tạo hóa pháp phương sau lưng chui ra tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử hai tay ôm quyền hiện lên cầu nguyện tư thế. Hai vị tiên tử niệm xong lời kịch về sau, hai cặp xinh đẹp con mắt thẳng tắp đối mặt, ai cũng không muốn yếu hơn khí thế. Tống Thư Hàng, đoạt lời kịch, nâng chó thừa lời kịch nha. Còn có... Các ngươi cho là ta can thiệp Đậu Đậu thiên kiếp chỉ có dựa vào thánh nhân chi nhãn một loại thủ đoạn sao? Tại hai vị tiên tử trong mắt, ta Tống mỗi người đến cùng là người nào a? Ta coi như là lại quỷ xúc, cũng không có khả năng dùng một phát mang thai mắt đi củng cố Đậu Đậu thiên kiếp uy lực được không? Năm thảo, hù dọa lão nương nhảy dựng. Đông Phương Lục tiên tử nói, nghe được lời kịch, nàng liền toàn thân không thoải mái. Bần tăng cũng thế, tạo hóa pháp phương cười khổ nói. Nhà hắn một ổ chùa hòa thượng toàn bộ mang thai được không? Một ổ cơ bắp hòa thượng toàn thể mang thai phong cách vẽ, ngài có thể tưởng tượng sao? Kỳ thật, chân chính củng cố thiên kiếp phương pháp, trong tay của ta có mấy loại? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có một nhóm thiên kiếp đạn đạo, đạn hạt nhân không dùng đây. Tại hiện thế văng ra, tuy rằng không cách nào làm nổ, nhưng có lẽ có tỷ lệ kích thích đến thiên kiếp, đem hắn củng cố. Bất quá phương pháp kia quá nguy hiểm, không thể đối với chính mình người sử dụng. Nếu như vận khí tốt tìm được công tử Hải Độ Kiếp lời nói, ngược lại là có thể thử tới đây một phát. Mặt khác, hắn chỉ cần tùy tiện theo Độ Kiếp trong không gian móc một cái tứ phẩm thiên nhân đi ra, khống chế được ném tới Đậu Đậu Độ Kiếp trong phạm vi, tiếp theo tăng cường Đậu Đậu thiên kiếp. Vấn đề thì là thiên nhân dù sao cũng là thế lực đối địch, sẽ có tai họa ngầm.
Trên thực tế ném An Chi Ma Quân hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, bản thân nó liền ở vào độ kiếp kỳ ở giữa. Nhưng An Chi Ma Quân vốn là sắp chết, còn phải lưu lại cho Tô Thị A Thập Lục làm lễ vật à, tạm thời không thể để cho hắn treo. Thực dụng nhất biện pháp liền là giống như lúc trước như vậy, đem phân thân của mình theo Lan Tây Đảo lên đổi đến, lại để cho phân thân vào trận, củng cố đậu đậu thiên kiếp. Bất quá, Tống Thư Hàng bây giờ còn có cái tốt hơn chủ ý. Đi thôi, chính là ngươi. Tống Thư Hàng đưa tay đem sủng vật hình hóa thân hạch tâm chứa vào bản thân cơ giáp tiên thuyền phía trên. Cơ giáp tiên thuyền lập tức 333 biến hóa. Hắn trước theo xe thương vụ hoán đổi đến con thoi hình dáng tiên thuyền trạng thái, lại từ con thoi hình dáng tiên thuyền trạng thái biến hóa thành khoa học viễn tưởng phong cách cơ giáp hình thức. Lại một lát sau, to lớn cơ giáp bắt đầu rút lại, áp xúc đến 1m82 độ cao. Cơ giáp khuôn mặt bộ phận chuyển hóa làm Tống Thư Hàng bộ dáng, thân thể cũng chuyển hóa làm một người mặc khôi giáp nhân loại bộ dáng. Một cái sắt thép Tống Thư Hàng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Còn là thành công, Đông Phương Lục tiên tử nhịn không được nói. Phát minh cái này sủng vật hình hóa thân hạch tâm tiền bối, có lẽ cũng không nghĩ tới có người sẽ đem thứ này dùng đến tiên thuyền bên trên đi. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, cảm ứng một chút. Hắn cùng cái này sắt thép Tống Thư Hàng tầm đó sinh ra một loại thật sâu liên hệ, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, sắt thép Tống Thư Hàng có thể dựa theo hắn suy nghĩ đi làm. Thậm chí nếu có cần thiết, ý niệm của hắn có thể hoàn toàn tiến nhập sắt thép Tống Thư Hàng bên trong, đối với nó tiến hành xong toàn bộ khống chế. Đáng tiếc, này là sắt thép Tống Thư Hàng hóa thân, không cách nào mở ra hạch tâm thế giới. Nếu không, Tống Thư Hàng lại có thể nhiều ra một cái không gian tọa độ. Người muốn dùng này là hóa thân giúp đỡ đậu đậu củng cố thiên kiếp. Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng hỏi. Thế nhưng, cái này hóa thân là sủng vật hình. Nhiều nhất dùng để bưng trà đưa nước. Đúng vậy, phải dựa vào hắn. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn duỗi ra ngón tay điểm tại sắt thép Tống Thư Hàng đan điền vị trí. Sau đó, hắn ngũ phẩm thần thức tiến nhập trong đó, một hơi kích hoạt viên kia hạch tâm lò phản ứng. Tựu như cùng lúc ấy hắn kích hoạt cái kia tóc vàng máy móc thiếu nữ lò phản ứng. Cái này hạch tâm lò phản ứng là bị thiên kiếp chính thức thừa nhận, có được độ kiếp tư cách năng lượng hạch tâm. Một khi bị kích hoạt, hắn liền sẽ dẫn xuống thiên kiếp. Đi thôi, Tống Thư Hàng nói. Sắt thép Tống Thư Hàng hóa thân đi nhanh hướng đậu đậu độ kiếp trận pháp vượt qua đi. Tại hành động lúc, hắn đan điền vị trí cái kia tấm hạch tâm lò phản ứng kích hoạt. Lò phản ứng bên trong năng lượng tuôn ra, hóa thành vô số sợi tơ, cùng Tống Thư Hàng sắt thủy tinh công nghiệp thân dung hợp được. Thông qua những thứ này sợi tơ vì năng lượng thông đạo, lò phản ứng lực lượng phản hồi đến Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân, đối với sắt thép hóa thân tiến hành củng cố. Một lát sau, hạch tâm lò phản ứng màu sắc, cũng theo hắc thiết thần sắc hóa thành cổ đồng thần sắc. Đồng thời, tại Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân đỉnh đầu, có kiếp vân ngưng tụ. Đó là 2 tấn 3 thiên kiếp. Cùng lúc ấy tóc vàng máy móc cải tạo thiếu nữ độ thiên kiếp là một cấp bậc. Cùng Tống Thư Hàng đoán, lúc ấy độ kiếp trên thực tế không phải thiếu nữ tóc vàng, mà cái này hạch tâm lò phản ứng. Mặc dù chỉ là 2 tấn 3 thiên kiếp, nhưng cùng đậu đậu 4 tấn 5 thiên kiếp xung hợp đến cùng một chỗ về sau, thiên kiếp uy lực lập tức tăng lên cả một cấp bậc. Tổ đội độ kiếp nhất thời thoải mái, thân tử đạo tiêu hỏa 8 trận. Tạo hóa pháp phương thân hình bay nhanh lui về phía sau, một bên lui về phía sau lấy, một bên nhanh chóng tại trên bút ký đem những lời này viết đi xuống. Đây là hắn trừ ca khúc mới linh cảm. Đông Phương Lục tiên tử, Tống Thư Hàng bản thể, công đức xà mỹ nhân tất cả đều nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách. Hai cái thiên kiếp tổ hợp cùng một chỗ về sau, độ kiếp phạm vi cũng làm lớn ra một vòng. Tới, đậu đậu hai mắt lợi hại như ưng, hắn thân như hùng binh. Khí thế tràn đầy. Như vậy nghiêm túc trạng thái đậu đậu, Tống Thư Hàng, Đông Phương Lục, tạo hóa pháp phương đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Thư Hàng ngươi hóa thân không cần động, để đó ta đến. Đậu đậu bản thể hướng thiên kiếp tấn công đi qua. Đậu, thiên kiếp toàn bộ ta đến chống đỡ. Đậu, Tống Thư Hàng chống đỡ thiên kiếp lưu phái, kế tục có chó. Lần nữa củng cố thiên kiếp, ngoại trừ hiện đại hóa thiên kiếp bên ngoài. Còn hình chiếu ra một ít cường đại tu sĩ pháp khí. Đậu đậu trùng thiên lên, toàn thân kim sắc. Mặc dù nói Pekingis cũng gọi là chó sồm, nhưng dưới tình huống bình thường, Pekingis cùng sư tử tầm đó thật sự rất khó liên lạc với cùng một chỗ.
mà bây giờ không trung đậu đậu, thật đúng như hùng sư, lực lượng vồ thiên kiếp. Tấn công, phong hỏa luân xoay nhanh, lục đại ma thần trụ theo trong lòng đất bay lên, quay chung quanh tại đậu đậu bên người. Huyết thần toàn uy lực toàn bộ bị kích hoạt, ngưng tụ ra một chuỗi tà khí huyết sắc phù văn dây xích, quay chung quanh tại đậu đậu bốn chân. Giờ khắc này đậu đậu, xinh đẹp rối tinh rối mù. Cái này chỉ sợ là đậu đậu đẹp trai nhất một khắc, lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, nhất định phải đem hắn đẹp trai nhất một màn này thật tốt chụp được tới đây. Nói không chừng tương lai đậu đậu chọn rể, phải dựa vào đoạn video này. Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Đông Phương Lục tiên tử, Thư Hàng tiểu hữu cái này hiếm thấy nhảy não đường về, rút cuộc là làm sao hình thành. Mà lúc này, đậu đậu thiên kiếp tiến nhập đến giai đoạn sau cùng. Gâu đậu đậu toàn thân lông tóc như là gây tăng phát thuật bình thường, căng phồng lên tới đây. Đậu đậu thân hình thẳng tắp xông lên cao nhất trống, đụng vào đến kiếp vân bên trong. Lông tóc như dao, ghim hướng kiếp vân. Hắn dùng một chiêu này, vì chính mình 4 tấn 5 thiên kiếp lấy xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Cuối cùng một sóng thiên kiếp tính cả kiếp vân, bị đậu đậu ghim vỡ. Ngao o o o o trong hư không, đậu đậu đối với trăng thét dài. Đậu đậu. Có thể hay không có sói huyết thống? Tống Thư Hàng sờ sờ cằm nói. Đối với trăng thét dài không phải sói yêu thương làm sự tình nha. Đều là họ chó, bao nhiêu sẽ có chút cùng loại sở thích đi. Tạo hóa Pháp Vương lại tiếc nuối nói, xem ra không có ta lên sân khấu cơ hội. Phía dưới, độ kiếp trong trận Pháp. Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân nằm qua một lần thiên kiếp. Hạch tâm lò phản ứng toàn diện diễn hóa thành màu đồng cổ. Có thể. Trở về đi, Tống Thư Hàng nói khẽ. Sắt thép hóa thân nhấc chân trở về. Thế nhưng, vừa đi vài bước, hắn lại ngừng lại. Trong cơ thể, hạch tâm lò phản ứng lại một lần nữa phát sinh biến hóa, theo màu đồng cổ hóa thành màu trắng bạc thần sắc. Trong hư không, lại một sóng thiên kiếp bắt đầu ngưng tụ, lần này là 3 tấn 4 thiên kiếp. Ngao MMP, đây là có chuyện gì? Không chung, đậu đậu kêu lên. Thiên kiếp không phải đã kết thúc sao? Tại sao lại tới đây? Rõ ràng vừa rồi dùng đại chiêu đem cuối cùng một sóng thiên kiếp đánh nổ về sau, trong cơ thể nó yêu lực cũng bắt đầu sôi trào, lập tức muốn ngưng tụ ra thuộc về hắn yêu đan. Nhưng đột nhiên, nguyên bản tiêu tán thiên kiếp đi mà quay lại, lần nữa ngưng tụ. Bức bách với thiên kiếp biến hóa, đậu đậu quá trình tấn cấp tạm hoãn, yêu đan ngưng tụ quá trình dừng lại. Hôm nay thiên kiếp đại gia không ấn lẽ thường ra bài A. Đậu đậu tâm tính thiện lương mệt mỏi. Đậu đậu cẩn thận, lại có một sóng thiên kiếp tới. Phía dưới, Tống Thư Hàng nhắc nhở, đây là 3 tấn 4 cấp bậc thiên kiếp, người chú ý một chút. 3 tấn cấp 4 thiên kiếp, được rồi, chỉ là loại trình độ này thiên kiếp, ta có thể đi. Đậu đậu nói khẽ. Hắn yêu lực tiêu hao rất lớn, bất quá chống đỡ một sóng 3 tấn 4 thiên kiếp, không có vấn đề. Đây không phải lập cờ, đây là hắn đối với lòng tin của mình. Trừ phi thiên kiếp đại gia rút điên, lại đến một sóng 4 tấn 5 thiên kiếp. Oanh, mới một sóng thiên kiếp, vùi đầu hướng phía đậu đậu cùng Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân đánh rớt đi xuống. Đậu đậu thân hình từ không trung hạ xuống tới, một lần nữa trở về độ kiếp trong trận. Tại 6 cây ma thần trụ phụ trợ xuống, chính diện đón đánh 3 tấn 4 thiên kiếp. Cái này độ kiếp trận pháp cũng kém không nhiều nhanh muốn qua đời, tại hắn tan vỡ lúc trước, xài cho đúng tác dụng. Cái này một sóng thiên kiếp sau khi kết thúc, mời Đông Phương Lục tiền bối đem đậu đậu rất nhanh mang ra độ kiếp khu vực. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, ta lo lắng 3 tấn 4 thiên kiếp về sau, sắt thép hóa thân có thể sẽ lại dẫn xuống một sóng thiên kiếp. Cái này 3 tấn 4 thiên kiếp, là hắn sắt thép hóa thân dẫn xuống. Nhưng bởi vì lúc trước cái kia sóng thiên kiếp, đậu đậu cùng sắt thép hóa thân là cùng một chỗ độ kiếp. Vì vậy 3 tấn 4 thiên kiếp, trực tiếp đem đậu đậu cũng cuốn vào trong đó. Vì vậy, chỉ cần chờ 3 tấn 4 thiên kiếp sau khi kết thúc, nhanh lên đem đậu đậu đẩy ra ngoài, đậu đậu có thể tiến nhập ngưng tụ yêu đan trạng thái, chấm dứt độ kiếp trạng thái. Giao cho ta đi, Đông Phương Lục tiên tử nói. Bên cạnh, tạo hóa Pháp Vương hiếu kỳ nói, người cái này sắt thép hóa thân, rút cuộc là lai lịch gì? Pháp Vương chưa từng có gặp qua cổ quái như vậy hóa thân, 2 tấn 3 thiên kiếp vừa hoàn thành, liền cái hỏa hoãn thời gian đều không có. Trực tiếp tiến nhập 3 tấn 4 thiên kiếp. Này là hóa thân là rất thông thường đồ vật, bất quá hắn nội hạch có chút đặc thù. Hắn nội hạch là khoa học kết quả, hạch tâm lò phản ứng.
Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa pháp vương, nhân tạo vật, đúng, một đám thần bí nhà khoa học mân mê đi ra năng lượng hạch tâm, tuy rằng hắn sinh ra quá trình có chút không thể phục chế cảm giác. Bất quá, của nó thật sự là khoa học kết quả. Hơn nữa cái đồ chơi này trải qua thiên kiếp chính thức nghiệm chứng. Tống Thư Hàng trả lời, ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm vào đậu đậu độ kiếp tình cảnh. Nếu như đậu đậu chống đỡ không nổi, hắn sẽ trước tiên khống chế sắt thép hóa thân đem hạch tâm móc ra, cưỡng ép chấm dứt thiên kiếp quá trình. Độ kiếp khu vực bên trong, đậu đậu đem hết toàn lực. Lúc này, hắn toàn thân lông tóc lộn xộn, đuôi trên ngọn lông chọc diện tích cấp tốc gia tăng. Lông chó phân thân pháp thuật, sử dụng rất tiêu hao yêu lực. Nhưng đối mặt thiên kiếp lúc, hắn lại không thể không sử dụng lông chó phân thân thay hắn bản thể chịu đựng kiếp. Gâu, chờ thiên kiếp sau khi kết thúc, ta nhất định phải ngủ lấy 10 ngày nửa tháng, không có việc gì đừng nghĩ gọi ta rời giường. Đậu đậu lè lưỡi nói. Bất quá, lần này thiên kiếp, khiến nó có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Liên độ hai trận thiên kiếp, lần này không cho ta 7 hoa văn trở lên cộng 7 màu yêu đan đều không thể nào nói nổi đi. Đậu đậu cắn răng nói. Rạng sáng 6 giờ. Tan vỡ thành phố hát mọi người, rốt cuộc tiếp đón trời ánh nắng sáng sớm. Cùng một thời gian, cái kia thỉnh thoảng vang lên lôi minh, rốt cuộc dừng lại đi xuống. Đậu đậu đứng ở độ kiếp khu vực mặt đất, ngẩng đầu ưỡn ngực. Bởi vì năng lượng tiêu hao to lớn, lúc này đậu đậu đã tiếp cận bị lấy hết, chân chó như nhũn ra. Độ kiếp trận pháp cũng đã tan vỡ. Mà 3 tấn 4 thiên kiếp, cũng vẻn vẹn lưu lại một kích cuối cùng. Một kích cuối cùng thiên kiếp uy lực nhỏ nhất. Không phải đáng sợ hiện đại hóa thiên kiếp, mà là như một đạo dòng nước ấm, rơi vào đậu đậu cùng sắt thép hóa thân trên thân. Cuối cùng này một đạo thiên kiếp, là tăng lên người độ kiếp thể chất. Cuối cùng kết thúc, đậu đậu ngồi xổm ngồi vào dưới đất, lè lưỡi. Trên bầu trời, kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Ngay tại lúc này, tạo hóa pháp vương nói. Đông Phương Lục tiên tử thân hình như huyễn ảnh, đã lướt tới hướng đậu đậu. Nhưng lướt tới đến một nửa, Đông Phương Lục tiên tử cưỡng ép phanh lại. Trên bầu trời, lại có một sóng mới thiên kiếp đem đậu đậu cùng sắt thép hóa thân bao phủ. 4 tấn 5 thiên kiếp. Cùng lúc trước 3 tấn 4 thiên kiếp không khe hở nối lại. Gâu, đậu đậu nói. Sắt thép hóa thân trong cơ thể màu đồng cổ hạch tâm, lần nữa lột xác, hóa thành bầy da bạc thần sắc, hắn dẫn rơi xuống cái này 4 tấn 5 thiên kiếp. Mới một sóng oanh long long lôi minh vang lên. Thời điểm này, nếu như Đông Phương Lục tiên tử lại tiếp tục đi tới, thiên kiếp uy lực sẽ lần nữa tăng cường, trực tiếp củng cố đến trên lục phẩm, nàng chỉ có thể dừng lại. Đem hạch tâm móc ra, Tống Thư Hàng trước tiên mệnh lệnh. Sắt thép hóa thân đưa tay cắm vào hắn bụng của mình, phần bụng mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Sắt thép hóa thân đem cái kia tấm hạch tâm lò phản ứng kéo ra ngoài. Thế nhưng, hạch tâm lò phản ứng bên trên, còn có vô số năng lượng sợi tơ, cùng sắt thép hóa thân liền cùng một chỗ, dấu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, chỉ là đem cái này hạch tâm lò phản ứng móc ra, không có bất cứ tác dụng gì. Oanh, 4 tấn 5 thiên kiếp rơi xuống. Quy củ cũ, luồng thứ nhất là thăm dò hình công kích. Thư Hàng, báo tố Hoàng Sơn, ta kiếp sau sẽ làm một cái nhu thuận tiểu cẩu. Đậu đậu yếu ớt nói, thân hình của nó hóa thành phổ thông tiểu Pekingese lớn nhỏ. Lúc này, Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân nhảy lên thật cao, hắn dùng nhục thể của mình đã ngăn được 4 tấn 5 luồng thứ nhất thiên kiếp. Đồng thời Tống Thư Hàng thân ảnh, trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh của nó. Là bước nhảy không gian. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại đậu đậu trên đầu, cười nói, đậu đậu ngươi làm vô cùng tốt rồi. Kế tiếp, giao cho ta đi. Đậu đậu, Tống Thư Hàng có phương pháp giải quyết. Đậu đậu ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lúc này Thư Hàng tại đậu đậu trong mắt biến thật cao lớn, đã liền trên người hắn khoác cái mền, cũng tựa hồ lộ ra đặc biệt đẹp trai. Cái mền này trên có cao thâm mạt chắc phù văn, khoác cái mền này, Tống Thư Hàng khí tức giống như bị che đậy. Đi, Tống Thư Hàng kéo ra cái mền, đem đậu đậu quấn vào trong đó. Sau một khắc tổ vu chúc phúc bước nhảy không gian năng lực lần nữa khởi động, Tống Thư Hàng cùng đậu đậu thân ảnh tan biến tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời gian đã là 500 mét có hơn. Đồng thời, hắn cảm ứng hạch tâm thế giới tại thiên kiếp uy hiếp xuống, hắn lần này không có sợ. Bất quá Tống Thư Hàng không có trực tiếp đem đậu đậu dẫn vào hạch tâm thế giới bên trong. Bây giờ còn vào với thiên kiếp phạm vi,
mở ra hạch tâm thế giới thời gian, sẽ làm hạch tâm thế giới cùng hiện thế ở giữa hình thành một cái thông đạo. Tống Thư Hàng lo lắng thiên kiếp sẽ thông qua thông đạo, tập trung hạch tâm thế giới. Mặc dù nói hạch tâm thế giới luôn sợ, nhưng hắn còn là Tống Thư Hàng mạnh nhất át chủ bài, bên trong với hắn quá nhiều bí mật. Lý do an toàn, tốt nhất không muốn lại để cho thiên kiếp cùng hạch tâm thế giới có trực tiếp cơ hội tiếp xúc. Tống Thư Hàng bọc lấy cái mền, ôm Đậu Đậu một đường chạy như điên, nhanh chóng lao ra sắt thép hóa thân độ kiếp khu vực. Này Bạch Tiền Bối phảng phất cái gì cũng có thể bán đại lão chế tác cái mền, có giữ cường đại che đậy khí tức năng lực. Không biết dựa vào hắn, có thể hay không đem Đậu Đậu mang ra độ kiếp phạm vi. Nếu như có thể lời nói tốt nhất, nếu như không thể lời nói, chạy nữa một lát về sau, hắn lại đem Đậu Đậu chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Hạch tâm thế giới che đậy năng lực nhất lưu, tiến nhập trong đó về sau, chẳng khác nào tiến nhập một cái đoạn tuyệt với nhân thế chi địa. Nhưng hắn có thể hay không che đậy thiên kiếp, Tống Thư Hàng cũng chưa thử qua, cũng không dám cam đoan. Tống Thư Hàng mang theo Đậu Đậu một đường chạy như điên. Ấn khoảng cách mà nói, lúc này hắn cùng Đậu Đậu đã sớm chạy ra sắt thép hóa thân độ kiếp phạm vi. Đậu Đậu, cảm giác như thế nào đây? Thoát ly độ kiếp trạng thái không có. Có hay không có bắt đầu ngưng tụ yêu đan? Tống Thư Hàng nhanh chóng lên tiếng hỏi. Không được, thiên kiếp còn tập trung vào vị trí của ta. Đậu Đậu cười khổ nói. Trừ phi sắt thép hóa thân độ kiếp thất bại, thiên kiếp tiêu tán. Nếu không, cuốn vào sắt thép hóa thân thiên kiếp Đậu Đậu, không cách nào thoát ly thiên kiếp tập trung. Thậm chí có một mảnh kiếp vân theo sắt thép hóa thân thiên kiếp bên trong tách ra tới đây, hướng Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu vị trí di chuyển tới đây. Không có biện pháp. Tống Thư Hàng lần nữa khởi động tổ vu chúc phúc bước nhảy không gian năng lực, nhảy ra 500 thước khoảng cách. Tại bước nhảy không gian chấm dứt trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong nháy mắt mở ra hạch tâm thế giới, dùng cái mền bọc lấy Đậu Đậu đem hắn đưa vào trong đó, lại lấy tốc độ nhanh nhất đem hạch tâm thế giới một lần nữa phong bế. Hữu hiệu, đối với 4 tấn 5 cái này đẳng cấp thiên kiếp tập trung, hạch tâm thế giới thành công đem Đậu Đậu che đậy, đoạn tuyệt thiên kiếp đối với Đậu Đậu tập trung. Khá tốt chỉ là 4 tấn 5 thiên kiếp, nếu như thiên kiếp đẳng cấp cao hơn một chút lời nói, khả năng hạch tâm thế giới liền không cách nào che đậy hắn đối với Đậu Đậu đã tập trung vào. Tống Thư Hàng nói khẽ. Cảm giác bát phẩm huyền thánh kiếp tập trung, trước mắt hạch tâm thế giới chỉ sợ không cách nào che đậy. Hạch tâm thế giới còn cần lại tiến hành thăng cấp mới được. Đậu Đậu nguy cơ tạm thời giải trừ, Tống Thư Hàng trở lại Đông Phương Lục Tiên Tử cùng Tạo Hóa Pháp Phương bên cạnh. Lúc này, độ kiếp đối tượng liền đổi thành hắn sắt thép hóa thân. Đậu Đậu đây, Đông Phương Lục Tiên Tử lên tiếng hỏi. Ta đem hắn đưa đến ta dành riêng trong không gian đi, tại đó hắn tạm thời an toàn. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo Hóa Pháp Phương, ngươi vừa rồi quá mạo hiểm, trực tiếp xâm nhập độ kiếp trong trận, rất có thể sẽ liền ngươi cũng bị cuốn vào độ kiếp trận pháp. Đến lúc đó, thiên kiếp uy lực bạo tăng lời nói, liền ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Yên tâm, Tạo Hóa tiền bối, ta bây giờ là phân thân. Tống Thư Hàng nói. Xông thiên kiếp loại chuyện này, đương nhiên là trên phân thân á. Hắn bản thể đã lại hoán đổi đến Lan Tây đảo nhìn môn đi. Khá tốt phân thân của hắn cùng Bạch Tiền Bối khác nhau. Nếu như là Bạch Tiền Bối cái loại này kỳ diệu, có được trình độ nhất định tự mình ý thức phân thân, nhất định sẽ phẫn nộ mà lật bàn, đem bản thể văng ra. Kế tiếp ngươi sắt thép hóa thân làm sao bây giờ? Đông Phương Lục Tiên Tử lên tiếng hỏi. Độ kiếp trận pháp đã không còn, Tống Thư Hàng này là hóa thân lại không có bất kỳ sức chiến đấu, đối mặt 4 tấn 5 thiên kiếp, chỉ có một con đường chết. Không có biện pháp. Khả năng ta cùng hắn duyên phận quá nhỏ bé. Chờ hắn tại thiên kiếp bên dưới tiêu tán về sau, nhìn xem cái kia hạch tâm lò phản ứng còn có thể hay không bảo tồn xuống đây đi. Tống Thư Hàng nói. Hắn còn là rất đau lòng. Một cỗ mới nhất khoản cơ giáp tiên thuyền đây. Không biết có thể hay không tìm Hoàng Sơn tiền bối thanh lý. Dưới thiên kiếp, Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cái kia tấm hạch tâm lò phản ứng treo ở bụng bên ngoài. Oanh đợt thứ hai thiên kiếp rơi xuống, bởi vì không có bất kỳ kỹ năng, sắt thép hóa thân chỉ có thể dựa vào cái kia sắt thép thân thể tới đây mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Hóa thân có thể tiếp nhận Tống Thư Hàng đơn giản một chút mệnh lệnh khống chế tỉ như bưng trà đưa nước, rửa chén lau nhà các loại. Cũng có thể từ Tống Thư Hàng ý thức tới đây đối với nó tiến hành khống chế. Không có Tống Thư Hàng mệnh lệnh,
hắn liền sẽ ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Không có độ kiếp trận pháp, không có pháp thuật phụ trợ, không có võ kỹ công pháp, hắn muốn vượt qua thiên kiếp chỉ sợ chỉ có đi huyền nữ môn vân tức tử biện pháp đứng đấy lại để cho thiên lôi bổ, nhìn xem rút cuộc là bản thân chết trước, còn là thiên kiếp trước chấm dứt, chân chính phục vụ quên mình đi độ kiếp. Nhưng vân tức tử tiền bối độ kiếp phương pháp, cũng chỉ có trước kia người mang bất hủ cốt chính nàng dùng thích hợp. Ngoại trừ nàng bên ngoài, chư thiên vạn giới rút cuộc tìm không ra có thể sử dụng loại phương pháp này độ kiếp tồn tại. Thiên lôi oanh rơi, sắt thép hóa thân bị đánh ngã xuống đất. Treo ở trên bụng hạch tâm lò phản ứng, ba một tiếng, theo thân thể của nó nện trên mặt đất. Đầu của nó chuyển hướng Tống Thư Hàng, liền giống như, là ở chờ Tống Thư Hàng vì hắn ra lệnh bình thường. Đông Phương Lục tiên tử, ta làm sao cảm giác, hắn nhìn qua, có chút thương cảm. Có thể là bởi vì mặt của nó dài cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu không sai biệt lắm nguyên nhân. Hay hoặc giả là hắn bây giờ nhìn lại, như là ruột rơi ra ngoài nguyên nhân. Tạo hóa Pháp Vương nói. Tống Thư Hàng, đây không phải là ruột a, thật muốn ví dụ lời nói, đó cũng là tương đương với tu sĩ kim đan đồ vật. Hắn đang chờ mệnh lệnh của ngươi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói, lúc này hắn treo ở công đức xà mỹ nhân trên lưng, chú ý độ kiếp hiện trường biến hóa. Ừ, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, đem hạch tâm lò phản ứng lắp trở về. Tiếp đó, tận lực tránh né, chống cự thiên kiếp đi, tuy rằng đạo này mệnh lệnh cũng không có ý nghĩa. Thiên kiếp tập trung, căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể chống cự. Mà thân là sủng vật hình hóa thân, này là hóa thân đối với mệnh lệnh chấp hành năng lực rất yếu, cũng không biết hắn có thể đem đạo này mệnh lệnh chấp hành tới trình độ nào. Mặt khác, mà coi như là từ Tống Thư Hàng tới đây khống chế sắt thép hóa thân đối mặt 4 tấn 5 thiên kiếp cũng không biết nên xử lý như thế nào. Này là sắt thép hóa thân không có bất kỳ lực công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Hắn kết cục, tại lần lượt dẫn xuống càng mạnh hơn nữa thiên kiếp thời gian cũng đã định trước. Coi như là hắn thật đã vượt qua 4 tấn 5 thiên kiếp, quay người phía sau hắn còn sẽ dẫn xuống 5 tấn 6, 6 tấn 7 thiên kiếp. Thẳng đến hắn hoàn toàn bị hủy diệt một khắc này. Tiếp thụ lấy Tống Thư Hàng mệnh lệnh về sau, sắt thép hóa thân đưa tay, ba một tiếng, đem hạch tâm lò phản ứng đẩy trở lại trong bụng. Oanh thiên kiếp biến thành lôi kiếp lần nữa oanh rơi. Lần này, sắt thép hóa thân dựa theo Tống Thư Hàng mệnh lệnh, bắt đầu chống cự thiên kiếp. Thiên kiếp tập trung là tuyệt đối tập trung, sắt thép hóa thân thử tránh né mấy lần không cách nào sau khi thành công, cũng chỉ có bày ra hai tay ôm đầu tư thế. Thời điểm này, nếu như khôi lỗi tiên tử còn đang ở thì tốt rồi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thích hợp nhất sắt thép hóa thân độ kiếp phương pháp, không hề nghi ngờ, liền là ôm đầu ngồi xổm phòng độ kiếp phương pháp. Chờ, hóa thân không có phòng ngự thủ đoạn, nhưng ta nhớ được tiên thuyền trạng thái có một cái phòng ngự cháo à. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng lần nữa ra lệnh, chuyển đổi hình thái, hoán đổi đến tiên thuyền hoặc cơ giáp hình thái. Lợi dụng tiên thuyền cùng cơ giáp hình thái bổ sung hộ thuẫn khởi động phòng ngự. Có thể hay không sống qua đi, liền nhìn sắt thép hóa thân vận khí. Tạch tạch tạch, sắt thép hóa thân một hồi biến hóa, hắn hoán đổi đến con thoi hình dáng tiên thuyền trạng thái. Cái kia tại phi thiên độn địa thời gian sử dụng hộ thuẫn kích phát, tại tiên thuyền mặt ngoài hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ phòng ngự cấp bậc không sai biệt lắm tại ngũ phẩm đến lục phẩm trái phải, nếu như hắn có thể một mực mở cái này vòng bảo hộ, nói không chừng thật có thể chống được thiên kiếp chấm dứt. Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng nói. Chỉ sợ rất khó, Tống Thư Hàng cười khổ nói, bởi vì không có linh thạch. Lúc trước tất cả linh thạch đều móc ra giao từ đậu đậu độ kiếp sử dụng, liền cơ giáp trong tiên thuyền linh thạch đều móc rớt. Vì vậy cái này hộ thuẫn, hiện tại toàn bộ nhờ cái kia tấm hạch tâm lò phản ứng năng lượng chèo chống. Bên kia, Giang Nam khu cùng thành phố Hát giao giới vị trí, một cỗ thùng đựng hàng xe vận tải đang tại trên đường lớn chậm rãi hành xử. Cảm ứng được, rốt cuộc lại cảm ứng được, hạch tâm lò phản ứng năng lượng chấn động, tập trung vị trí, lần này tuyệt đối không thể lại để cho khí tức của nó biến mất. Tại thành phố Hát vị trí, ngay tại chúng ta cách đó không xa, nhiều nhất 10 phút có thể đến. Quá tuyệt vời, tìm nhiều ngày như vậy rốt cuộc lại tìm được hắn. Sự tình liên quan tương lai của chúng ta cùng chúng ta nghiên cứu đại phương hướng, tuyệt đối không dung có sai lầm. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đi qua. Chuẩn bị tốt vũ khí bí mật của chúng ta cũng muốn nhìn xem rút cuộc là người nào, dám hack đi chúng ta hạch tâm lò phản ứng.
hơn 10 phút đồng hồ sau. Sắt thép hóa thân như trước đau khổ mở hộ thuẫn, phản kháng thiên kiếp. Thư Hàng, người nói người sắt thép hóa thân sẽ có tâm ma kiếp sao? Tạo hóa Pháp Vương sờ sờ cầm lên tiếng hỏi. Ta nghĩ, có lẽ sẽ không thể nào có đi. Hắn liền tâm ma kiếp sinh ra cơ bản điều kiện cũng không tồn tại. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa Pháp Vương, vậy thì thật là có chút tiếc nuối. Hôm nay hắn không có lên sân khấu cơ hội. Có người hướng chúng ta bên này tới gần. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng, tạo hóa Pháp Vương đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa, có một cỗ thùng đựng hàng xe vận tải đứng đắn hướng bên này tới gần. Xe vận tải trên thân tựa hồ mang theo một loại ngụy trang đổi màu ẩn thân công năng. Liếc mắt nhìn qua thời gian, hắn giống như là trong suốt, ẩn thân. Thế nhưng, ở đây mấy vị đều là không khoa học tồn tại. Trong mắt bọn họ, loại này ẩn thân thủ đoạn thật sự cấp thấp vô cùng. Thấy được, chúng ta hạch tâm lò phản ứng là ở chỗ đó, cái kia con thoi hình dáng kim loại vật bên trong. Trong xe vận tải có cái thanh âm nói. Ngu xuẩn, vậy mà đem chúng ta hạch tâm lò phản ứng chứa ở loại này cấp thấp máy móc vật bên trên. Đứng ở nơi đó hai nam một nữ, hẳn là cướp đi chúng ta hạch tâm lò phản ứng người. Các nàng nhìn không tới chúng ta, mang ra vũ khí bí mật của chúng ta. Tập trung bọn hắn. Không nên khinh địch, lúc trước chúng ta phái ra máy móc chiến sĩ cũng có ẩn thân trang bị, vẫn bị đối phương phát hiện. Chúng ta lần này phải cẩn thận một chút. Mặt khác, phụ cận có tia chớp tại đáp xuống. Cái này tia chớp có kết cổ quái. Không cần lo lắng, tại ngày mưa rông trong, vũ khí của chúng ta có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Chờ, bọn họ đều là người Hoa. Một lát cho ta cái mặt mũi, không muốn giết chết bọn hắn, trọng thương liền tốt. Bọn hắn có thể bắt được hạch tâm lò phản ứng nói không chừng đồng dạng nắm giữ lấy một bộ phận siêu thời đại khoa học kỹ thuật. Đến lúc đó từ ta ra mặt, nói không chừng có thể đem bọn hắn thu nạp đến trong chúng ta bộ phận, trở thành đồng bạn của chúng ta. Tóm lại trước nổ súng, trong xe vận tải giao lưu ngôn ngữ, là vài quốc ngôn ngữ hỗn tạp. Nhưng người ở bên trong tựa hồ cũng tinh thông số quốc ngôn ngữ, giao lưu không hề khó khăn. Dứt lời về sau, thùng đựng hàng lặng lẽ mở ra. Một chi to lớn pháo hình dáng vật thể, nhắm ngay Tống Thư Hàng ba người. Tống Thư Hàng, Tạo Hóa Pháp Vương, Đông Phương Lục Tiên Tử, bọn người kia, là ai? Tạo Hóa Pháp Vương nói. Tống Thư Hàng, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là chế tạo hạch tâm lò phản ứng đám người kia. Nếu như có thể mà nói, chúng ta đưa bọn họ bắt sống đi. Chớ nhìn hắn nhóm có chút lỗ mãng, nhưng bọn hắn quả thực nắm giữ lấy rất nhiều thú vị khoa học kỹ thuật. Cửu Châu Nhất Hào Quần trong có rất nhiều tiền bối đối với loại này phát minh hình nhà nghiên cứu sẽ cảm thấy hứng thú. Tỷ như Bạch Tiền Bối, Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Tạo Hóa Pháp Vương, chẳng biết tại sao, các ngươi vừa nhắc tới Bạch Tiền Bối, ta thì có một loại dự cảm. Nếu như đem bọn người kia giao cho Bạch Tiền Bối có thể sẽ lợi dụng bọn hắn sáng tác ra rất kinh khủng đồ vật, so với duy nhất một lần phi kiếm kinh khủng hơn đồ vật. Vì vậy, không bằng đưa bọn họ phóng sinh đến hỏa tinh đi. Bạch Tiền Bối lần trước liền phóng sinh một đống đến hỏa tinh bên trên, hắn hỏa tinh trong động phủ đi. Ta cảm giác người đưa bọn họ phóng sinh đến hỏa tinh lời nói, cuối cùng tại một loạt trùng hợp về sau, bọn hắn sẽ xâm nhập đến Bạch Tiền Bối hỏa tinh trong động phủ. Tống Thư Hàng cười nói. Tạo Hóa Pháp Vương, nổ súng, lúc này, cái kia thùng đựng hàng lên họng pháo phát sáng. To lớn điện từ tại họng pháo ngưng tụ. Hồ quang điện nhảy. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, đây là cái gì vũ khí? Cùng điện có quan hệ pháo hình dáng vũ khí, ta lập tức sẽ nghĩ tới siêu pháo điện từ. Ta đây loại phổ thông bình dân, có thể tiếp xúc đến tin tức cũng liền chỉ có những thứ này. Tống Thư Hàng nhún vai nói. Hoặc là, lại để cho hắn tới gần đi giám định một phát. Nhìn qua uy lực rất lớn, có thể sẽ tiếp cận ngũ phẩm công kích. Tạo Hóa Pháp Phương tính ra nói. Không sai biệt lắm sẽ có. Đông Phương Lục Tiên Tử xác định nói. Bất quá đối với ở đây ba người mà nói, loại trình độ này công kích, liền cọng tóc đều không đả thương được. Tạo Hóa Pháp Vương, tu luyện là Phật môn đứng đầu chiến Phật chân thân, cùng nhau ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công là cùng một đẳng cấp thối thể công pháp. Hơn nữa, tại thuần túy nhục thân cường độ phương diện, muốn càng hơn. Sau, Đông Phương Lục Tiên Tử, Ma Môn Đại Lão. Tống Thư Hàng, 5 hạt nhân 5 sao ngũ phẩm linh hoàng. Ngũ phẩm cấp công kích coi như là chính diện đánh chúng ba vị này, cũng lật không ra cái gì bọt nước.
oanh cái kia môn điện pháo khai hỏa. Oanh cái kia môn điện pháo pháo lép, công kích không thể phóng ra đi ra ngoài, ngược lại là lúc trước ngưng tụ điện năng cắn trả đến bọc thép trên xe tải nổ. Bên trong khá hơn chút có thể sẽ dẫn tới bạch tiền bối hứng thú thành viên, sống chết không rõ. Tống Thư Hàng, Tạo Hóa Pháp Vương, Đông Phương Lục Tiên Tử, bọn người kia, là đùa bức sao? O-O-N-G lúc này, Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân thân xe bên trên, có một cái radar hình dáng trang bị phát động, quét hình toàn trường. Phát hiện vừa vặn phối vũ khí, bá bá số hiệu xin phép võ trang phòng ngự. Theo sắt thép hóa thân bên trên, có một thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, ha ha, bá bá số hiệu là cái gì quỷ? Người nào cho ngươi lấy tên? Bá bá số hiệu xin phép vũ khí võ trang, mời phê chuẩn. Sắt thép hóa thân thanh âm lần nữa vang lên. Phê chuẩn, Tống Thư Hàng cắn răng nói chờ thiên kiếp qua về sau, gia hỏa này nếu như còn sống, liền cho nó rửa chương trình đi. Bá bá số hiệu cái tên này nhất định phải sửa. Đồng thời, Tống Thư Hàng lại lật tìm bản thân chuỗi đeo tay không gian. Có cái gì không đồ vật, có thể dùng thích hợp sắt thép hóa thân, cho nó võ trang. Hắc thiết khôi giáp, thiên nhân cùng tiến cùng cái giáo thương, An Chi Ma Quân làm ra kiểu phi kiếm, còn có một cái điện thoại di động hình dáng cục gạch lớn nhỏ đồ vật, nhớ kỹ là bạch tiền bối phân thân giao cho hắn đồ đạc. Mấy thứ này bên trong, những cái kia làm ra kiểu trang bị hoàn toàn có thể giao cho sắt thép hóa thân sử dụng. Tỷ như An Chi Ma Quân trong tay làm ra kiểu phi kiếm, thiên nhân làm ra kiểu cung tiễn cùng cái giáo thương. Mà bị Tống Thư Hàng bản thân luyện chế qua hắc thiết khôi giáp, diệt thần tử mẫu pháo, thì không thích hợp giao cho đang tại độ kiếp sắt thép hóa thân còn nữa. Hắc thiết thần giáp loại hình quá nhỏ, không cách nào cho khổng lồ cơ giáp hình thái sắt thép hóa thân phủ thêm. Diệt thần pháo thì cần tiêu hao lớn số lượng linh thạch, Tống Thư Hàng hiện tại người không có đồng nào, một nghèo hai trắng. Cuối cùng, Tống Thư Hàng lấy ra một bộ cung tiễn, cây lao, phi kiếm, suy nghĩ một chút về sau, hắn lại ma xui quỷ khiến đem cái kia bạch tiền bối phân thân mang tới cục gạch điện thoại hình đồ vật rút đi ra. Nói như thế nào cũng là bạch tiền bối phân thân mang tới đồ vật, phía trên nói không chừng chấm bạch tiền bối số mệnh. Lựa chọn ngươi cần võ trang đi, Tống Thư Hàng nói ra. Hắn vừa dứt lời, sắt thép hóa thân oanh long long biến thành cơ giáp hình thái. Ngay sau đó hắn tay phải bay ra ngoài phi quyền công kích. Bay có thể xa, vài trăm mét khoảng cách, Tống Thư Hàng cũng không biết cái này cơ giáp hình thái còn có công kích như vậy thủ đoạn. Sắt thép hóa thân tay phải bay thẳng đến chiếc tự bạo xe tải bên cạnh về sau, một phát bắt được này môn nghi là pháo điện từ cự pháo. Sắt thép hóa thân cổ tay phải chỗ có một cây kim cương dây thừng nối lại lấy nắm tay phải, cái kia căn kim cương dây thừng kéo về, phi quyền kéo lấy pháo điện từ trở về. Trên xe cái đám kia có giá trị hành khách, lúc này đứng đắn rơi vào trạng thái hôn mê. Bằng không mà nói, bọn hắn nếu như thấy bản thân quý giá vũ khí bí mật bị đoạt, cần phải khóc đánh ngất không thể. Cùng pháo điện từ liền cùng một chỗ bị lôi kéo đi xuống, còn có một cái to lớn nền, tựa hồ là cái năng lượng bao. Họng pháo kéo qua về sau, cơ giáp hình thái sắt thép hóa thân nâng lên hắn, hướng trên lưng mình một lắp. Tại hắn phần lưng, có vô số sợi tơ toát ra. Những thứ này sợi tơ là hạch tâm lò phản ứng năng lượng đường ống, tương đương với sắt thép hóa thân kinh mạch. Hiện tại xem ra, những thứ này sợi tơ công năng không chỉ là kinh mạch đơn giản như vậy. Chúng nó đâm vào đến pháo điện từ bên trên, một bộ phận đâm vào đến cái kia năng lượng trong bọc, hấp thu nguồn năng lượng, một bộ khác phần ghim tại thân pháo bên trên, lại để cho môn pháo điện từ cùng sắt thép hóa thân cơ giáp hình thái dung hợp được. Tống Thư Hàng, nguyên lai hắn nói võ trang chỉ chính là cái này pháo điện từ. Người cái này sắt thép hóa thân, ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Bất quá, cái này pháo hình dáng vũ khí, có thể tiếp xúc đến thiên kiếp sao? Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Tại đối mặt thiên kiếp lúc, trước mắt hiện đại hóa vũ khí, đều lên không đến hiệu quả gì. Thiên kiếp sẽ trực tiếp xuyên thấu hiện đại hóa vũ khí, công kích mặt đất tu sĩ, trọn vẹn hiện đại hóa vũ khí. Coi như là trải qua tu sĩ sửa đổi đạn đạo, tại đối mặt thiên kiếp lúc, có thể tạo được tác dụng cũng rất nhỏ, làm cho người thất vọng. Vì vậy, rõ ràng càng ngày càng nhiều tu sĩ tại tiếp xúc hiện đại hóa vũ khí, nhưng ở đối mặt thiên kiếp lúc, có rất ít tu sĩ đem mấy thứ này dung nhập bản thân độ kiếp trong trận pháp đi. Ta cũng không biết, Tống Thư Hàng buông tay nói. Tạo hóa pháp vương, mặt khác, nếu như 4 tấn 5 thiên kiếp về sau,
hắn còn sẽ tiếp tục dẫn xuống 5 tấn 6 thiên kiếp lời nói, vậy nó liền thập tử vô sinh. Đây không phải ta có thể khống chế, như hắn thật muốn tìm đường chết dẫn xuống 5 tấn 6 thiên kiếp, ta cũng lực bất tòng tâm. Tống Thư Hàng nói, trong hư không, 4 tấn 5 thiên kiếp mở rộng hình thái biến hóa. Lần này xuất hiện không phải hiện đại hóa thiên kiếp mà là một chuôi chuôi thiên kiếp đại bảo kiếm. Những thứ này bảo kiếm, toàn bộ là tu sĩ phi kiếm bộ dáng, đủ loại mẫu mã, từ xưa đến nay. Tạo hóa pháp phương sờ sờ cầm, tựa hồ nhằm vào khác nhau tu luyện giả, thiên kiếp hiện tại sẽ diễn hóa xuất khác nhau hình thái. Không chỉ là thiên kiếp hiện đại hóa đơn giản như vậy. Đông Phương Lục Tiên Tử, ta cũng có loại cảm giác này, thiên kiếp càng thêm trí tuệ nhân tạo hóa. Việc này ta trước tiên ở Cửu Châu Nhất Hào Quần cùng trong môn phái nói một chút, lại để cho gần nhất có độ kiếp kế hoạch đạo hữu chú ý một chút. Siêu siêu siêu, hơn 10 tấm thiên kiếp bảo kiếm tạo thành trận, từ không trung rơi xuống. Kiếm khí tung hoành, ẩn chứa trong đó lấy chuyên thuộc về thiên kiếp kiếm thế. Sắt thép hóa thân đưa tay nâng lên trên lưng pháo điện từ nghênh đón không trung thiên kiếp bảo kiếm liên tục oanh kích. Từng viên kim loại viên đạn theo pháo điện từ bên trong phóng ra đi ra ngoài. Cao cường uy lực, làm cho người kinh ngạc tốc độ công kích cùng lực phá hoại. Oanh 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 oanh, thiên kiếp bảo kiếm ở giữa không trung đã bị oanh thành vỡ nát. Vũ khí này, có thể nổ nát thiên kiếp. Đông Phương Lục Tiên Tử nhãn tình sáng lên. Đây là không đại biểu cho, cái này cùng loại pháo điện từ vũ khí, cũng có thể bị mặt khác tu luyện giả nắm giữ, để mà đối kháng thiên kiếp. Nếu thật như vậy, tu sĩ độ kiếp lúc liền lại thêm một đại trợ lực. Tạo hóa pháp phương. Lục Tử, ngươi trước đừng kích động, ta ngược lại cảm giác cái này pháo điện từ vũ khí có thể tạo được hiệu quả, hơn phân nửa là bởi vì cái kia tấm hạch tâm lò phản ứng. Lúc trước, chúng ta thấy rất nhiều xúc tu hình dáng sợi tơ dung nhập vào pháo điện từ bên trong, đem hắn cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu hóa thân dung hợp. Rất có thể là vì những cái kia sợi xúc tu, lại để cho pháo điện từ sinh ra dị biến. Vô luận như thế nào, chờ lần này thiên kiếp về sau. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cái này pháo điện từ thu về đến. Nếu như hắn thật có thể đối kháng thiên kiếp, chúng ta liền đem hắn sản xuất đại trà. Đông Phương Lục Tiên Tử hì hì cười nói, ta lượn quanh cái vòng đi qua, trước đem cái kia một xe nhà nghiên cứu bảo vệ. Bọn người kia, rất có thể là bảo bối. Dứt lời, Đông Phương Lục Tiên Tử bay nhanh xoay quanh, đi đem cái kia xe tải bên trong nhân viên nghiên cứu cho kéo đi. Bọn người kia, có lẽ sẽ trở thành tu sĩ giới ngon miệng bánh kẹp. Thiên kiếp kéo dài đáp xuống. Đã có pháo điện từ về sau, trong thời gian ngắn, sắt thép hóa thân vậy mà cùng 4 tấn 5 thiên kiếp đánh sinh động. Bất quá, theo thiên kiếp uy lực tiếp tục củng cố về sau, sắt thép hóa thân lại bắt đầu bị động bị đánh. Vốn là hơn 10 chuôi đại bảo kiếm kết thành kiếm trận, lúc này hóa thành trên trăm chuôi lợi kiếm đại trận. Kiếm quang chém rụng. Mỗi một đạo kiếm quang giống như đều là một môn tinh diệu kiếm thuật. Những thứ này kiếm quang, là cùng ngự kiếm thuật nguyên bộ phi kiếm kiếm pháp. Tạo hóa pháp phương nói, ta theo trông được ra thần kiếm bí quyết, phục ma kiếm, tiên pháp ngũ thần kiếm vân. Vân phi kiếm kiếm thuật bóng dáng, còn có ta ma tông đại tự tại thiên ma kiếm cùng ngũ dục kiếm. Đông Phương Lục Tiên Tử bổ sung, nàng kéo lấy cái kia một xe nhân viên nghiên cứu, trở lại. Tại kéo về cái này một xe thành viên đồng thời, Đông Phương Lục Tiên Tử lại thuận tay tại độ kiếp phạm vi bên cạnh bổ sung một vòng huyễn thuật, tránh cho còn có người bình thường xâm nhập độ kiếp khu vực. Lúc trước độ kiếp đại trận cùng huyễn thuật trận pháp, đều theo đậu đậu độ kiếp chấm dứt, toàn diện hỏng mất. Đây cũng là cái này một xe nghiên cứu khoa học nhân viên có thể xông đến độ kiếp khu vực phụ cận nguyên nhân. Những thứ này phi kiếm, là thiên kiếp mới biến hóa sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tạo hóa pháp phương nhìn Tống Thư Hàng liếc, những thứ này ngược lại là thiên kiếp lão luyện đoạt, Thư Hàng tiểu hữu người 4 tấn 5 thiên kiếp lúc, không có trải qua. Ta 4 tấn 5 thiên kiếp, là bị Vân Tước Tử tiền bối kéo đến ma kiếp không gian bên trong, đi độ bát phẩm ma kiếp. Bình thường 4 tấn 5 thiên kiếp, chỉ thấy qua hôm nay đậu đậu tấn cấp. Tống Thư Hàng xoa nhẹ mi tâm, tâm nhét nói. Tạo hóa pháp phương khóe miệng co giật. Xích tiêu kiếm, tạo hóa tiểu hữu. Xin không cần cho Tống Thư Hàng chế tạo trang bức cơ hội, ta đều nhanh nhìn không được. Tạo hóa pháp phương, thiên kiếp bên dưới. Sắt thép hóa thân pháo điện từ đã tới không kịp oanh diệt như vậy rất nhiều số lượng thiên kiếp bảo kiếm, thân hình của nó thỉnh thoảng bị thiên kiếp kiếm chém trúng. Thân thể kèm theo phòng ngự hộ thuẫn đã tan vỡ mấy lần, thân thể cao lớn đã vết thương chồng chất.
Nếu không phải tiên thuyền bản thân là dùng ngũ phẩm thượng đẳng tài liệu chế tạo, lúc này hắn sớm đã bị thiên kiếp ngự kiếm kiếm pháp chém vỡ. Ba ba số hiệu thỉnh cầu gia tăng võ trang viện trợ. Sắt thép hóa thân lần nữa phát ra âm thanh. Đồng ý, cần cái gì võ trang ngươi tự mình lựa chọn. Tống Thư Hàng trước người, bày biện những cái kia làm ra kiểu võ trang. Sắt thép hóa thân lại bị đánh vài kiếm, ngực miếng kim loại đều bị chém vỡ, lộ ra bên trong máy móc kết cấu. Đầu của nó đảo qua Tống Thư Hàng trước mắt những cái kia làm ra kiểu trang bị. Cuối cùng, hắn lựa chọn cái kia cục gạch lớn nhỏ cùng loại điện thoại đồ vật. Một cái xúc tu mở rộng đến, linh hoạt quấn lấy cái điện thoại này bộ dáng đồ vật. Gia hỏa này nhãn lực thì ngược lại, ngoắc ngoắc liền chọn chúng bạch tiền bối đồ vật. Vật này là cái gì? Tạo hóa pháp Phương Hiếu Kỳ lên tiếng hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, nhìn Tống Thư Hàng móc ra một loạt làm ra kiểu pháp khí, lại đem thứ này móc ra về sau, tạo hóa pháp Phương liền suy nghĩ thứ này rút cuộc là pháp bảo gì. Đây là bạch tiền bối theo một cái di tích bên trong mang về đồ vật. Cụ thể là cái gì ta cũng chưa thử qua. Tống Thư Hàng trả lời. Vừa rồi đều quên đối với thứ này sử dụng một phát giám định bí pháp. Có thể làm cho bạch tiền bối cảm giác được tò mò đồ vật, nhất định là bảo vật. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Ừ, những lời này ta đồng ý. Tạo hóa pháp Phương nói. Bạch tiền bối không rơi không bảo chi địa. Bạch tiền bối nhặt được đồ vật cho dù là một khối phổ thông tảng đá, người đem hắn bổ ra phía sau bên trong đều có thể ẩn chứa bảo bối. Sắt thép hóa thân nắm lên cái điện thoại này hình dáng đồ vật về sau, hắn trong lòng bàn tay liền toát ra đại lượng xúc tu sợi tơ, chui vào đến cái điện thoại này hình dáng pháp khí bên trong. Ngay sau đó, lại có một cây xúc tu sợi hóa thành ngón tay, tại pháp khí phía trên cùng loại khóa số vị trí ấn xuống một cái. Xôn xao một vòng phù văn theo cái điện thoại này hình dáng đồ vật bên trên phù hiện. Những thứ này phù văn nhanh chóng tổ hợp, chuyển hóa thành một đạo pháp thuật hình thức ban đầu. Oanh long long, thiên kiếp phi kiếm chém rụng. Sắt thép hóa thân trong tay pháp khí bên trên, đạo kia pháp thuật hình thức ban đầu xoay tròn, hóa thành một căn lưu quang kim tiên. Cái kia cây roi linh hoạt chuyển động, rút hướng một chuôi chuôi thiên kiếp phi kiếm. Trong nháy mắt, đánh úp về phía sắt thép hóa thân tất cả thiên kiếp phi kiếm đều bị rút vỡ. Ngũ phẩm cấp bậc pháp thuật, tạo hóa pháp Phương bình tĩnh nói. 4 tấn 5 thiên kiếp, rơi xuống thiên kiếp phi kiếm mỗi một chuôi đều là tứ phẩm đỉnh phong uy lực. Mà đạo pháp này thuật có thể đơn giản đem tất cả thiên kiếp phi kiếm rút vỡ, pháp thuật đẳng cấp ít nhất là ngũ phẩm. Cảm giác bên trên, cái này tựa hồ là chuyên môn phóng thích pháp thuật pháp khí. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Hoàn toàn không có thi pháp năng lực sắt thép hóa thân, cầm chặt cái này đầu pháp khí về sau, có thể trực tiếp phóng thích pháp thuật. Hơn nữa, loại này thi pháp thủ đoạn, so với đạo thuật tới đây, càng giống là ma pháp sư hệ thống ma pháp. Xích Tiêu Kiếm bổ sung. Ngày 21 tháng 10, thứ hai, 9 giờ sáng. Sắt thép hóa thân 4 tấn 5 thiên kiếp, rốt cuộc tiến nhập khâu cuối cùng. Nói thật. Tống Thư Hàng thật không nghĩ tới hắn có thể chống được 4 tấn 5 thiên kiếp giai đoạn sau cùng. Theo bắt đầu độ kiếp đến bây giờ, sắt thép hóa thân luôn ở vào kém một điểm muốn quỳ mức độ, nhưng lúc nào cũng ngoan cường kiên trì được. Lúc này, sắt thép hóa thân trên lưng cái kia cỗ pháo điện tử đã không có đạn dược, cũng không có năng lượng cung cấp hắn nã pháo. Liền trên người nó hộ thuẫn cũng không cách nào duy trì, cơ giáp hình thái đã biến rách tung tóe, tùy thời muốn mệt rã rời cảm giác. Tống, hiện tại tâm quá đau đớn. Thư Hàng, mới đến tay tiên thuyền A, hắn cũng còn không có tới kịp nhiều mở vài lần, trong giấc mộng dùng tiên thuyền mang theo người nhà cùng hảo hữu đi ra ngoài du ngoạn tình tiết cũng còn không có mở rộng, cái này tiên thuyền không kém nhiều báo hỏng. Cũng không biết đến bị hư hao dạng này về sau, tiên thuyền có còn hay không chữa trị cơ hội. Hiện tại, sắt thép hóa thân có thể cùng thiên kiếp rằng có duy nhất thủ đoạn liền là trên tay cái kia điện thoại hình dáng pháp khí. Còn có liền là dựa vào hắn bản thân ngũ phẩm cấp chất liệu ngạnh kháng. Một kích cuối cùng, tạo hóa pháp Phương nói. Hắn móc ra bút ký nhỏ, đang tại bay lên phía trên mau ghi chép thấy Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân độ kiếp hình ảnh, hắn liền cảm giác mình linh cảm liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Bi tráng anh hùng hình ảnh, lúc nào cũng có thể kích phát nhạc sĩ linh cảm. Viết viết, tạo hóa pháp Phương thỉnh thoảng còn sẽ hừ lên vài tiếng, sắt thép làm thân, hỏa diễm làm máu. Tuyệt vọng sau đó chắc chắn nghênh đón hy vọng, câu này không tệ. Oanh, cuối cùng một sóng thiên kiếp đáp xuống.
Thiên kiếp kiếp vân hóa thành một đầu bàn tay khổng lồ, đột nhiên hướng sắt thép hóa thân đè xuống. Bàn tay khổng lồ bên trong, thiên kiếp lực lượng ngưng tụ làm một viên lôi cầu, tràn đầy tựa là hủy diệt lực phá hoại. Trưởng tâm lôi, còn có loại này thao tác, Tống Thư Hàng trợn mắt há hốc mồm. Thiên kiếp kiếp vân cùng thiên kiếp tạo thành trưởng tâm lôi công kích phương thức, đè hướng sắt thép hóa thân. Sắt thép hóa thân mạnh mẽ mở, dùng hết lực lượng điểm hướng điện thoại pháp khí cái cuối cùng khóa. Nhưng lúc này, pháp thuật phù văn cũng không có hiển hiện. Ngược lại là một cái thanh âm kỳ quái vang lên. Cái thanh âm này dùng ngôn ngữ Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá thanh âm này bên trong bổ sung lấy một loại tinh thần lực chấn động, có thể tạo được cùng loại phiên dịch hiệu quả. Phiên dịch tới ý tứ chắc là loại này ngài khỏe chứ, người tháng này ngoại cảnh ma lực lưu lượng đã hao hết. Mời đến đi nạp tiền. Tống Thư Hàng, nạp tiền, nhật ngài, thời điểm mấu chốt nhất ngươi cho ta bắn ra nạp tiền thông báo. Vốn tưởng rằng cái đồ chơi này chỉ là dài giống như điện thoại, không nghĩ tới công năng của nó cũng giống như điện thoại. Tống Thư Hàng vốn đang coi là gia hỏa này là ma trưởng các loại đồ vật, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải. Không có tiền chơi ngươi tê liệt, không nạp tiền làm sao trở nên mạnh mẽ, nạp tiền phía sau ngươi mới có thể muốn làm gì thì làm. Làm sao nạp, cần làm sao nạp liền tiến hành nạp tiền. Tống Thư Hàng đối với sắt thép hóa thân ra lệnh. Thế nhưng sắt thép hóa thân không có tiến hành nạp tiền động tác. Hắn không cách nào vì cái này điện thoại pháp khí tiến hành nạp tiền. Đoán chừng là bởi vì, hắn trong tay không có thể vì điện thoại pháp khí tiến hành nạp tiền tiền. Không tốt, muốn xong. Tống Thư Hàng đau lòng vô cùng, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, hắn tiên tuyển lúc này thật muốn xong đời. Thiên kiếp trưởng tâm lôi, cuối cùng đặt ở sắt thép hóa thân trên thân. Sắt thép hóa thân nửa người trên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị trưởng tâm lôi phá hủy. Ta còn đang ở ghi hình công đức xà mỹ nhân, há miệng chuẩn bị phát ra Tống Thị bốn tiếng kêu thảm phương pháp. Nhưng nàng còn chưa tới kịp kêu lên tiếng thứ hai, tạo hóa pháp phương sau lưng tạo hóa tiên tử, đã dồn dập phát ra tiếng, Tống Thị bốn tiếng kêu thảm phương pháp gấp 5 lần tốc độ. Đi sau đoạt người, dựa vào tốc độ, tạo hóa tiên tử thoáng cái đem công đức xà mỹ nhân kêu thảm lời kịch cho đã đoạt. Công đức xà mỹ nhân cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tạo hóa tiên tử sao có thể dạng này. Dạng này là phạm quy A. Tống Thư Hàng, kiếp vân tiêu tán, thiên kiếp biến mất, chỉ còn lại một mảnh cháy đen đại địa. Lúc này đây, hạch tâm lò phản ứng không có tiếp tục dẫn xuống 5 tấn 6 thiên kiếp. Tống Thư Hàng thân hình khẽ động, lướt tới hướng độ kiếp chi địa. Hắn đi tới sắt thép hóa thân bên cạnh. Sắt thép hóa thân cơ giáp hình thái ầm ầm ngã xuống đất, nửa người trên của nó ngực trở lên vị trí, trực tiếp bị thiên kiếp cuối cùng một đạo trưởng tâm lôi oanh thành cặn bã, trên lưng pháo điện tử cũng bị nổ rớt một nửa. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại sắt thép hóa thân bên trên. Sau một khắc, sắt thép hóa thân đáp lại Tống Thư Hàng. Hắn không có ngủm. Đối với sắt thép hóa thân mà nói, nửa người trên chỉ là một ít không quan trọng kết thành bộ phận. Thân thể hắn bên trong là quan trọng nhất bộ phận, liền là phần bụng hạch tâm lò phản ứng khu vực. Chỉ cần cái này bộ phận không có bị phá hủy, vậy nó liền không có việc gì. Tuy rằng thoạt nhìn rất chật vật, nhưng hắn độ kiếp thành công. Lúc này, bụng nó hạch tâm lò phản ứng hóa thành ám kim thần sắc, thoạt nhìn rất đáng tiền bộ dạng. Bất quá luôn cảm giác cái này ngũ phẩm hạch tâm lò phản ứng còn thiếu chút gì đó. Tỷ như ít điểm đường vân cái gì. Tại sắt thép hóa thân trong tay, cái kia điện thoại pháp khí vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên cơ giáp, vỗ nhẹ nhẹ. Tuy rằng biết rõ đây chỉ là cái sủng vật hình hóa thân, cũng không có cao như vậy trí tuệ nhân tạo. Bất quá đang nhìn đến hắn chống được 4 tấn 5 thiên kiếp, hơn nữa thành công độ kiếp, Tống Thư Hàng còn là nhìn không được nói khẽ, ngươi làm vô cùng tốt. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không buông tha. Khôi phục làm người hành trang hình thái, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tìm tiên thuyền xưởng, nhìn xem có thể hay không đem ngươi chữa trị. Tống Thư Hàng làm hóa thân ra lệnh. Theo Tống Thư Hàng mệnh lệnh, cơ giáp hình thái sắt thép hóa thân nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một nửa thân thể nhân hình bộ dáng. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại hóa thân trên thân, đem hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Tiếp đó, hắn bắt lấy cái kia điện thoại hình dáng pháp khí. Kết thúc, kế tiếp đem bản thể đổi về tới đây, lần nữa đậu đậu phóng xuất ra đi. Tống Thư Hàng nói,
bản thể hoán đổi trở về, Đậu Đậu cũng bị theo hạch tâm thế giới chuyển đi ra. Lúc Đậu Đậu theo hạch tâm thế giới bước ra trong nháy mắt, trên người nó mà bắt đầu sinh ra biến hóa, tiến nhập ngưng tụ yêu đan quá trình. Đậu Đậu, đừng quên uống xong thất hoàng diệu quả đan dịch. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Kết thúc, Đậu Đậu nhanh chóng móc ra cái kia bình đan dịch một cái rót xuống, tăng lên bản thân ngưng tụ yêu đan phẩm chất. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, kết thúc, kế tiếp ngươi yên tâm ngưng tụ yêu đan đi, ta cùng Đông Phương Tiên Tử cùng với tạo hóa tiền bối vì ngươi hộ pháp. Ta tại ngưng tụ yêu đan lúc, các ngươi đừng ca hát, cũng đừng trợn trừng ta. Đậu Đậu cẩn thận nói. Tống Thư Hàng, lúc này, Đậu Đậu trong cơ thể yêu lực cùng tiên thiên chân nguyên bắt đầu hướng bụng của nó vị trí ngưng tụ. Ngũ phẩm đại yêu ngưng tụ yêu đan về sau, đồng thời còn có thể thoát thai hoán cốt, ngưng tụ nhân hình. Đậu Đậu tại tứ phẩm cảnh giới thời gian, liền trước giờ đã có được nhân loại hình thái số 1 cùng Tống Thư Hàng tướng mạo rất tương tự chính là hình thái. Mà tấn chức ngũ phẩm về sau, hắn còn có thể lại ngưng tụ ra nhân loại hình thái số 2 chân chính thuộc về hắn hình thái. Đậu Đậu có thể ngưng tụ ra như thế nào yêu đan? Hắn lần này thiên kiếp có thể nói là biến đổi bất ngờ, uy lực cùng số lần đều thuộc về đứng đầu. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Chỉ sợ sẽ là đứng đầu bảy màu yêu đan đi, lại thêm Đậu Đậu tu luyện là Hoàng Sơn tiền bối chuyên môn vì hắn chế tạo công pháp, hắn yêu đan lên có lẽ còn có thể xuất hiện đan văn. Tạo Hóa Pháp Phương nói. Phổ thông yêu tu, ngũ phẩm thời gian ngưng tụ yêu đan cường độ chủ yếu nhìn sắc thái. Mà một ít yêu lực cùng chân nguyên đồng tu đại yêu, tỉ như Đậu Đậu loại này, chúng nó yêu đan có thể sẽ xuất hiện cùng loại long văn đan văn, đồng dạng là số lượng càng nhiều càng mạnh. Một viên yêu đan định đại đạo, ngưng, Đậu Đậu quát khẽ một tiếng. Tại hắn đan điền vị trí, yêu lực cùng tiên thiên chân nguyên hội tụ, ngưng tụ ra một viên yêu đan hình thức ban đầu. Đồng thời, Đậu Đậu trong huyết mạch lực lượng hội tụ, cùng yêu đan lực lượng dung hợp. Yêu tu yêu đan cùng tu sĩ kim đan, vẫn có một chút khác nhau. Nói thí dụ như, yêu tu yêu đan tại hình thái lên càng tiếp cận huyết nhục. Rất nhiều nữ yêu đều nói qua, ngưng tụ yêu đan quá trình cùng với mang thai rất tương tự. Đông Phương Lục Tiên Tử hì hì cười nói. Đông Phương Tiên Tử đừng nói cái từ kia. Đậu Đậu vội vàng kêu lên, Tống Thư Hàng đừng nhìn chằm chằm vào ta xem. Tống Thư Hàng, không ổn. Loại cảm giác này thật rất giống là mang thai cảm giác. Đậu Đậu nằm dạp trên mặt đất, móng vuốt dùng sức vuốt mặt đất. Yêu đan ngưng tụ quá trình, khiến nó hồi tưởng lại một đoạn nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Xem ra, chư thiên vạn giới tứ phẩm yêu tu tại tấn chức ngũ phẩm lúc, chỉ sợ đều giống như Đậu Đậu hiện tại, nhớ lại bị bá Tống Huyền Thánh ánh mắt chi phối sợ hãi. Tạo Hóa Pháp Phương dùng ca hát làn điệu nói. Đừng sướng, van xin ngài, Tạo Hóa tiền bối, đừng sướng. Đậu Đậu dùng sức đánh mặt đất bản uông hôm nay độ kiếp, bá Tống tại trái, Tạo Hóa bên phải, liền hỏi chư thiên vạn giới đạo hữu có sợ không? Công đức xà Mỹ nhân điện thoại cảnh tập trung Đậu Đậu, đem một màn này toàn bộ vỗ xuống. Đừng vuốt, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, như vậy mất mặt một màn đừng vuốt nha. Đậu Đậu phát ra thất bại loài chó rên rỉ. Lúc này, trong hư không có một đạo kiếm quang nhanh chóng đáp xuống. Hoàng Sơn tôn giả bước nhanh rơi xuống. Ánh mắt nhìn về phía dùng sức đánh mặt đất Đậu Đậu, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Đậu Đậu tấn chức ngũ phẩm thành công. Ngao o o o o Đậu Đậu ngửa mặt lên trời thét dài. Tại trong cơ thể nó, một viên thất thải chi sắc yêu đan thành hình, chỉ là cái này màu sắc liền là đứng đầu nhất lưu yêu đan. Đồng thời, tại đây yêu đan lên còn có cùng loại long văn đan văn hiển hiện. Một cái, hai cái, bốn đầu, sáu, tám, ha 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 ha. Bảy màu yêu đan, tám đan văn. Đậu Đậu theo dưới đất nhảy cẫng lên, dương dương đắc ý nói. Đáng tiếc, thiên kiếp đã củng cố đến loại trình độ đó, lại vẫn không phải cửu văn. Tống Thư Hàng có chút tiếc nuối nói. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, muốn ngưng tụ cửu long văn kim đan, đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Đậu Đậu thiên kiếp độ khó tăng lên gấp 3 đến 4 lần, hơn nữa còn tăng cường một trận 3 tấn 4 thiên kiếp. Loại tình huống này, hắn đan văn số lượng còn chỉ có bát văn. Để ta nhìn xem, Hoàng Sơn tôn giả nghe được Đậu Đậu ngưng tụ bảy màu yêu đan cộng tám đan văn về sau, trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười. Hắn đưa tay đặt tại Đậu Đậu trên thân, ý thức lẻn vào Đậu Đậu đan điền vị trí. Quả nhiên là bảy màu yêu đan. Quả nhiên là tám đan văn. Ồ, chờ, đây là cái gì?
Hoàng Sơn Tôn giả đột nhiên lại thấy, đậu đậu yêu đan vô cùng đáy chỗ, có một cái cổ quái ấn ký. Nhìn qua cái này ấn ký, tựa hồ là một cái kim loại tống thư hàng tiểu hữu đầu đồ án. Hoàng Sơn Tôn giả, ta hoa mắt sao? Hoàng Sơn Tôn giả có chút không tin tà, hắn đưa tay đè lại đậu đậu, đừng nhúc nhích. Chứng sự tình, đậu đậu hỏi ngược lại hiện tại hắn vừa tấn thăng đến đỉnh cấp 7 màu đại yêu đan cộng 8 đan văn, cả thân chó ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, vì vậy đối mặt chủ nhân của nó Hoàng Sơn thời gian, thái độ khó tránh khỏi thoáng kiêu ngạo hơi có chút điểm. Đừng nhúc nhích, Hoàng Sơn Tôn giả tay phải khẽ vừa dùng lực, đậu đậu tựa như một con chó chết bị đè xuống đất nhúc nhích không được. Đậu đậu, gâu, Hoàng Sơn đại ngốc, ta sai rồi ngươi đại gia hay vẫn là ngươi đại gia, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hoàng Sơn Tôn giả ý thức lần nữa tiến nhập đậu đậu đan điền, cẩn thận quan sát hắn yêu đan dưới đáy. Tại đó, có một cái tống thư hàng tiểu hữu kim loại ảnh chân dung lóe lên, rất là đáng chú ý. Giống như là một cái ấn ký. Tại sao có tống thư hàng tiểu hữu kim loại ảnh chân dung? Mà không phải Mi Avatar. Hoàng Sơn Tôn giả sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư. Đậu đậu thấy Hoàng Sơn một mặt ngưng trọng bộ dạng, lập tức có chút hoảng hốt. Hoàng Sơn đại ngốc, thân thể của ta có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Không phải độ kiếp xuất hiện cái gì tai họa ngầm đi. Người yêu đan dưới đáy, cái kia con dấu là chuyện gì xảy ra? Hoàng Sơn Tôn giả nghi hoặc lên tiếng hỏi. Cái gì con dấu? Đậu đậu ý thức lẻn vào đan điền của mình chỗ, án lấy Hoàng Sơn làm cho miêu tả, dò xét bản thân yêu đan dưới đáy. Sau đó, cái kia kim loại sáng bóng tống thư hàng ảnh chân dung, lóe lên, thiếu chút nữa bày ra mù hắn nhôm hợp kim mắt chó. Năm thảo, đây là có chuyện gì? Đậu đậu kêu lên. Tống thư hàng, tạo hóa pháp vương, đông phương lục tiên tử toàn bộ tò mò nhìn sang, làm sao vậy? Tống thư hàng, đầu của ngươi vì sao xuất hiện ở ta yêu đan bên trên? Còn lóe lên, chói mắt, đậu đậu tuyệt vọng nói. Tống thư hàng một mặt mộng bức, đầu của ta thật tốt tại trên cổ của mình a. Chính các ngươi đến xem ta yêu đan dưới đáy. Đậu đậu một mặt phiền muộn nói. Chẳng lẽ, là che giấu đệ cửu đan văn? Tống thư hàng hiếu kỳ nói. Mấy người đem thần trí của mình đưa vào đậu đậu trong đan điền, như là đoàn tham quan quang lâm đậu đậu yêu đan vị trí. Tiếp đó dưới đáy, cái kia kim loại tống thư hàng ảnh chân dung, lấp lánh tỏa sáng, tựa hồ tại hướng mọi người chào hỏi. Tạo hóa pháp vương, đông phương lục tiên tử, cái này ảnh chân dung, không phải tống thư hàng ngươi sắt thép hóa thân tiêu chí sao? Tống thư hàng sắt thép hóa thân nhân loại hình thái, đầu chính là như vậy một cái cục sắt bộ dáng. Thế nhưng, vì sao ta sắt thép hóa thân ảnh chân dung, sẽ xuất hiện tại đậu đậu yêu đan bên trên? Nhìn qua cái này con dấu cũng không phải là đan văn đi. Tống thư hàng nói. Tuyệt đối không phải đan văn, tính chất hoàn toàn bất đồng. Hoàng Sơn Tôn giả khẳng định nói. Tống thư hàng suy nghĩ một chút, đậu đậu, muốn không ngươi thử kích phát xuống cái này con dấu nhìn xem. Đáng tiếc đậu đậu vừa mới tấn cấp, nếu như đậu đậu ngũ phẩm đại yêu cảnh giới ổn định lời nói. Hắn có thể đem yêu đan từ miệng bên trong nôn đi ra, Tống Thư Hàng có thể dùng giám định bí pháp giám định một chút cái này con dấu xuất hiện nguyên nhân. Vì vậy, chỉ có lại để cho đậu đậu nếm thử kích hoạt cái này con dấu, nhìn xem công năng của nó. Ta thử xem, đậu đậu trả lời. Hắn điều động bản thân còn sót lại không nhiều linh lực, hội tụ đến con dấu vị trí, thử đem hắn kích hoạt. Con dấu tiếp thụ lấy đậu đậu năng lượng về sau, lập tức đại phóng ánh sáng. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng phát hiện mình hạch tâm thế giới thời gian tại, chỉ còn lại một nửa sắt thép hóa thân trên thân cũng tới phản ứng. Hắn giống như muốn đáp lại đậu đậu con dấu kêu gọi. Thế nhưng có hạch tâm thế giới cách trở, hắn không cách nào đáp lại đậu đậu. Tống Thư Hàng, có phản ứng gì sao? Đậu đậu khẩn trương hỏi. Tạo hóa pháp vương, ngoại trừ càng chói mắt bên ngoài, ta không có phát hiện khác phản ứng. Đông phương lục tiên tử, ta cũng vậy. Nhìn xem sáng lóng lánh thư hàng tiểu hữu đầu, cảm giác thật cay con mắt. Đậu đậu cái này bên ngoài con dấu kích hoạt về sau, ta bộ kia sắt thép hóa thân đã có phản ứng, hắn tựa hồ cùng đậu đậu tầm đó sinh ra nào đó mức độ bên trên đồng cảm. Tống thư hàng nói. Đậu đậu, Tống thư hàng, nhưng loại này đồng cảm đến cùng có cái gì hữu dụng, ta cũng không biết. Ta chỉ là cùng hắn cùng một chỗ độ lần thiên kiếp mà thôi, hắn ngay tại trên người ta đóng dấu. Dạng này như vậy ta giống như biến thành đồ đạc của hắn.
Đậu Đậu trong lòng một hồi vô lực. Chờ, tựa hồ có biến hóa. Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Tống Thư Hàng phát hiện Đậu Đậu tại kích hoạt cái này ấn ký lúc, sắt thép hóa thân hạch tâm lò phản ứng thì có bị kích hoạt dấu hiệu. Làm cho người ta một loại hắn tùy thời muốn đứng lên, lần nữa độ kiếp. Ngay sau đó, hạch tâm lò phản ứng bên trên, đồng dạng xuất hiện một cái con dấu phù văn đối lập ứng với, đây là một cái Đậu Đậu đầu chó đầu. Các ngươi chờ, ta sắt thép hóa thân trong trung tâm, cũng xuất hiện một cái con dấu, là Đậu Đậu đầu. Tống Thư Hàng đưa tay cắm vào hạch tâm thế giới bên trong, tiếp xúc đến sắt thép hóa thân trần trụi tại bên ngoài hạch tâm lò phản ứng lợi dụng giám định bí pháp giám định cái này ký hiệu. Giám định cái này ấn ký thời gian làm cho trả giá cao rất nhỏ, nói cách khác, cái này ấn ký cũng không có đủ quá chân quý tin tức. Thiên kiếp ấn ký, tổ đội độ kiếp phía sau ký hiệu, tình bạn dấu hiệu. Hai vị cảnh giới giống nhau tu luyện giả, cùng chung độ kiếp sau có tỷ lệ nhất định sinh ra ấn ký. Tại lần tới thiên kiếp tiếp tục tổ đội độ kiếp về sau, sẽ biến mất. Tống Thư Hàng, đây là cái gì hiếm thấy đồ chơi? Có kết quả, Hoàng Sơn Tôn giả hiếu kỳ nói. Thứ này kêu thiên kiếp ấn ký, nếu như muốn khiến nó biến mất lời nói, cái kia Đậu Đậu lần sau 5 tấn 6 thời gian cùng ta sắt thép hóa thân lại độ một lần kiếp, liền sẽ biến mất. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, đây là tình bạn dấu hiệu. Phì, Đậu Đậu kêu lên. Tổ chức thành đoàn thể độ kiếp nhất thời thoải mái, thân tử đạo tiêu hỏa táng trận. Ngư Kiều Kiều nhà đáy biển bãi mộ, bây giờ còn 50% ưu đãi đây. 4 tấn 5 là vì tăng lên bản thân ngưng tụ yêu đan chất lượng, dù sao cũng là một viên yêu đan định đại đạo. 5 tấn 6 thiên kiếp, ta mới sẽ không não rút đi cùng ngươi sắt thép hóa thân cùng một chỗ độ kiếp đây. Quan trọng nhất là, vạn nhất đến lúc đợi Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân lại điên rồi, vừa độ xong 5 tấn 6 thiên kiếp. Trực tiếp liền triệu hoán 6 tấn 7 thiên kiếp đây. Không thể trêu vào, không thể trêu vào nha. 7 màu đỉnh cấp đại yêu đan cộng 8 đan văn, Đậu Đậu đã đủ hài lòng, lần sau tuyệt đối sẽ không bồi nhà Tống Thư Hàng hóa thân tiếp tục điên. Vậy tiếp tục giữ lại cái thiên kiếp này ấn ký đi, dù sao cũng không có chỗ xấu, chính là một cái để trưng bày đồ vật. Hơn nữa còn là tình bạn dấu hiệu đây, Tống Thư Hàng cười nói. Đã không có nguy hại. Vậy hãy để cho hắn giữ đi. Hoàng Sơn Tôn giả nói. Dứt lời, hắn đưa tay nắm lên Đậu Đậu. Đậu Đậu trong lòng vọt lên cảm giác bất an. Đi thôi, chúng ta về nhà, Đậu Đậu. Lần này ta vì ngươi chuyên môn định chế, hàng đặt theo yêu cầu, một cái lồng chó, toàn bộ từ thất phẩm chất liệu chế tạo, không thể phá vỡ. Kế tiếp một năm thời gian, ngươi là ở chỗ đó nghỉ ngơi thật tốt, củng cố cảnh giới. Chu Ly sẽ chịu trách nhiệm trông nom ngươi. Hoàng Sơn Tôn giả bình tĩnh nói. Lồng chó, một năm, Đậu Đậu đại lực rằng co, đừng như vậy, đại ngốc. Ngươi dạng này sẽ mất đi ta. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Lần này ngươi tiêu hao linh thạch cùng với ta chuẩn bị đưa cho ngươi tiền lì xì, chờ ta trở về, lại gửi qua bưu điện cho ngươi. Ngươi cái kia chiếc hư hại tiên thuyền, ta đến thời gian an bài nhân viên tới cửa thay ngươi bảo hành. Hoàng Sơn Tôn giả cười nói. Hoàng Sơn tiền bối đặc biệt đáng tin. Hết thảy trải qua tay của hắn, đều sẽ an bài thỏa đáng. Nếu như Cửu Châu Nhất Hào quần trong thiếu đi Hoàng Sơn tiền bối, không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa. Nói như thế nào tốt đây Hoàng Sơn tiền bối giống như là Cửu Châu Nhất Hào quần lão mụ tử, làm trong nhóm thành viên thao nát tâm. Ta chỗ này đem Đậu Đậu độ kiếp hình ảnh đều chụp được tới, chờ quay đầu lại ta truyền cho Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Hoàng Sơn Tôn giả nhẹ gật đầu. Nắm lên Đậu Đậu, ngự kiếm dựng lên. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Hắn từ trong lòng lấy ra ba căn bàn tay dài tinh thể trụ ném cho Tống Thư Hàng, tạo hóa pháp phương cùng Đông Phương Lục Tiên Tử. Đây là săn bắn thiên nhân hoạt động đạo cụ, các ngươi đem thần thức rót vào tinh thể trụ về sau, có thể thấy các cấp bậc thiên nhân có thể đổi lại linh thạch cùng bảo vật. Còn sống thiên nhân cùng chết mất thiên nhân có hai loại khác nhau giá cả. Cuối cùng tinh thể trụ bên trong lưu trữ lấy thiên nhân huống đổi điểm, các người có thể mang theo bản thân tóm thiên nhân đi đổi điểm đổi bảo vật. Nếu như các người một hơi tích lũy đầy 100 tứ phẩm thiên nhân hoặc là 50 cái ngũ phẩm thiên nhân, đổi điểm có tới cửa thu hàng phục vụ. Chính các người nhìn xem xử lý. Hoàng Sơn Tôn giả phất phất tay, chúc mọi người chơi vui vẻ, lần tới gặp. Thư Hàng ta còn muốn với ngươi tiếp tục chơi mấy ngày, ta rất tin tưởng ngươi cùng Bạch Tiền Bối A. Trên bầu trời, Đậu Đậu hét lớn. Tống Thư Hàng nở nụ cười, cái kia lần tới,
ta cùng Bạch tiền bối đi Hoàng Sơn tiền bối nhà làm khách thời gian tìm ngươi, ngươi có thể vì ta giới thiệu ngươi phòng mới ở giữa lồng sắt. Nhật ngài, bạn bè hết, Đậu Đậu cả giận nói. Tống Thư Hàng tiếp tục phất tay, thiên kiếp ấn ký chứng minh chúng ta tình hữu nghị. Gâu, ngươi sau này sẽ hối hận, Đậu Đậu thanh âm, càng ngày càng xa, biến mất không thấy gì nữa. Đậu Đậu cùng Hoàng Sơn tôn giả biến mất. Đông Phương Lục Tiên Tử cùng Tạo Hóa Pháp Vương cũng cùng Tống Thư Hàng cáo biệt. Chúng ta cũng muốn đi trước một bước, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu tại chủ bị. Tạo Hóa Pháp Vương một mặt thần bí nói. Đông Phương Lục Tiên Tử, Thư Hàng, nhóm người này nghiên cứu học giả trước từ ta trước mang đi, nhìn xem có thể hay không theo trên người bọn họ móc ra điểm thứ tốt tới đây. Mặt khác, nếu như Bạch tiền bối sau khi xuất quan, đối với mấy cái này nghiên cứu học giả cảm thấy hứng thú, tới liền tìm ta. Ta đến lúc đó đều đặn mấy cái nghiên cứu học giả cho Bạch tiền bối. Tốt, Tống Thư Hàng cười nói. Chúng ta đây liền đi trước một bước, Đông Phương Lục Tiên Tử phất phất tay, đem cái kia một đám nghiên cứu học giả nhét vào nàng xe Việt dã bên trong, cùng Tạo Hóa Pháp Vương cùng tiến lên xe, một cước chân ga, xe Việt dã tháo chạy hướng không trung. Tạo Hóa Pháp Vương cùng Đông Phương Lục Tiên Tử rời đi. Tống Thư Hàng ngắm nhìn cháy đen thiên kiếp mặt đất, thở dài. Hắn có thể làm đúng là đem An Chi Ma Quân độ kiếp trận pháp hài cốt toàn bộ nhắc lại lấy mang đi. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Tống Thư Hàng một tay nắm điện thoại kia hình dáng pháp khí, đối với công đức xà mỹ nhân nói. Hắn vừa quay đầu, phát hiện công đức xà mỹ nhân bên người, còn đứng lấy một vị khác mỹ nhân tiên tử. Tạo Hóa tiên tử. Nàng không có cùng theo Tạo Hóa Pháp Vương cùng một chỗ trở về. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói. Tạo Hóa Pháp Vương muốn bắt đầu diễn sướng hội, Tạo Hóa tiên tử cũng không tại hắn sau lưng, làm sao phá. Tạo Hóa tiên tử, ngươi làm sao không có cùng theo Tạo Hóa tiền bối cùng một chỗ trở về. Tống Thư Hàng nói. Sẽ chết người a, nghe Tạo Hóa tiền bối buổi hòa nhạc đã rất muốn chết, nếu như ngay cả phá tâm ma hiệu quả cũng mất đi, cái kia Tạo Hóa tiền bối buổi hòa nhạc còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Y dài, Lô A Đần Tạo Hóa tiên tử mở miệng sướng đạo. Tiếp đó nàng tiếp tục xoay đầu lại, cùng công đức xà mỹ nhân mắt to chừng mắt nhỏ. Tống Thư Hàng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Mà thôi, tử đạo hữu không chết bần đạo. Tạo Hóa Pháp Vương buổi hòa nhạc, chết bao nhiêu người tính bao nhiêu, dù sao đánh chết ta cũng sẽ không đi lắng nghe tiền bối buổi hòa nhạc. Xích Tiêu kiếm tiền bối, chúng ta trở về đi, đột nhiên thật là muốn nằm nghỉ ngơi cả ngày. Tống Thư Hàng nói. Hôm nay nói tóm lại, hữu kinh vô hiểm. Đậu Đậu thành công độ kiếp, sắt thép hóa thân cũng thành công xông qua thiên kiếp, thật đáng mừng. Xích Tiêu kiếm tiền bối sử dụng kiếm chuôi đứng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, ta nhớ được hôm nay thứ hai, người có lẽ muốn lên tiết học đi. Thân là tiền bối muốn tùy thời nhắc nhở hậu bối, lại để cho hắn đừng quên học tập tốt, mỗi ngày hướng lên. Lên lớp thời gian đã không đuổi kịp, ta đã lại để cho Bạch tiền bối thụ yêu khinh vũ trước tiên thay ta đi học. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tính toán thời gian lời nói, chờ hắn đi đến Giang Nam Đại học thành, buổi sáng tiết học đều kết thúc. Khá tốt có thụ yêu khinh vũ tại. Đi, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, Tạo Hóa tiên tử. Tống Thư Hàng kêu lên. Hai vị tiên tử đưa vào trong cơ thể hắn. Tống Thư Hàng ngự đao dựng lên, trở về hướng Giang Nam Đại học thành vị trí. Tống Thư Hàng trên không trung chậm gì gì phi hành. Công đức xà mỹ nhân cùng Tạo Hóa tiên tử tiềm ẩn trong cơ thể của hắn, nhưng đầu rồi lại lộ tại bên ngoài thoạt nhìn giống như là Tống Thư Hàng trên lưng dài quá hai cái tiên tử đầu. Hai vị tiên tử mắt to chừng mắt nhỏ, đang tiến hành im ắng giao lưu. Nếu như thời điểm này đem sở các chủ đầu chuyển ra tới đây, vừa vặn có thể ngó một bàn chơi đánh bài. Xích Tiêu kiếm tiền bối đứng ở đầu hắn bên trên. Tống Thư Hàng đều không dám tưởng tượng mình lúc này phong cách vẽ. Dù sao khẳng định xinh đẹp làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, trong tay hắn cầm lấy điện thoại hình pháp khí đối với nó thi triển một phát giám định bí pháp. Đã sớm muốn làm như vậy, giám định bí pháp rơi vào điện thoại hình pháp khí bên trên, Tống Thư Hàng thân thể chuyển hóa làm sương mù chi thân, lợi dụng cái này bắt lẩn tránh giám định bí pháp phun máu đại giới. Sau một lát, giám định kết quả phản hồi đến trong đầu của hắn. Ma lực máy nạp tiền. Tới từ Hắc Long thế giới đặc sắc pháp khí, sử dụng Hắc Long linh thạch có thể vì ma lực máy nạp tiền tiến hành ma lực lưu lượng nạp tiền phía sau ma lực lưu lượng có thể phóng thích pháp thuật,
là Hắc Long thế giới tu luyện giả đặc thù pháp khí. Ma lực máy nạp tiền tài khoản đã bị bá tống huyền thánh sắt thép hóa thân bá bá số hiệu phá giải, ma lực lưu lượng đã hao hết. Hắc Long thế giới kết quả. Hắc Long thế giới chưa từng nghe qua a. Tống Thư Hàng nói khẽ. Bất quá cuối cùng đã biết thứ này tên ma lực máy nạp tiền. Hẳn là một loại thi pháp phụ trợ pháp khí. Tống Thư Hàng đem ma lực máy nạp tiền phóng tới chuỗi đeo tay trong không gian. Sau đó, hắn tại điện thoại di động của mình cuốn sổ bên trong ghi nhớ Hắc Long thế giới tuyển hạng. Có rảnh đi tìm liên quan tới cái thế giới này tư liệu. Luôn cảm giác loại này pháp thuật nạp tiền thi pháp phương thức, rất thích hợp bản thân. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn chuẩn bị chút Hắc Long linh thạch tới thử nghiệm một chút. Một không giờ. Tống Thư Hàng trở lại dược sư cái kia căn nhà cao ốc. Khôi lỗi tiên tử tựa hồ vẫn chưa về. Nhớ kỹ có vị cửu châu nhất hào quần tiền bối, tựa hồ tại dược sư trong phòng tu luyện à? Là ai à? Đúng rồi, là bá giả kiếm thánh, hắn tựa hồ còn đang ở minh tưởng bế quan. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, trở lại bản thân nghỉ ngơi gian phòng. Tiếp đó hắn tiến nhập bản thân hạch tâm thế giới, bắt đầu công việc lu bù lên. Vốn là lấy hoạt tuyền chi thủy, vì thụ yêu mễ lộ lộ cây giống tưới nước. Bên cạnh còn gieo tấm ẩn chứa thiên đình nhà ăn số 111 hạt giống, nhìn qua đã sắp kết quả bộ dạng. Cái này hạt giống nếu như kết quả lời nói, liền sẽ đem viễn cổ thiên đình nhà ăn cho sinh đi ra. Đến lúc đó, sở sở tu luyện tiên chủ chi đạo thì có nguyên bộ thiết bị hòa hợp vừa vặn địa điểm. Một cái khác tấm lục phẩm thiên nhân trên thân kết hạt giống, cũng có nảy mầm dấu hiệu. Cái này hạt giống trong ẩn chứa chính là một giọt cổ vu thần huyết, hơn nữa là đem 55 tên ngũ phẩm thiên nhân cắn nuốt hết vu huyết. Vu huyết bên trong nguyền rủa tại đánh chết tất cả thiên nhân về sau, liền qua đi. Chờ nó bị một lần nữa sinh trưởng về sau, Tống Thư Hàng có thể đạt được một mai tinh khiết cổ vu thần huyết. Tuy rằng không biết nó đến cùng có cái gì, nhưng dù sao là bảo bối. Cuối cùng, Tống Thư Hàng lại đem thất hoàng diệu quả hạt giống trồng xuống dưới. Nếu như nó cũng có thể kết quả lời nói, tương lai Tống Thư Hàng đệ tử 4 tấn 5 thời gian thì có phúc. Thất hoàng diệu quả không những được trị liệu thiên kiếp thương thế, càng có thể đề cao kim đan long văn tư chất. Vui vẻ lớn lên đi, Tống Thư Hàng cười nói. Xử lý xong linh thực về sau, hắn lại đi hạch tâm thế giới ốc đảo khu vực, nuôi nấng theo điền thiên đảo chủ cái kia đạt được linh thú, cùng với chính hắn hai con hải mã linh thú. Cùng với bạch tiền bối nhờ nuôi vô hình kiếm cổ, chiến đấu quyền kích thú. Tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới, so với ta trong tưởng tượng muốn mệt mỏi. Tống Thư Hàng nói. Xem ra, đem bản thân hai cái đệ tử bồi dưỡng thành ưu tú tuần thú sư, linh thực sư thế tại phải làm. Còn có thông nương, cũng không thể khiến nó tiếp tục chán trường đi xuống. Chờ làm đến một đống linh thực về sau, khiến cho thông nương học trở thành ưu tú người làm vườn đi. Cuối cùng, Tống Thư Hàng tiến về trước Đông Điện, dò xét một vòng giam giữ lấy thiên nhân. Hắn hạch tâm thế giới bên trong thiên nhân số lượng, ngũ phẩm có 10 đầu sống, 2 đầu đã treo. Còn có 3 đầu tứ phẩm, còn bảo đảm lấy mạng nhỏ. Mặt khác còn có 1 đầu lục phẩm thiên nhân. Lúc trước Hoàng Sơn tiền bối đã từng nói qua, ngũ phẩm đạt tới 50 đầu trở lên hoặc tứ phẩm thiên nhân số lượng đạt tới 100 đầu, thì có thể khiến bên tổ chức hoạt động phái người đến tận cửa thu hàng. Hắn thiên nhân số lượng chưa đủ. Bất quá đã có một cái lục phẩm thiên nhân, không biết có hay không có tới cửa phục vụ tuyển hạng. Trước đổi một bút linh thạch, linh thực đi, ta hiện tại nhưng là chân chính người không có đồng nào, một nghèo hai trắng. Tống Thư Hàng nói thầm. Linh thạch đều bị đậu đậu độ kiếp rồi. Hoàng Sơn tiền bối hẹn rồi đền bù tổn thất linh thạch cùng đại hồng bao, hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy đưa đến. Tống Thư Hàng theo trong hạch tâm thế giới bước ra. Sau đó lấy ra Hoàng Sơn tiền bối giao cho hắn cái kia lớn cỡ bàn tay tinh thể trụ, đem thần thức rót vào tinh trụ trong cơ thể. Sau đó, liên quan tới săn bắn thiên nhân hàng năm hoạt động tài nguyên bảng hối đoái xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Giới diện rất đơn giản. Tứ phẩm thiên nhân, chết mất giá trị 100 khối tứ phẩm linh thạch, còn sống giá trị 500 khối tứ phẩm linh thạch. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, mỗi một cái chết tứ phẩm thiên nhân giá trị một cái điểm tích lũy. Sống 5 cái điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể đổi phía dưới liệt biểu bên trong các loại bảo vật. Có tài liệu luyện khí, luyện đan tài liệu, chế phù tài liệu, tiên chân tài tố chất. Còn có thành phẩm pháp khí, quý giá linh thú, đủ loại đan dược.
thậm chí ngay cả tu luyện công pháp đều có đổi. Đương nhiên, có thể đổi công pháp đều là một ít di tích bên trong thu hoạch, phần lớn là bản thiếu. Thậm chí có chút ít căn bản không phải tu chân hệ công pháp, Tống Thư Hàng liền thấy một quyển Thánh Quang Phổ Chiếu Đại Pháp. Tống Thư Hàng mơ hồ đảo qua công pháp liệt biểu thời gian, còn là lại để cho hắn tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú công pháp. Cùng ngự đao thuật xứng đôi ngự đao đao pháp Trảm Tiên Tam Đao, một môn lực phá hoại kinh người ngự đao đao pháp. Cần đổi điểm tích lũy cũng tương đối kinh khủng, muốn gần vạn điểm tích lũy mới có thể đổi. Tống Thư Hàng trong lòng đem cái này ngự đao đao pháp trước ghi nhớ. Đổi liệt biểu bên trên bảo vật, rực rỡ muôn màu. Nhìn xem phía trên bảo vật, Tống Thư Hàng viên kia nghèo khó chi tâm dục dịch ngóc đầu dậy, giống như sống lại. Tu chân giới hàng năm sẽ tổ chức một lần hoạt động, cảm giác là vì tán tu mở ra phúc lợi. Đối lập ứng với tứ phẩm thiên nhân, ngũ phẩm thiên nhân giá trị cao hơn. Dù sao tứ phẩm cùng ngũ phẩm là một cái rãnh trời cảnh giới khoảng cách. Ngũ phẩm thiên nhân, chết giá trị 100 khối lục phẩm linh thạch, 100 cái điểm tích lũy, sống giá trị 900 khối lục phẩm linh thạch, 900 cái điểm tích lũy. Mà lục phẩm thiên nhân, đổi liệt biểu thượng biểu rõ sẽ có người đặc biệt thành viên tới cửa giám định. Giá trị sẽ chỉ cao hơn. Lục phẩm cảnh giới, tại tu chân giới cỡ lớn trong môn phái, cũng là cao đoan cấp chiến lực. Nói cách khác, lục phẩm cũng có tới cửa thu hàng phục vụ. Tống Thư Hàng ánh mắt chuyển qua tinh thạch phía dưới cùng, ký hiệu lấy lần này hoạt động đổi địa điểm. Giang Nam khu có 3 cái đổi điểm. Mặt khác còn có cái tới cửa thu hàng phương thức liên lạc là một cái số điện thoại di động. Tống Thư Hàng, có thể, cái này phong cách vẽ rất tu chân. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, phát gọi cú điện thoại này. Này, ngài khỏe chứ, ta là săn bắn thiên nhân hoạt động phục vụ tiểu khả, đạo hữu ngươi có nghi vấn gì muốn trưng cầu ý kiến sao? Một cái phi thường dễ nghe thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, thanh âm này thật quen tai, còn có vị này phục vụ tên. Tiểu khả tiên tử, Tống Thư Hàng ha ha cười một tiếng, xin hỏi, người bên này có chỉ bảo viễn cổ ngôn ngữ phục vụ sao? Điện thoại đối diện, lập tức chết yên lặng. Sau một lúc lâu, tiểu khả tiên tử dùng nàng dễ nghe thanh âm trả lời, ngại ngùng, đạo hữu. Chúng ta bên này bây giờ là săn bắn thiên nhân hoạt động viễn cổ ngôn ngữ dạy học không tại chúng ta trưng cầu ý kiến trong phạm vi. Không sai. Chính là kia vị tiên thuyền xem phục vụ tiểu khả tiên tử. Tốt rồi, không nói giỡn, ta lần này không phải tìm tiểu khả tiên tử ngươi trưng cầu ý kiến viễn cổ ngôn ngữ, yên tâm đi. Tống Thư Hàng cười nói, ta chỗ này có một đống thiên nhân, số lượng nhiều hơn. Vì vậy xin phép tới cửa thu hàng phục vụ, tiểu khả tiên tử ngươi an bài một chút đi. Tốt, đậu đậu đạo hữu ngươi bây giờ ở đâu? Ta an bài hạ nhân thành viên, tới cửa lấy hàng hóa. Tiểu khả tiên tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, ha ha, đậu đậu. Không, ta không phải đậu đậu. Ha ha, lần này đến phiên tiểu khả tiên tử kinh ngạc lúc ấy điếm trưởng vỗ lồng ngực cam đoan, đối diện mua tiên thuyền nhất định là Hoàng Sơn tiền bối nhà đậu đậu đại yêu khuyển. Điếm trưởng đã đoán sai, tiểu khả tiên tử chuyên nghiệp tố chất mạnh phi thường, lập tức thuận theo chủ đề hỏi thăm, cái kia, xin hỏi đạo hiệu, ta vì đạo hiệu đăng ký một chút. Bá, đao, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Vị trí của ta bây giờ là Giang Nam Đại học thành phụ cận. Bá Tống Thánh Hào sẽ hù đến người khác, còn là báo bá đao cái này đạo hiệu đi. Tốt, bá đao đạo hiệu. Trong tay người có bao nhiêu thiên nhân, ta nghĩ trước xác nhận một chút. Tiểu khả tiên tử nói. Tống Thư Hàng, 10 đầu sống ngũ phẩm, 2 đầu không cẩn thận tiêu diệt. Còn có 3 đầu còn sống tứ phẩm. Bá đao đạo hiệu, người săn bắn thiên nhân số lượng, còn không có đạt tới cửa thu hàng số lượng nha. Tiểu khả tiên tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng, yên tâm, ta chỗ này còn có một đầu sống lục phẩm thiên nhân. Còn sống lục phẩm, ta hiểu được, ta lập tức liên hệ đạo hữu tới cửa tiếp thu thiên nhân. Tiểu khả tiên tử gật đầu nói. Lục phẩm thiên nhân, hơn nữa là còn sống. Cái này tựa hồ là lần này săn bắn thiên nhân hoạt động bên trong, con thứ nhất bị bắt lục phẩm thiên nhân đi. Vị này bá đao tiên sinh, là thân phận gì? Cùng Hoàng Sơn tôn giả quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa còn có bắt sống lục phẩm thiên nhân sức mạnh. Bá đao, cùng Hoàng Sơn tiền bối quan hệ tốt, thực lực cường đại. Tiểu khả tiên tử sờ sờ cằm, nàng giống như tập hợp đủ manh mối, nhưng là vừa thiếu khuyết một chút thông báo. Bá đao tiên sinh, mời bảo trì điện thoại kết nối,
nhiều nhất buổi tối lúc, sẽ có người tiến về trước tiếp thu thiên nhân. Tiểu Khả tiên tử bổ sung. Sẽ không lại muốn thuận theo dây mạng bỏ qua đến đi. Tống Thư Hàng tiếp xúc trở về cái kia gửi tiên thuyền bưu kiện thành viên, khắc sâu ấn tượng. Sẽ không đâu, lần này bá đao tiên sinh con mồi bên trong có lục phẩm thiên nhân, chúng ta cần sử dụng đặc chế tiên thuyền, phòng ngừa nó chạy trốn. Vì vậy có thể sẽ tiêu hao chút thời gian, Tiểu Khả tiên tử giải thích nói. Được, ta ở nhà chờ các ngươi, Tống Thư Hàng trả lời. Chấm dứt trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái. Kế tiếp, đi chuyến của hàng điện thoại đi. Hắn nên vì Khôi Lỗi tiên tử, Lý Âm Trúc đều mua một máy điện thoại, thuận tiện liên hệ. Khôi Lỗi tiên tử mang theo Âm Trúc đêm không về ngủ, đều vài ngày còn không có về nhà. Đã muốn phối điện thoại, vậy cho Sở các chủ, Quy tiền bối, Thông Nương đều phối chiếc điện thoại đi. Tránh khỏi Thông Nương thường xuyên dùng điện thoại di động của hắn chơi trò chơi, mua sắm. Tống Thư Hàng mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy, theo lầu ba trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Cao thủ, liền là không đi đường thường, không biết nhảy cửa sổ cao thủ, không phải cao thủ chân chính. Bên kia, Điền Thiên Đảo trên không vị trí. Một cái cửa không gian mở ra, Bạch Tiền Bối một bước từ không trung ở giữa bên trong bước ra. Lưu Tinh Kiếm ở bên cạnh hắn vui vẻ xoay tròn lấy. Lúc này Bạch Tiền Bối đã khôi phục vì chính xác lớn nhỏ. Không còn là sơ sinh trạng thái. Đi ra, ta tại cái không gian kia bên trong ở lại mấy ngày. Bạch Tiền Bối đưa tay ngăn tại trước mắt, nhìn qua ngoại giới ánh mặt trời. Lưu Tinh Kiếm nhẹ nhàng xoay tròn lấy, lộ ra đặc biệt vui vẻ bởi vì trên người nó gai ngược vòng bảo hộ cùng cái rủ mặt đều bị lấy xuống. Thay vào đó, là một cái hoa lệ vô cùng vỏ kiếm. Cái này vỏ kiếm, là do 33 kiện pháp khí tổ hợp mà thành, uy lực cực lớn. Xem ra có lẽ qua thật nhiều ngày, cũng không biết Thư Hàng tiểu hữu có nổ không. Trước gọi điện thoại nhìn xem, Bạch Tiền Bối lấy điện thoại di động ra, bấm Tống Thư Hàng dãy số. Điện thoại rất nhanh đã kết nối. Bạch Tiền Bối, Thư Hàng, hôm nay một chút, ngươi có nổ không, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, ngươi vừa ra tới cứ như vậy ghim lòng ta, thiên đều bị ngươi trò chuyện chết tốt lắm à. Ừ, còn có thể nghe điện thoại liền đại biểu cho ngươi còn không có nổ. Bạch Tiền Bối cười nói, người bây giờ ở đâu? Tống Thư Hàng trả lời, ta bản thể trở về Giang Nam địa khu, bất quá lưu lại cái phân thân tại Lan Tây đảo chờ Bạch Tiền Bối đi ra. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối phân thân của ngươi biến mất phía trước, đem một cái ma lực máy nạp tiền bỏ vào ta đây, tựa hồ là theo cái nào đó di tích bên trong mang ra ngoài. Ừ, phân thân trí nhớ ta tiếp thu đến, ta đối với di tích hứng thú bình thường, ngược lại là cái kia ma lực máy nạp tiền, cảm giác càng thú vị. Bạch Tiền Bối nói, đang khi nói chuyện, tại Bạch Tiền Bối cách đó không xa, có bốn chiếc cổ quái máy phi hành tới gần. Thư Hàng ngươi đợi xuống, ta đây biên có khách nhân đến, chúng ta một lát liên hệ. Bạch Tiền Bối vui tươi hớn hở cúp điện thoại.